Y đạo quan đồ. Chương 61, một người làm quan cả họ được nhờ. Lúc Trương Dương tới đón Tần Thanh, thấy em trai nàng ta, Tần Bạch đã đứng ở trước cửa nhà cùng với hai chiếc vali to đùng. Xem ra vị bí thư đoàn thị ủy Tần Thanh này đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng để chiến đấu trường kỳ ở Xuân Dương. Thấy Trương Dương đánh xe đến, Tần Bạch mang hai cái vali lớn đi tới. Trương Dương liền đỡ hắn một tay, nhưng không ngờ Tần Bạch lại tránh né, chẳng cần nhờ Trương Dương giúp, một mình đem đem hai cái vali để vào cốp xe. Từ hành động của hắn cũng nhận ra, hắn chẳng mấy thiện cảm với Trương Dương. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân cũng thầm mắng tiểu tử Tần Bạch cố chấp. Nói thế nào đi chăng nữa, lão tử cũng đã cứu trị ngươi một mạng chẳng cần ngươi phải đối đãi với ta như ân nhân, nhưng cũng đừng có cư xử như với cửu địch như vậy chứ. Quả thức tính tình Tần Thanh chẳng khác chị gái hắn, là một cảnh sát, hắn phải giữ vững nguyên tắc cùng lập trường của mình. Cũng từ lần đầu tiên chạm trán với Trương Dương, lúc Trương Dương vượt đèn đỏ vi phạm luật giao thông, hắn đã có ấn tượng cực kỳ không tốt với thằng nhãi lưu manh rảo hoạt này rồi. Tuy rằng hắn loáng thoáng nghe thấy chuyện chị gái bị Lê Hạo Huy bắt cóc, nhưng Tần Thanh lại một mực phủ nhận. Nàng ta chỉ nói, lần đó Lê Hạo Huy xông vào trường đảng càn quấy gây rối, cũng chẳng đề cập chút gì tới Trương Dương. Chính bởi vì vậy Tần Bạch cũng chẳng hề hay biết hành động anh hùng cứu mỹ nhân kia của Trương Dương. Vì thế ấn tượng của hắn về Trương Dương vẫn là một gã lưu manh vô lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Thanh cũng nhận ra thái độ không mấy thiện cảm của em trai mình với Trương Dương, nàng cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lắc đầu cười cười. Trương đại quan nhân cũng chẳng thèm so đo với Tần Bạch, thấy Tần Thanh ra liền vội vàng giúp nàng ta xách cái vali nhỏ bỏ vào cốp xe. Tần Bạch cũng không biết ra chị gái ra từ bao giờ, thấp giọng nói: "Chị à, ở Xuân Dương, nếu như chị gặp phải bất kỳ phiền phức gì, cũng đều phải nói cho em biết đó. Tần Thanh cười nói, biết rồi, người ở nhà cũng phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Còn nữa, cũng phải biết linh hoạt trong công tác một chút, đừng có cứng đầu cứng cổ như trước nữa, không lại làm ba mẹ tức giận. Trương Dương nổ máy, Tần Bạch chậm rãi đi lên cửa xe, lạnh lùng nhìn hắn nói, người lái xe cho cẩn thận một chút, xe hỏng hóc gì thì cấm không được chạy tiếp. Trương Dương cười nói, "Rõ rồi ngài sĩ quan cảnh sát. Xe ta trông thì có vẻ cũ thế thôi, nhưng máy móc vẫn còn ngon lành chán. Bây giờ cho đi kiểm tra sức khỏe cũng thừa đạt loạt a." Tần Thành trừng mắt nhìn Trương Dương, quay sang em trai nói, "Được rồi, Tiểu Bạch, vào nhà đi." Trương Dương chậm rãi cho xe chạy, đi được một quãng rồi mà vẫn thấy Tần Bạch đứng đằng sau nhìn dõi theo, Trương Dương không khỏi nở nụ cười trêu đùa nói, "Chủ tịch Tần" em trai người có phải là một người cứng nhắc không? Tần Thanh lạnh lùng liếc nhìn Trương Dương nói, hắn không phải là người cứng nhắc, mà là nghiêm túc, điểm này hắn cũng giống ta. Đám thanh niên thời nay cũng chẳng biết hai chữ này viết như thế nào đâu. Dụng ý trong lời nói của nàng, không cần nói cũng hiểu. Bởi nhẹ ấn tượng về Trương Dương trong mắt Tần Thanh là lưu manh gian xảo, lúc nào cũng cợt nhả không có tí nghiêm túc nào. Nhưng ngấm kỹ lại thì hắn cũng chẳng làm gì đến mức quá đáng, chỉ là hay làm người khác tức giận mà thôi. Trương Dương ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng nói, Tần Thanh, Tần Bạch. Cha mẹ các người đặt tên như vậy, xem ra họ cũng muốn các ngươi sau này làm quan thanh liêm liêm khiết. Tần Thanh nhẹ giọng nói, cha ta là người chính trực ngay thẳng, nhưng cũng chính vì bản tính như vậy nên bị người khác ghen ghét hãm hại. Đúng như ngươi nói, người đặt tên chúng ta như vậy là mong muốn chúng ta phải sống ngay thẳng. Nếu như bao giờ ngươi vào nhà ta, thì hẳn sẽ nhìn thấy mấy chữ người treo ngay trên tường, phấn thân toái cốt hồn bất phạ. Yếu lưu thanh bạch tại nhân gian, thịt nát xương tan thể không sợ. Quyết lưu tiếng thơm tại nhân gian. Tuy vẻ mặt của tần thanh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Trương Dương có thể nhận ra trong đôi mắt đẹp kia đang toát lên sự hâm mộ cùng nhiệt huyết mãnh liệt. Tuy là nói lại câu của cha mình, nhưng dường như tần thanh đã thấm nhuần tư tưởng của ông, đã, đang và sẽ vẫn là một vị quan thanh liêm chính trực, trí chí công vô tư, nhưng chẳng hiểu sao Trương Dương lại bỗng nhiên sinh ra dự cảm không lành, với tính cách như vậy, chắc chắn nàng ta sẽ gặp nhiều trở ngại khi về Xuân Dương công tác. Tần Thanh bỗng nhiên quay sang nhìn Trương Dương nói, vì sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Trương Dương thở dài nói, ta ở thể chế nhà nước tuy không lâu, thế nhưng cũng hiểu ra vài điều. Ở trên quan trường mà cứ cứng nhắc bảo thủ như ngươi, chắc chắn nửa bước cũng khó đi. Muốn tiến xa hơn được cần phải có mánh khóe cùng thủ đoạn, phải biết nhìn xa trông rộng, phải biết linh hoạt, lúc rắn lúc mềm. Nhiều lúc muốn làm đại sự thì không được câu nệ tiểu tiết. Tần thanh nhịn không được phải nở nụ cười. Tiểu tử Trương Dương có thể nói ra được những lời này, chứng tỏ hắn cũng có chút tố chất làm quan. Nàng nhẹ giọng nói, trên đời này không có con đường nào thẳng tắp, cũng chẳng có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió. Lại càng không có mấy cái chuyện tốt từ trên trời rơi. Nói còn chưa hết câu, đột nhiên xe jeep đột nhiên rung mạnh, Trương Dương liền xoay tay lái cho xe tấp vào lề đường vừa mở mùi xe lên, hơi nước bốc lên trắng xóa. Thấy Tần Thanh đi tới, Trương Dương cười khổ nói, thật đúng như ngươi nói. Trên đời này không có con đường bằng phẳng, cũng chẳng có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió. Tần Thanh mỉm cười nói, để ta kiểm tra xem thế nào. Vừa nói nàng vừa có tóc mình lại, sắn tay áo lên bắt đầu kiểm tra máy móc. Trương Đại Quan Nhân nói về xe cộ thì mù tịt, đành phải đứng một bên mà nhìn. Tần Thanh kiểm tra một lúc phát hiện nguyên nhân là do đoạn ống làm mát bị hở nên mới bị như vậy. Nàng kêu Trương Dương đi kiếm một xô nước lạnh, rồi lấy dụng cụ sửa lại đoạn ống. Nhìn thì đơn giản nhưng Tần Thanh cũng phải sửa mất nửa ngày trời, lúc hai người tới Xuân Dương thì cũng đã làm sầm tối rồi. Bởi vì Tần Thanh cũng chẳng báo cho đám cán bộ dưới Xuân Dương một tiếng nên ủy ban huyện cũng chẳng có nghi lễ tiếp đón tân chủ tịch còn về vấn đề ăn uống ngủ nghỉ thì chẳng có vấn đề gì trương dương chỉ cần lấy danh nghĩa người của sở thương mại đầu tư là có thể dễ dàng mượn một phòng ở khách sạn minh châu mà dạo gần đây người của bên sở thương mại cùng mấy người thương nhân thường lui tới khách sạn minh châu nên cũng không ai để ý tới tần thanh đi cùng trương dương thấy trời cũng nhá nhem tối trương dương cũng chẳng có ý định quay về xã hắc sơn tử nữa mà tiện thể kiếm luôn một phòng nghỉ qua đêm định bụng sáng sớm mai về đối với vị nữ chủ tịch huyện này Trương Dương cũng tận tâm hầu hạ hết mức. Thuê hẳn cho nàng một phòng hạng sang đầy đủ tiện nghi, lại có cả phòng làm việc riêng nữa. Hơn hết Trương Dương còn tự thân khuân cả đống hành lý của nàng mang tận lên phòng. Tần Thanh cười nói, ngươi làm như vậy có hơi phung phí tiền bạc không? Chi phí đều không tính cho ngươi, là của bên sở thương mại đầu tư ta phụ trách. Tần Thanh lắc đầu nói, nhớ kỹ, dựa theo nguyên tắc, ta có thể kiểm tra ngươi bất cứ lúc nào. Trương Dương ha hạp cười lớn, không thành vấn đề. Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa. Người tắm nhanh lên một chút, sau đó ta dẫn người đi ăn, thuận tiện cải trang vi hành Xuân Dương một chuyến luôn. Tần Thanh cười nói, sở dĩ ta muốn người trở đi, cũng là không muốn người ta biết ta đến đây, lại càng không có suy nghĩ gì gọi là cải trang vi hành gì cả. Tuy ngoài miệng thì nói vậy thôi, chứ thực ra nàng cũng muốn điều tra tình hình huyện Xuân Dương một chuyến, nhưng nói thế nào đi chăng nữa nàng lại không thích đi cùng thằng nhãi này chút nào cả. Trương Dương nhìn lại đồng hồ một chút, mới đó mà cũng sắp 7 giờ rồi, quay sang nói với Tần Thanh, nửa tiếng sau ta lại tới. Tần Thanh đi ra tiến hắn rồi đóng cửa phòng lại. Tần Thanh cũng chẳng biết vì sao tự dưng mình lại cười mỉm. Kỳ thực nàng cũng không thấy tiểu tử Trương Dương này giống mấy gã lưu manh đầu đường xó chợ. Khóa kỹ cửa phòng xong, nàng liền chuẩn bị đồ đi tắm quần áo rơi xuống lộ ra một thân mình đẹp hoàn mỹ da thịt trắng muốt trong suốt như ngọc bờ ngực nàng vẫn cao vút như thiếu nữ tuổi đôi mươi dòng nước ấm áp chảy dài trên thân thể nàng gột rửa đi bao bụi bặm trần cùng mệt mỏi chỉ những lúc như thế này nàng mới quên được cái trốn quan trường giả dối kia chỉ có lúc này nàng mới nhận ra mình là một người con gái đang tắm bỗng nhiên tần thanh lại cảm giác nhột nhạo dưới chân đôi mắt đẹp mở ra cúi xuống nhìn lại một chút đã thấy con chuột to đùng chạy vụt qua chân trốn vào góc phòng. Nàng sợ đến hết toáng cả lên. Phòng Trương Dương nằm ngay bên cạnh phòng Tần Thanh, vừa về đến nơi là Trương Dương chạy ngay vào phòng tắm. Đang định cởi nốt cái quần đùi lại nghe tiếng kêu thất thanh của Tần Chủ tịch huyện. Không nghĩ ngợi nhiều, Trương Dương liền lao ra, chạy nhanh tới trước cửa phòng nàng ta. Lúc này tiếng hét của Tần Thanh lại càng lớn hơn. Trương Dương thấy nóng ruột, cũng chẳng thèm gõ cửa nữa, một cước đá bay cửa phòng, vội vàng xông vào phòng tắm. Vừa vào liền thấy Tần Thanh đang đứng trong bồn tắm, trên người chỉ độc mỗi chiếc khăn tắm trắng tinh quấn quanh người. Hai tay nàng trụm lại che trước ngực, nhưng vì chiếc khăn tắm hơi nhỏ nên phần trên của bộ ngực nõn nà kia vẫn lộ ra mồn một. Đôi chân dài no tròn trắng muốt gần như không được che đậy đập thẳng vào mắt Trương Dương. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây sợ đến trắng bệch ra, như không còn chút máu nào nữa. Thấy Trương Dương tới, nàng vội vã chỉ vào góc phòng nói, chuột có chuột. Trương Dương còn tưởng có chuyện gì, hóa ra chỉ mỗi con chuột nhất, thế mà cũng hét toáng lên như bị cưỡng gian không bằng. Nhấc chân lên định đạp con chuột một cái, nhưng không ngờ con chuột lại mau lẹ chạy vụt ra, thoát khỏi bàn chân Trương Dương trong gang tấc, một mạch chạy tới chỗ bồn tắm. Tần Thanh lại sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng nhảy ra khỏi bồn tắm chạy tới núp đằng sau Trương Dương, gắt gao ôm chặt lấy cánh tay hắn, hai mắt nhắm nghiền lại. Đôi bồng đào căng tròn ép sát vào tay Trương Dương, làm hắn thiếu chút nữa xịt cả máu mũi con chuột thấy bên kia người đông thế mạnh liền nhanh nhẹn bám men theo đường ống nước chạy thoát ra ngoài lúc này trương dương mới quay đầu lại cười cười nói không có việc gì miệng thì nói vậy nhưng hai mắt thằng nhãi danh này vẫn dán chặt trên bờ ngực cao vút kia mãi tận tới lúc này tần thanh mới nhận ra tình trạng hở trên hé dưới của mình nhưng quả không hổ danh lãnh đạo cao cấp lâu năm tuy tình trạng xấu hổ như vậy nhưng rất nhanh nàng cũng chấn tĩnh lại được chỉ là nụ cười có chút hơi gượng gạo. Tần Thanh đạm nhiên nói, không còn việc gì nữa thì ngươi đi ra ngoài đi. Trong đầu Trương Dương lúc này tràn ngập những ý nghĩ đen tối. Trương Dương hận không thể vươn ma chảo ra nhào nặn hai khối đậu hũ to tướng kia. Nhưng chút lý trí sót lại nói cho hắn biết người ta là tân chủ tịch huyệt, là cấp trên của mình, nếu như cứ thuận theo sự thúc giục của ham muốn, đè nàng ta xuống, thì đó là phạm tội. Gần như phải mất toàn bộ sức lực Trương Dương mới có thể đè nén dục vọng xuống, nhắm mắt thở sâu rồi chậm rãi gật gật đầu đồng ý. Bởi vì cửa phòng bị Trương Dương đá bay nên giờ hắn phải đứng ở ngoài cửa, trông chừng không cho người khác xông vào. Một lúc sau Tần Thanh đã mặc quần áo xong, nhưng vẫn cẩn thận soi gương, chỉnh trang lại bản thân một chút. Ngẫm lại tình huống vừa rồi quả thực mất mặt không chịu được. Nguyên một cán bộ đảng viên được tôi luyện thử thách trong nhiều năm như vậy, vậy mà vừa trông thấy một con chuột nhắt đã sợ đến hồn phi phách tán. Càng làm nàng xấu hổ hơn khi tiếng hét của nàng lại khiến thằng nhãi Trương Dương phá cửa sông vào, để hắn được một phen chiếm đại tiện nghi như vậy. Nhưng dù hậm hực trong lòng, nàng cũng không thể trách tội Trương Dương được. Dù sao người ta cũng là có lòng giúp đỡ nên mới xông vào, cũng là vô tình mới nhìn thấy. Tần Thanh hít sâu một hơi, hai tay vỗ nhẹ lên má mình cố gắng xua đi những hình ảnh đáng xấu hổ vừa rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Nàng mới nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm đi ra bên ngoài. Vừa ra ngoài liền thấy Trương Dương cùng một người quản lý của khách sạn đang nói chuyện. Trương Dương có vẻ tức giận mắng lớn, "Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Tiếng là khách sạn 3 sao mà lại có chuột là sao?" Gã quản lý kia biết sai liền rối rít xin lỗi Trương Dương và ngỏ ý muốn đổi phòng khác cho bọn họ ngay. Thực ra hai phòng Trương Dương thuê là phòng VIP của khách sạn, bình thường cũng ít người tới thuê nên không được chăm nom kỹ lưỡng cho lắm bởi vậy mới xảy ra vấn đề như vậy. Gã quản lý cười cười lấy lòng nói vài câu rồi nhanh nhẹn đi sắp xếp đổi một phòng gần đó cho Trương Dương. Nhân lúc rảnh rỗi, Trương Dương liền chạy về phòng tắm ảo một cái, lúc xong xuôi nhìn đồng hồ cũng là bảy trong không rồi. Lại nhớ tới vị chủ tịch huyện vẫn còn đang bụng đói đứng chờ mình, Trương Dương cũng thấy có chút áy náy, nhưng cũng thấy hơi trột dạ. Dù sao lúc nãy tuy vô tình nhưng hắn cũng được chiêm ngưỡng khá nhiều cái thân hình kia, Trương Dương thầm nghĩ chẳng biết nàng ta có vì vậy mà sinh lòng oán hận hắn không nữa thấy vẻ mặt lạnh băng như thường ngày của tần thanh trương dương cũng thấy yên lòng đôi chút xem chừng nàng ta cũng không muốn nhắc tới chuyện đó nữa nhưng nói thế nào đi chăng nữa con gái đang tắm đột nhiên một gã đàn ông lại đạp cửa xông vào đã thế lại còn nhìn lấy nhìn để người ta thử hỏi tần thanh không hận không thù sao được nhưng thân là cán bộ nhà nước lại còn là đảng viên tần thanh cũng không muốn nhắc tới chuyện đáng xấu hổ đó nữa cứ coi như là chưa từng xảy ra đi. Chỉ cần thằng nhãi kia không nói, nàng cũng chẳng thèm đả động đến làm gì. Chẳng hiểu có phải vừa rồi bị kích động quá không, thế nào nàng ta lại đi mặc một bộ đồ thể thao màu xám, che kín mít từ đầu tới chân, chẳng để lộ chút da thịt nào. Cũng là vừa mới tắm nên tóc còn chưa khô, Tần Thanh phải buộc theo kiểu tóc đuôi ngựa. Bởi vậy giờ đây Tần Thanh trông càng có vẻ trẻ trung sinh tươi tràn đầy sức sống hơn mấy đồ công sở kia nhiều. Trương Dương cười tít mắt nói, chúng ta qua Yến Lâm Viên ăn đi. Tần Thanh cũng nhàn nhạt gật đầu, rồi sóng vai cùng Trương Dương đi xuống lầu. Thực ra Tần Thanh tới Xuân Dương nhậm chức cũng đơn giản vì nàng muốn tránh xa Giang Thành một thời gian. Tuy rằng sau vụ việc bị Lê Hạo Huy bắt cóc rồi dọa giết ở trường đảng, biểu hiện của nàng vẫn bình thản như không có chuyện gì, chứ thực ra nội tâm nàng cũng chịu một vết thương lòng khá sâu. Chỉ có rời xa Giang Thành, vết thương đó của nàng mới bớt đau đớn đi một ít, từ lúc tới được Xuân Dương này, tâm tình đè nặng bao ngày nay của nàng mới được thả lỏng đi một chút, dù sao ở đây, ngoại trừ Trương Dương ra, cũng chẳng còn ai biết đến nàng chẳng biết đến quá khứ của nàng. Lúc tới nhà hàng Yến Lâm Viên, tuy chỉ có hai người nhưng Trương Dương cũng gọi hẳn bốn món. Quả thực Tần Thanh cũng thấy có chút đói bụng, chẳng cần biểu hiện thái độ thuộc nữ rụt rè trước mặt Trương Dương, cứ thế ngấu nghiến thức ăn trương dương cũng phải khen ngợi tính cách thẳng thắn của tần thanh khi thấy nàng ta vẫn cứ ăn uống tự nhiên như không nếu như là sở yên nhiên bị hắn thấy tuốt tuồn tuột như vậy phỏng chừng cũng phải dăm bữa nửa tháng nàng ta mới hết ngượng ngùng được trương dương cười cười với tay lấy chai rượu vang rót cho tần thanh một chén tần thanh cũng không từ chối nhẹ nâng chén lên cười nói cảm ơn ngươi đã cho ta đi nhờ xe trương dương nói không cần cảm ơn được chờ tần chủ tịch huyện là niềm vinh hạnh của tôi mà tần thanh mỉm cười cụm chén với hắn nhấp một ngụm rượu rồi thấp giọng nói lẽ nào ngươi muốn cho mọi người biết thân phận của ta trương dương cố ý giả ra điệu bộ giật mình tỉnh ngộ gượng cười nói tần di nói chí phải sau này ta phải đổi cách xưng hô mới được phải không tần di tần thanh thừa biết là thằng nhãi này đang cố tình chọc tức mình ngón tay trỏ nàng niết xung quang miệng chén rượu ánh mắt tràn đầy tình thân nói chỉ cần ngươi nguyện ý ta cũng không ngại Lúc này Trương Dương mới cười cười cợt nhả trêu đùa, nhìn thoáng qua thì người còn trẻ hơn so với ta đến vài tuổi. Gọi là tần di liệu có làm người già đi không? Đến giờ tần thanh cũng không nhịn được nữa. Thằng nhãi con vô lại này, đã được đằng chân, lại lân đằng đầu, không thấy nói gì tưởng ta sợ ngươi sao. Đôi mi thanh tú hơi xếch lên, ánh mắt cũng có chút giận dữ nhìn Trương Dương. Cũng vì nàng là cấp trên nên dù có tức giận đến đâu cũng phải có chừng mực, nàng làm vậy cũng là biểu lộ ý muốn nói Trương Dương biết khó mà lui, tự nhìn lại bản thân mình là ai, và ngươi đang nói chuyện với ai. Tuy rằng Trương Đại Quan Nhân không phải là cái hạng người thấy chút huy áp là sợ co vòi, nhưng hắn cũng phải rẻ chừng thân phận của Tần Thanh một chút. Dù sao nàng ta cũng là cấp trên của mình, hơn hết, công việc sau này cũng còn phải qua lại ít nhiều tới nàng ta, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Trương Dương liền thay đổi bộ dạng, tươi cười nói, hay là như vậy đi lúc nào không có người ngoài, ta gọi ngươi là chị Thanh, được không? Dù sao ở Xuân Dương này, cũng có thể coi tiểu tử này là người thân duy nhất của mình, bởi vậy Tần Thanh cũng không tiện từ chối. Nàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, lại nâng chén rượu lên nói, sau này còn phải nhờ ngươi giúp đỡ nhiều. Ta cũng vậy. Sau tiếng cụm chén này thì mối quan hệ như chị em, ngoài cấp trên với cấp dưới giữa hai người được xác lập. Cũng có thể nói đây là sự trao đổi qua lại giữa hai người. Tần Thanh thì muốn thông qua Trương Dương này nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế tại huyện Xuân Dương. Còn Trương Dương cũng biết, vị tân chủ tịch huyện này là tấm vé để hắn có thể bước thêm vài bước nữa trên con đường làm quan của mình. Đột nhiên Trương Dương lại mở lời dò hỏi, lúc nào thì người chính thức triển khai công tác. Tần Thanh hờ hững trả lời, có lẽ cuối tuần này tin tức sẽ được truyền xuống đây. Trương Dương nghe xong cũng ngẩn cả người, chẳng phải nàng ta nói muốn tới Xuân Dương cải trang vi hành 3 ngày sao? Xem ra vị mỹ nữ chủ tịch huyện này thật sự muốn làm điều gì đó, nhưng lại không muốn người khác biết. Hay là nàng ta chỉ lấy cớ để đi chơi nghỉ ngơi? Nếu không thì chỉ còn một khả năng, đó là dã tâm của tần thanh rất lớn, nàng ta muốn bước tiếp một bước nữa trên con đường làm quan, nên mới chấp nhận tạm thời làm chủ tịch huyện Xuân Dương để tạo chiến tích. Ba ngày cải trang vi hành này là nàng ta muốn lặng lẽ quan sát tình hình Xuân Dương, để có thể đưa ra được những bước đi chắc chắn, những phương án có lợi cho nàng ta nhất nhưng trương dương cũng mặc kệ ý đồ của nàng ta ra sao chỉ cần biết là lần này nàng ta chỉ đích danh hắn đưa đi xuân dương như vậy chẳng phải nàng cũng có chút tin tưởng hắn hay sao trương dương cũng biết chỉ chút ít đó chẳng giúp gì được trên con đường làm quan của hắn nhưng trương dương cũng không phủ nhận quả thực từ lần nhìn thấy nội y lúc cứu nàng ta trên mái nhà rồi tới lần gần như nhìn thấy hết thân hình nõn nà của nàng ta là nam nhân chính hiệu trương đại quan nhân cũng phải sinh lòng tàn niệm một thửa ruộng màu mỡ như vậy, nếu như không tận lực cày sâu quốc bấm thì chẳng phải là phí hoài yêu vật trời ban hay sao? Đúng lúc này thì Tần Thanh mở lời cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Dương, ta muốn mấy ngày này ngươi dẫn ta đi khảo sát một chút những hạng mục trọng điểm của huyện. Trương Dương suy nghĩ một chút rồi nói, hiện giờ trọng điểm của huyện cũng chỉ có hai hạng mục. Thứ nhất là mỏ than hồng thạch cốc, thứ hai là hạng mục công trình khu du lịch của An Lão Tiên Sinh ở núi Thanh Thai, Mỏ than Hồng Thạch Cốc đã được chính thức đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng, còn khu du lịch núi Thanh Thai thì vẫn còn đang trong giai đoạn khảo sát thực địa. Tần Thanh mỉm cười nói, được, vậy trước hết cứ tới hai nơi đó đi, ba ngày chắc đủ để khảo sát hai nơi đó. Trương Dương cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, khối người mơ còn không được làm tài xế cho Mỹ nữ chủ tịch huyện nữa ấy chứ. Nhưng mà chẳng biết phí sang xe có được tính vào phí công tác của chủ tịch huyện không nhỉ. Thực ra Trương Dương cũng không tính toán tí tiền còm này, điều hắn vẫn thắc mắc là vị nữ chủ tịch huyện này nổi tiếng là người công tư phân minh, thế sao giờ lại cư xử với hắn như người nhà vậy? Hay là nàng ta đã dục dịch bắt đầu tạo dựng bè phái cho mình? Tuy rằng chức vụ Trương Dương ở huyện không cao, thế nhưng cũng phải cân nhắc cẩn thận nên theo bè phái nào. Vấn đề quan trọng nhất là Dương Thủ Nghĩa, hiện giờ ở Xuân Dương, hắn chẳng khác nào ông trời, chẳng có ai dám chống đối lại hắn cả cũng vì trước kia trương dương có xích mích với quý tử của hắn là dương trí thành vụ việc lần đó cũng làm dương thủ nghĩa mất mặt một phen bởi vậy mà há vẫn ghi hận trương dương trong lòng hiển nhiên trương dương sẽ không được nằm trong hàng ngũ bẻ phái của hắn lần này mỹ nữ chủ tịch huyện tới nhậm chức có chỗ dựa vững chắc như vậy trương dương cũng phải nhân cơ hội này chen một chân vào trong hàng ngũ của nàng đầy tới thì đầy tớ mà không thì làm tài xế riêng cho mỹ nữ chủ tịch huyện cũng được chẳng hiểu sao cứ nhìn tần thanh thì mấy cái hình ảnh lõa lồ của nàng trong buồng tắm lại hiện lên trong đầu trương dương. Nào là đôi chân dài thon thả, nào là bờ ngực căng tròn nõn nà đang phập phồng lên xuống, nửa kín nửa hở sau chiếc khăn tắm. Là phản ứng bình thường của nam nhân, chỗ ấy của trương dương lại nóng dần lên. Trương Dương sợ rằng Tần Thanh nhận ra điều gì, cuốn quyết nâng chén rượu vang lên một hơi uống sạch, cố gắng không nghĩ tới mấy cái hình ảnh chết người đó nữa hiển nhiên Tần Thanh cũng không biết trong đầu thằng nhãi kia đang nghĩ mấy thứ bậy bạ gì. Nàng chuyển trọng tâm câu chuyện sang vấn đề khác, huyện Xuân Dương có chỗ nào đẹp không? Trương Dương suy nghĩ một chút rồi nói, ngoại trừ hồng nhãn tháp bên bờ sông Xuân Thủy ra, ta thấy Xuân Dương cũng chẳng còn chỗ nào đẹp cả. Hai năm nay huyện nhà cũng bỏ không ít tiền để xây dựng kè cống để điều dọc hai bờ sông Xuân Thủy, bây giờ cảnh quan hai bên sông cũng khá đẹp. Tần Thanh mỉm cười nói, vậy được rồi, chốc nữa người dẫn ta tới đó ngắm nhìn một chút ăn cơm xong trương dương liền chờ tần thanh tới bờ sông xuân thủy ngắm cảnh đi bộ dọc theo bờ sông là có thể tới hồng nhạn tháp vừa đi trương dương vừa giới thiệu cho nàng tình hình thực tế những vùng quanh bờ sông gió đêm mang theo hơi nước mát lạnh khẽ thổi giống như đôi tay thiếu nữ nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt hai người tần thanh cởi dây cột tóc ra mái tóc đen dài xóa tung xuống sau đó lại bị làn gió đêm thổi khẽ tung bay từng làn hương thơm mát cứ thế thoang thoảng trong gió, kết hợp hoàn hảo với dáng điệu mê người của Tần Thanh, kiến Trương Đại Quan Nhân cứ đứng ngây ngốc ngắm nhìn mãi. Trương Dương bỗng nhiên thở dài cảm thán, chẳng hiểu sao một thân hình đẹp như kia mà nội tâm bên trong lại phức tạp đến nhường vậy. Đi được một lúc nữa liền tới Hồng nhạn Tháp, hàng đêm dưới chân Hồng Nhãn Tháp đều mở phiên chợ đêm cực kỳ đông vui náo nhiệt, thu hút khá đông người dân của huyện tới đây dạo chơi mua sắm. Tuy rằng quy mô không bằng khu chợ đêm Tam Nguyên Cung của Giang Thành, nhưng nói về độ náo nhiệt thì cũng chẳng kém mấy phần tần thanh cùng trương dương cũng hòa mình vào dòng người đông nghịt tần thanh thì có chút thích thú đứng ngắm nhìn mấy đồ trang trí bằng pha lê chẳng là huyện xuân dương cũng khá nổi tiếng với nghề làm thủy tinh xung quanh cũng có không ít làng nghề chuyên làm thủy tinh xuất bán đi nơi khác tần thanh thì đang mải mê ngắm nghía chọn mấy món đồ trang trí bằng thủy tinh còn trương dương lại đứng ngắm nhìn hồng nhạn tháp nhìn tháp mà trương dương lại nhớ lại tối đó là hắn đã cõng hải lan lên đỉnh tháp ngắm cảnh vẫn bầu trời đêm đấy vẫn những vì sao lung linh kia vẫn là ánh trăng sáng trong như hôm nay nhưng người lại không còn bỗng nhiên trương dương lại man mác buồn hắn nhắm mắt lại thở dài một hơi đột nhiên trương dương lại cảm thấy có chút khác thường quay đầu lại nhìn thì thấy một gã dáng người thấp bé đang vội vàng chen lẫn vào đám đông rời đi trương dương sờ lại túi quần thì thấy cái ví đã không cánh mà bay trong lòng thầm chửi, mẹ nó chứ, đã buồn thối ruột rồi lại còn bị ăn trộm nữa. Lắc mình một cái trương dương đã tới ngay đằng sau lưng tên trộm kia, nhấc chân đá một cái vào lưng hắn. Tên trộm kêu thảm một tiếng, cả người mất đà bay thẳng về phía trước rồi ngã sóng xoài ra đất, cái ví tiền trong tay hắn cũng rơi ra. Trương Dương chậm rãi nhặt ví tiền mình lên, nhìn lại bên trong một chút, thấy vẫn chưa mất mát thứ gì, nhưng hắn vẫn chưa nguôi giận, giơ chân sút một phát vào bụng tên trộm một cái nên trộm đau đến nỗi gặp cả người lại, cứ thế rên rỉ mãi không thôi. Cũng bởi vì động tính bên này hơi lớn nên gây sự chú ý của hai gã tuần cảnh gần đó. Chẳng là tình huống chợ đêm hồng nhạn tháp khá phức tạp, bởi vậy hàng đêm cũng đều phải có cảnh sát tuần tra bảo vệ trật tự trị an. Hai gã tuần cảnh thấy bên này có đánh nhau liền hùng hổ xông tới cả giận mắng lớn, dừng tay. Sao ngươi lại đánh người ta hả? Trương Dương giơ cái ví tiền trong tay mình lên nhếch mép cười khỉnh nói, là hắn móc túi ta, các ngươi nhanh bắt hắn đi. Một gã tuần cảnh lớn tiếng nói lại, ngươi là ai? Có nhân chứng nhìn thấy hắn ta lấy trộm ví tiền của ngươi không? Bỗng nhiên trong đám người có người hô lớn, là hắn vô cớ đánh người, chúng ta đều không thấy người kia lấy trộm ví tiền của hắn. Chắc hẳn gã vừa lên tiếng cũng là đồng bọn với tên trộm này. Sắc mặt hai gã tuần cảnh càng trở nên khó coi hơn, giọng điệu cũng cường mạnh hơn, hai người các ngươi đều theo ta về đồn để điều tra làm rõ lúc này tần thanh mới chậm rãi đi tới bên người trương dương vừa rồi nàng còn đang mải chọn đồ nên cũng không thấy một màn trương dương đánh người nhẹ giọng nói nhỏ vào tai trương dương thôi bỏ đi ngẫm lại thì đồ cũng chẳng mất mát gì trương dương cũng không muốn làm to chuyện nữa lạnh lùng nói thôi bỏ đi ta cũng chẳng thèm so đo tính toán với các ngươi nữa nhanh cút hết đi cho ta tên trộm kia thấy trương dương tha mạng liền vội vàng lẩn nhanh vào dòng người thế nhưng hai gã tuần cảnh lại chưa chịu buông tha một gã cả giận mắng lớn người đã đánh người trái pháp luật lại còn dám lớn tiếng như vậy nữa à trương dương lạnh lùng liếc mắt nhìn gã tuần cảnh kia nói sự tình đều đã rõ ràng nếu như hắn không phải trộm việc gì phải chạy nhanh như vậy thế nhưng gã tuần cảnh kia dường như lại thích bắt chẹt trương dương hắn vẫn cứng giọng đối nghịch lại hai mắt ta không có thấy hắn trộm đồ của ngươi nhưng ta lại thấy rõ ràng ngươi hành hung người khác không nói nhiều nữa ngươi theo ta về đồn lấy khẩu cung Trương Đại Quan Nhân không phải là dạng người thích chịu lép vế, lại trước mặt Mỹ nữ chủ tịch huyện này thì sao có thể để mất mặt như vậy được. Tự nhiên hắn phải cường ngạnh đối chọi lại cái con mẹ nó. Cảnh sát gì chứ, ta thấy ngươi là đồng bọn với bọn trộm kia thì có. Nghe xong những lời này của Trương Dương, hai gã cảnh về kia lại càng giận dữ hơn, rút rùi cui ra chỉ thẳng mặt Trương Dương quát lớn, giờ ta bắt ngươi tội gây mất trật tự trị an. Tuy rằng là một người nóng tính, nếu là bình thường thì chắc hẳn hai gã tuần cảnh này đã nằm đo đất từ lâu rồi nhưng giờ đang ở trốn đông người lại trước mặt vị nữ chủ tịch huyện trí công vô tư nay hiển nhiên thân là cán bộ nhà nước trương dương không thể có những hành động của lưu manh vô lại đó được chỉ đạm nhiêm móc di động ra gọi thẳng trực tiếp cho khương lượng khương lượng nghe xong cũng phát hỏa chẳng biết hai thằng mù nào lại dám cả gan bắt tiểu trương chủ nhiệm khương lượng cũng là đang có chút chuyện ở gần đó hắn liền kêu Trương Dương trước tiên cứ theo hai gã tuần cảnh kia về đồn, còn hắn sẽ chạy tới đó ngay. Trương Dương cùng Tần Thanh theo hai gã tuần cảnh về đồn. Bên này còn chưa bước chân vào đồn, Khương Lượng đã vội vã chạy tới trước rồi. Hai gã tuần cảnh thấy Khương đội trưởng tới đều giật mình sửng sốt, sợ hãi lúng túng nói, Khương đội trưởng, trong lòng bọn họ cũng đều hiểu, chắc chắn tiểu tử kia vừa rồi là đánh điện gọi Khương đội trưởng tới. Khương Lượng trừng mắt giận dữ mắng lớn, đồ ngu các người không biết phân biệt đâu là người ngay kẻ gian hay sao. Kêu các người đi bắt trộm cướp, chứ không bảo các người đi vụ oan hãm hại người tốt. Phải chẳng các người muốn bi xé vành mũ. Xé vành mũ là từ chuyên môn trong sở cảnh sát, hàm ý cũng như ám chỉ xóa tên cách chức vậy. Gã cảnh vệ béo lùn thực ra là cấp dưới của Khương Lược, hiển nhiên cũng hiểu hàm ý trong lời của thủ trưởng, cũng chỉ là mắng chửi vài câu lấy lệ mà thôi. Hắn làm vẻ mặt đau khổ nói, Khương đội trưởng không biết đó thôi, lúc nãy chính mắt bọn ta trông thấy tiểu tử này hành hung người khác. Khương Lượng lại giận dữ mắng lớn hơn, tiểu lý, hai mắt ngươi có mù không vậy, tiểu trương chủ nhiệm của sở thương mại đầu tư mà ngươi cũng không nhìn ra là sao. Phải ngươi chán làm cảnh sát, muốn về quê quốc đất trồng khoai. Từ vụ thương lượng thành công với An Lão Tiên Sinh, đại danh tiểu trương chủ nhiệm bên sở thương mại đầu tư chẳng khác nào sấm truyền bên tai, hai gã tuần cảnh kia nghe xong sắc mặt trắng bệch hết cả ra chẳng cần nói đâu xa lạ, tiền lệ trước đây có đồn trưởng Vương Trung Khoa, cũng bởi vì đắc tội với tiểu trương chủ nhiệm mà bị giáng chức xuống làm cảnh sát giao thông, ngày ngày đứng đừng hít bụi. Từ một thời gian ngắn mà một tiểu tử chưa tốt nghiệp vệ giáo, lại có thể được thăng một lèo lên làm phó chủ nhiệm sở thương mại, thử hỏi thế lực đằng sau tiểu tử đó phải to lớn nhường nào. Hơn nữa trong nội bộ cảnh sát ai mà không biết bộ ba mới nổi khương lược, Triệu Tân Vĩ cùng Đỗ Vũ Phong đều có quan hệ mật thiết với Cục trưởng Thiệu Vệ Giang, mà bộ ba này lại đều là lão bằng hữu của tiểu trương chủ nhiệm, động phải tiểu trương chủ nhiệm chẳng phải là động vào chính cấp trên của mình sao. Gã tuần cảnh béo lùn kia cũng có chút thức thời, biết được danh tính của Trương Dương liền vội vàng xin lỗi dối rít Trước mặt Trương Dương, Tần Thanh cũng làm cái điệu bộ của một vị lãnh đạo rộng lượng hòa ái, phất tay lạnh nhạt nói, bỏ đi, cũng chẳng có chuyện gì to tát cả. Là cấp trên sao Khương Lượng lại không biết, hai gã thuộc hạ ngu dốt này chắc chắn cũng có móc nối với tên trộm kia, càng nghĩ càng tức, hung hăng chừng mắt nhìn hai gã tuần cảnh kia. Sự việc cũng nhanh chóng được giải quyết, Khương Lượng đích thân tiến Trương Dương cùng Tần Thanh ra tận ngoài cửa. Dáng vẻ cao giáo xinh đẹp cùng khí chất nhã nhận cao quý của Tần Thanh cũng khiến Khương Lượng phải liếc nhìn trộm vài lần. Càng ngắm mỹ nữ kia Khương Lượng càng bội phục Trương Dương. Chẳng biết thằng nhãi danh này có gì mà lắm gái đẹp đi theo hắn tới vậy, từ tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu tới cả mỹ nữ dung mạo tuyệt trần hắn cũng vơ một lượt. Trương Dương cũng không có ý định muốn giới thiệu Tần Thanh với Khương Lược, hàn huyên với hắn vài câu rồi xin phép cáo từ. Lúc Trương Dương sắp đi, Khương Lượng liền gọi với lại nói, nếu tối mai ngươi không có việc gì, thì qua Kim Khải Việt, mấy anh em uống rượu hàn huyên. Thế nào? Trương Dương suy nghĩ một chút rồi vui vẻ gật đầu đồng ý, cũng được, mai ta sẽ gọi điện cho ngươi. Hồng Thạch Cốc nằm cách huyện Xuân Dương 20 km về phía đông bắc. Đây là một nơi hoang vô nghèo khó nhất cả huyện Xuân Dương, đất đai thì khô cằn, giao thông bế tắc, dân cư lại thưa thớt, được cái chữ lượng than đá ở đây lại khá nhiều. Mãi tới tận vài năm gần đây nơi đây mới trở thành vùng kinh tế trọng điểm của huyện Xuân Dương. Sau 3 năm xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu năm ngoái mỏ than ở Hồng Thạch Cốc đã được đưa vào khai thác và sử dụng. Từ đó mỏ than nơi đây trở thành trụ cột kinh tế cho cả huyện Xuân Dương. Đường tới mỏ than Hồng Thạch Cốc tuy rằng gần đây đã được tu sửa lại khá nhiều, nhưng do bản thân chất lượng công trình đã không tốt từ trước, lại chạy toàn xe có trọng tải lớn nên đường mới gồ ghề sụt lún nhiều như vậy. Lúc mưa thì nước đọng hố to hố nhỏ, lầy lội khó đi. Ngày nắng thì lại bụi bay đầy trời. Bụi nhiều như vậy Trương Dương phải cho hạ cửa sổ xe díp xuống, nhưng lại không dám bật điều hòa. Chẳng là điều hòa của xe là loại rẻ tiền, chỉ có phả hơi nóng chứ không có hơi lạnh như mấy loại đắt tiền kia. Trời thì nóng bức, đã đóng hết cửa xe lại còn không bật điều hòa, không khí bên trong xe cũng trở nên bức bối khó chịu thỉnh thoảng Tần Thanh phải lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên chán, ngó nhìn đám xe trọng tải lớn chờ than chạy đi chạy lại bên ngoài nói, từ Xuân Dương tới Giang Thành lại không có tuyến đường sắt nào. Để khu mỏ than này phát triển thì bên cạnh đó cũng cần phải phát triển ngành đường sắt mới phải. Trương Dương vừa cho xe lách qua một cái ổ gà to đùng vừa nói, nghe nói là huyện nhà cũng có kiến nghị lên thành phố, nhưng mà mãi đến giờ vẫn chưa được phê duyệt. Kỳ thực vận chuyển bằng đường bộ cũng khá nhanh chóng, lại dễ dàng, thuận tiện nhưng mà cái đám tu sửa đường xá ở đây đúng là một lũ phế vật. Khẳng định bọn chúng phải cắt xén ăn bớt không ít nguyên vật liệu, bởi thế mà chất lượng công trình mới tệ hại như thế này. Tần Thanh cười nói, không có chứng cứ thì không thể suy đoán lung tung được. Sự thực ngay trước mắt đó thôi, còn muốn chứng cứ gì nữa? Chỉ không chú ý một chút là xe lại đâm ngay vào một cái ổ gà khác. Xe Jeep đột nhiên nảy mạnh lên một cái, Tần Thanh cũng bị nảy lên, đầu đập hẳn vào trần xe. May là trần xe có bọc một lớp nỉ mềm, chứ không đầu cũng phải xưng một cục to tướng. Dựa vào biển báo giao thông thì con đường phía bắc là chạy tới mỏ than hồng thạc cốc. Thế nhưng hướng chính đông đám xe vận tải lớn chở than vẫn chạy ầm ầm, chắc hẳn mỏ than ở đây có nhiều khu khác nhau. Tần Thanh nhỏ giọng nói, hóa ra khu vực khai thác than không chỉ có một chỗ. Tình trạng chỗ này Trương Dương cũng không nắm rõ, tùy tiện ghé vào một quán ven đường hỏi người bán hàng, bác à, chỗ này có mấy khu vực khai thác than vậy? ông bác kia nheo mắt lại nhìn trương dương một lượt từ đầu xuống chân qua dáng vẻ hắn đoán trương dương là người làm ăn hờ hững trả lời là muốn mua than sao ở đây có năm khu khai thác than đều là quốc doanh cả ngoài năm khu đó tìm lý Chuân có thể bới được vài giá cho ngươi cái mối chính trị nhạy cảm của tần thanh đánh hơi được điều gì đó nhẹ giọng hỏi lại bác à ngoài năm khu khai thác ra lý Chuân kia cũng là quốc doanh sao ông lão cười nói nào phải quốc doanh gì thực ra dân chúng ở đây đã khai thác than từ lâu rồi. Nhà nước có thể khai thác than, chúng ta cũng có thể. Chất lượng than đều như nhau, nhưng ai mà chẳng muốn mua rẻ một chút. Hồng Thạch Cốc vốn là thung lũng kẹp giữa hai ngọn núi phía đông và tây. Nhưng có điều lạ là ngọn núi phía đông lại hoa cỏ ngập tràn, cây cối um tùm. Còn ngọn phía tây lại toàn đá sỏi lởm chởm, đồi chọc núi trơ, hầu như chẳng có bóng cây ngọn cỏ nào. Chỉ có điều, chất đất hai ngọn núi đều có màu nâu đỏ, bởi vậy cái tên Hồng Thạch Cốc mới ra đời. Theo lý thuyết, đá nham thạch phải giàu quặng sắt, nhưng lúc đào lên lại toàn là than đá đen bóng. Chỉ có điều, mỏ than được đưa vào khai thác sử dụng không lâu thì độ ô nhiễm môi trường cũng tăng lên đáng sợ. Hiện giờ đứng trên hai đỉnh núi nhìn xuống sẽ thấy một hố to đùng sâu thăm thẳm bên dưới, khói đen dày đặc bay lượn khắp trốn. Tuy rằng chỉ là khảo sát sơ qua một chút, Tần Thanh cũng biết được chu vi quanh Hồng Thạch Cốc ngoài năm khu của quốc danh, còn có 7 khu vực khai thác than của tư nhân, mức độ lớn nhỏ cũng khác nhau. Có một điểm giống nhau đều là đều lấy hình thức tập trung những chỗ khai thác nhỏ lẻ một. Dựa theo quy định nhà nước thì những tiểu chủ khai thác nhỏ lẻ có chữ lượng dưới 15 vạn tấn trên năm thì đều phải đóng cửa. Qua điều tra thì những tiểu chủ khai thác than ở đây đều thuộc dạng phải đóng cửa. Nhưng điều làm người khác phải giật mình kinh sợ, đó là những khu khai thác nhỏ lẻ của tư nhân này đều được xây dựng cùng lúc với những nơi khai thác của quốc doanh. Dựa vào trực giác chính trị của mình, Tần Thanh liền phán đoán những khu vực khai thác than nhỏ lẻ ở đây chắc hẳn còn có những vấn đề sâu xa hơn rất nhiều. Cả ngày hôm nay Trương Dương cùng Tần Thanh giả làm thương nhân đến mua than hỏi thăm tất cả các sơ sở khai thác sản xuất than ở đây. Qua điều tra được biết, những chỗ khai thác than của tư nhân có giá thấp hơn 10 đến 15% so với những cơ sở quốc doanh, tuy vậy nhưng lợi nhuận bọn họ thu lại cũng chẳng nhỏ chút nào phải biết rằng chi phí để khai thác một tấn than rơi vào khoảng 100 đô la Mỹ, nhưng giá than trên thị trường là từ 300 trừ 400 đô la Mỹ một tấn. Nhìn đoàn xe chở than nườm nượp núi đuôi nhau chạy trước mặt, Tần Thanh cũng trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu. Mặc dù Trương Dương trong thể chế một thời gian không ngắn, thế nhưng tầm mắt của hắn cũng chỉ là mấy khu vực quanh quanh vùng trung tâm huyện Xuân Dương, còn mấy nơi hẻo lánh này hiển nhiên hắn cũng chẳng thèm để ý tới làm gì. Nếu như không phải lần này cùng tân chủ tịch huyện khảo sát tình hình thực địa, thì sợ rằng chẳng biết tới bao giờ Trương Dương mới tới cái nơi khỉ ho cỏ gáy này làm gì. Chỉ là Trương Dương cũng chẳng quan tâm xem tại sao khai thác than quốc doanh lại có thể chung sống hòa thuận với mấy cơ sở tư nhân kia. Mà điều Trương Dương chú ý là cơ sở đường xá của nơi đây rất kém, cùng môi trường xung quanh mỏ than đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu vẫn cứ tiếp diễn cái đà này, chiếu theo pháp luật hiện hành thì khu mỏ than này hẳn phải bị đóng cuộc không sai. Dù cho giá trị kinh tế có cao thế nào đi chăng nữa, nhưng lại tàn phá môi trường xung quanh thì được chẳng bằng mất. Sau khi khảo sát thực địa khu mỏ than hồng thạc cốc xong, Tần Thanh cũng quyết định đây sẽ là công tác trọng điểm khi nàng chính thức nhậm chức. Lúc du học ở Mỹ, nàng cũng học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm quản lý tiên tiến của Tây Phương, hiện giờ cũng đến lúc sử dụng rồi. Cũng giống như Trương Dương, thân là cán bộ đảng viên, Tần Thanh cũng khá chú trọng tới vấn đề nhân sinh môi trường xung quanh mỏ than này lúc trên đường trở về huyện Xuân Dương, Khương Lượng gọi điện cho Trương Dương, kêu bọn họ 6 giờ tối tới Kim Khải Việt uống rượu, anh em lâu ngày mới gặp nhau. Trương Dương cũng có lời mời Tần Thanh tới cho vui, nhưng tâm tình của nàng từ lúc rời mỏ than tới giờ không lấy gì làm vui vẻ cho lắm, liền lắc đầu rồi nhẹ nhàng khước từ lời mời của Trương Dương. Trương Dương cũng chỉ đành chở nàng ta về khách sạn Minh Châu. Chạy ngược xuôi cả ngày trời dưới cái trời nóng oi bức, nào là mồ hôi, bụng bẩm, Trương Dương cũng phải về phòng tắm gội một lượt mới đi nhậu được. Vừa thay quần áo xong, đang định đi thì cửa phòng lại vang lên, là Tần Thanh tới tìm chẳng là đột nhiên nàng ta lại đổi ý, muốn cùng Trương Dương tới Kim Khải Việt. Nhưng vẫn cẩn thận căn dặn Trương Dương không được tiết lộ thân phận của nàng. Lúc tới Kim Khải Việt, đám bạn nhậu của Trương Dương đều tròn xoe mắt nhìn Tần Thanh. Những người khác thì chỉ thấy nàng ta dáng điệu thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần chỉ có riêng Triệu Tân Vĩ trước kia từng tham gia hội nghị đoàn thị ủy, thấy Tần Thanh tới là liền nhận ra ngay được. Dù sao tin tức Tần Thanh được bổ nhiệm là tân chủ tịch huyện Xuân Dương cũng được loan truyền khắp nơi, hơn nữa một vị nữ bí thư đoàn thị ủy vừa xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, ai gặp một lần là có ấn tượng ngay, Triệu Tân Vĩ nhận ra nàng ta cũng không phải điều đáng ngạc nhiên gì. Hiện giờ Triệu Tân Vĩ cũng phải thay đổi ánh mắt nhìn Trương Dương. Tân chủ tịch huyện còn chưa chính thức nhậm chức, mà người ta đã thân thiết với hắn đến nhường vậy, chỉ là cuộc nhậu nhẹt của mấy người thân quen vậy mà nàng ta cũng đồng ý theo Trương Dương tới. Mối quan hệ giữa hai người này thực làm người ta phải ngẫm lại chút ít. Vì biết thân phận thật sự của Tần Thanh, nên Triệu Tân Vĩ mới suy nghĩ sâu xa như vậy, còn những người khác thì chỉ cho rằng nàng ta đơn giản là bạn gái của Trương Dương mà thôi. Hiển nhiên lời nói, ngôn từ cũng rất tự nhiên phóng khoáng. Trước khi tới đây, Tần Thanh đã dặn dò Trương Dương cứ giới thiệu nàng là chị gái hắn. Nhưng mấy gã sắc lang ở đây đều nghĩ lệch là cái mối quan hệ chị em này của hắn. Như Văn Cường thấy Tần Thanh đi cùng Trương Dương, nàng ta không chỉ xinh đẹp, mà lại có khí chất nhã nhận cao quý, trong lòng đột nhiên lại thấy vui vẻ lạ thường. Chẳng là thằng nhãi này cũng có chút tâm ý với vị nữ phát thanh viên Hải Lan xinh đẹp kia, nhưng thấy nàng ta cùng Trương Dương là một đôi nên cũng không tiện chen ngang. Là người trên giang hồ, hắn cũng hiểu đạo lý, Vợ của Bằng Hữu thì nhất quyết không được đụng đến. Nhưng giờ nghe được mối quan hệ mập mờ của Trương Dương với Tần Thanh, hắn không khỏi thấy có chút vui mừng nói, "Ta là Ngưu Văn Cường, là thành viên hội đồng quản trị nhà hàng Kim Khải Việt này. Quán karaoke ái thần đối diện cũng là của ta." Tần Thanh mỉm cười bắt tay hắn, nàng trêu chọc nói, "Ta đâu phải người bên sở thuế, sao ông chủ Ngưu lại phải nói rõ ràng dành mạch tài sản của mình như vậy?" Tần Thanh vừa nói xong, cả đám đều cười ầm cả lên ai cũng biết Như Văn Cường đang tiện thể lấn ná làm quen với Tần Thanh. Triệu Tân Vĩ thì lắc đầu cười khỉnh thầm nghĩ, Như Văn Cường ơi là Như Văn Cường, người ta là bí thư đoàn thị ủy Giang Thành, là tân chủ tịch huyện Xuân Dương, hạng như ngươi mà cũng đòi trèo cao hay sao? Thấy Trương Dương cũng không nói đến thân phận của Tần Thanh. Triệu Tân Vĩ đoán chừng chắc là nàng ta không muốn mọi người biết thân phận thực của mình nên mới vậy. Bởi vậy mà cả buổi ăn nhậu tối nay, Triệu Tân Vĩ đều ăn nói hành động có chừng mực, là hắn sợ rằng vị tân chủ tịch huyện này sẽ có ấn tượng không tốt về hắn. Vẫn như mọi lần, Đỗ Vũ Phong là người diễn mấy tiết mục ngắn để góp vui. Uống xong hai chén rượu, lại nghe Trương Dương than phiền về việc vi phạm giao thông gần đây. Hắn cười tủm tỉm nói, có câu chuyện thế này, trước đây lúc chưa có xe ô tô mà đến cả xe máy mọi người cũng đều chưa thấy bao giờ. Có một ngày, một người lái xe máy từ nơi khác đến. Mọi người đều không biết đó là cái gì bàn tán một lúc lâu cũng không ai biết đó là cái gì cuối cùng bọn họ quyết định mời một vị lão làng hiểu cao biết rộng tới xem xem đó là cái gì ông lão đi xung quanh chiếc xe máy một vòng cẩn thận xem xét tỉ mỉ nhưng cũng không nhận ra đó là cái gì bỗng nhiên ông lão ngồi thụp xuống cầm lấy cái ống bô rồi lớn giọng nói đây là cái gì thì ta không biết nhưng ta chắc chắn đây là giống được trương dương là người đầu tiên ha hả cười lớn sau đó cả đám người cũng cười lăn ra chỉ có mình triệu tân vĩ là cố gắng nhịn cười. Hắn thận trọng chuyển ánh mắt nhìn tần thanh, thấy nàng ta vẫn bất động thanh sắc ngồi một chỗ. Một lúc sau nàng mới chậm rãi nhấc chén trà lên, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói, đỗ phó sở trưởng trước đây công tác ở xã Hắc Sơn Tử phải không? Đỗ Phú Phong gật gật đầu nói, gần đây mới được chuyển về vùng lân cận huyện. Tần Thanh cười nhẹ một tiếng nói, một người yêu quê hương tha thiết như người tại sao lại không công tác tiếp ở xã Hắc Sơn Tử một câu nói như bâng khuâng thế nhưng lại làm triệu tân vĩ hết hồn chỉ là đỗ vũ phong vẫn chưa nhận ra điều gì vẫn đạm nhiên cười nói một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như vậy thì ai muốn ở đó lâu dài con người ta đều có ý cầu tiến mà phải không tân thanh chỉ mỉm cười gật đầu cũng không nói gì triệu tân vĩ ngồi đợi lúc đỗ vũ phong đi toilet rồi nhanh chóng đuổi theo nói cho hắn biết thân phận thực sự của tần thanh đỗ vũ phong nghe xong cũng chết lặng người cả người không rét cũng thấy run bần bật giọng điệu đầy oán trách mắng lớn tiểu tử trương dương này thế nào lại chẳng nhắc nhở ta một câu nào vậy lại nhớ tới tiết mục góp vui thô bỉ vừa rồi trước mặt nữ chủ tịch việt hắn cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa triệu tân vĩ thì bình tĩnh hơn thấp giọng nói ta thấy quan hệ của trương dương với nàng ta không đến nỗi nào hơn nữa là bạn bè lâu năm hắn cũng không nhắc nhở ngươi chắc hẳn cũng có đạo lý riêng không bằng chuyện này vẫn không nên tiết lộ ra thì hơn hai người âm thầm bàn tính một hồi xong xuôi sau đó mới đi vào. Thấy vẻ mặt Đỗ Vũ Phong đột nhiên thay đổi, Tần Thanh cũng đoán ra chắc hẳn một trong hai người bọn họ có người nhận ra mình. Bởi vậy nàng mới tìm cớ đi toilet để cho đám người này có thể nói chuyện riêng với nhau. Tần Thanh vừa bước ra khỏi cửa, Đỗ Vũ Phong liền nhào tới, túm cổ áo Trương Dương chửi lớn, em mờ ca cái đổ vô lương tâm như ngươi. Là bạn bè mà cũng không nhắc nhở ta một tiếng là sao? Ngưu Văn Cường cùng Khương Lượng đều không biết chuyện gì xảy ra. Trương Dương nhịn không được cười cười xin lỗi. Vẻ mặt Triệu Tân Vĩ đau khổ miếu máu nói, đồ vô lương tâm nhà ngươi. Đem cả tân chủ tịch huyện đến mà cũng không báo cho chúng ta một tiếng, có phải muốn hãm hại chúng ta phải không? Trương Dương cười nói, là người ta không cho ta nói, ta cũng chẳng có biện pháp nào. Như Văn Cường nhớ tới biểu hiện của mình lúc nãy, chẳng phải là lưu cho vị nữ chủ tịch huyện kia ấn tượng về một gã sắc lang sao mẹ nó chứ, lần này thì xong rồi. Câu nói vừa rồi của nàng ta, phải chăng là muốn sở thuế sở gáy mình sao? Khương Lượng cũng phải hít một ngụm khí lạnh, sự kiện tối hôm qua chẳng phải là nằm trong địa hạt của hắn hay sao? Trong khu vực mình quản lý mà chủ tịch huyện cũng bị trộm, vậy thì chẳng phải sẽ bị tội làm ăn cầu thả vô trách nhiệm hay sao? Mỗi người ở đây đều trầm ngâm suy nghĩ lại biểu hiện của mình tối nay chỉ có Đỗ Vũ Phong là tâm tình nặng nề nhất, dù sao sau cái tiết mục tục tiểu kia của hắn, người ta đã nhắc nhở hắn nên quay về xã Hắc Sơn từ công tác tiếp hay sao. Mẹ nó chứ, đúng là cóc chết tại miệng, chỉ kể một câu chuyện cười thôi mà lại bị giáng trước thê thảm đến vậy. Một đám người trầm ngâm không nói năng gì, bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Chỉ có mình Trương Dương là vẫn tươi cười nâng chén rượu lên nói các người thấy được cái gì. Nghe được những gì, như văn cường quả không hổ danh là người có đầu óc nhất bọn liền giật mình tỉnh ngộ ta cái gì cũng không nhận ra cũng chưa nghe thấy gì cả tối nay chỉ là ăn cơm bình thường ở kim khải việt mà thôi đỗ phú phong cũng ngầm hiểu được ý tứ của trương dương giả ra bộ dạng như say rượu nói ta cũng chưa có nói gì cả khương lượng cùng triệu tân vĩ không hẹn mà cùng đồng thanh nói ta cái gì cũng đều không nhớ rõ trương dương liếc mắt nhìn cả bọn đang tươi cười hớn hở lắc lắc đầu thở dài một tiếng nói, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Chẳng có lấy một người có cốt khí gì cả. Một lúc sau thì Tần Thanh cũng quay trở lại, thấy bộ dạng kỳ quặc của cả đám người kia, nàng cũng đoán ra được 8-9 phần. Mỉm cười nói, không còn sớm nữa, ta cũng phải về nghỉ ngơi. Như Văn Cường nguyên bản còn muốn mời Trương Dương cùng Tần Thanh đi hát karaoke, lúc này biết được thân phận của Tần Thanh, dù có cho thêm tiền hắn cũng không dám mời nữa cả đám người đều cung kính đứng lên tiến tần thanh bầu không khí đang vui vẻ nháy mắt cái lại trở nên trang nghiêm lạ thường trương dương vẫn cười tủm tỉm đứng lên nói để ta đưa nàng ta về các người cứ tự nhiên tiếp đi nhìn hai người bọn họ một trước một sau rời đi cả đám lại ủ rũ ngồi hết xuống đỗ phú phong nhịn không được mắng lớn một câu mẹ nó chứ hôm nay là ngày sao 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 gì mà đen như vậy nhỉ khương lượng thở dài nói vị nữ chủ tịch huyện này làm việc cứ như thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, thực sự là quá bí hiểm. Mà cũng chưa hẳn là không tốt, dù sao tiểu trương chủ nhiệm cũng bước đầu thân quen với vị tân nữ chủ tịch huyện này, sau này cũng còn phải. chương 62, Sơn Thủy đẹp, Mỹ Nhân càng đẹp hơn. Đi thanh thai Sơn cùng Hồng Thạch Cốc hoàn toàn là hai loại cảm thụ hoàn toàn khác nhau, cảm thụ bất đồng tự nhiên là tâm tình cũng sẽ bất đồng sáng sớm ngày thứ hai trương dương cùng tần thanh chuẩn bị đi thanh thai sơn nghĩ tới tác phong làm việc của tần thanh trương dương cũng không có kinh động tới bất cứ người nào ở hắc sơn tử hắn chạy xe đến thẳng phía sau thôn thanh hà dừng xe ở đó rồi cùng tần thanh leo lên thanh vân phong vì chuẩn bị để leo núi tần thanh hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu xám trương dương cho rằng đó có lẽ cùng là bởi vì thân phận của nàng cho nên nàng mới chọn một bộ trang phục trầm ổn như thế trương dương vẫn mặc một bộ trang phục như mọi khi Áo sơ mi với quần jean, Tần Thanh từ cách ăn mặc của hắn mà đánh giá thì tiểu tử này rõ ràng là một tên xa hoa hóa, điều này làm cho Tần Thanh có chút khó hiểu, với tiền lương của tiểu tử này, thế nào lại có thể mua sắm được toàn hàng hiệu như thế, lại còn có cả ô tô nữa, như thế này thập phần là giống nhà giàu có. Căn cứ theo phân tích của Tần Thanh thì có hai khả năng, một là tiểu tử này đích thị là con nhà giàu, khả năng thứ hai là hắn lợi dụng chức vị để kiếm chắc không ít. Nhưng ngẫm lại, một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã thì có bao nhiêu không gian để có thể tham ô đây? tần thanh lại nhớ tới một thân phận khác của hắn đó là phó chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư huyện. giả như trong quá trình chiêu thương dẫn từ hắn nhân cơ hội tham ô thì tính chất nhất định là cực kỳ nghiêm trọng. bất quá tần thanh cho rằng khả năng thứ hai này là cực kỳ nhỏ bé. nàng cho rằng hắn không phải là loại tiểu nhân chỉ để ý cái lợi trước mắt. còn vì sao lại như thế thì chính nàng cũng không rõ. có lẽ đó là do cảm giác sơn đạo phía trước ngày càng trở lên hiểm trở khó đi, tần thanh tạm thời vứt những ý nghĩ trong đầu này sang một bên mà đi. Đang đi Trương Dương chỉ vào một khối cự thanh bên đường nói với tần thanh, khối cự thạch này chính là khối thạch nổi tiếng nhất ở địa phương này, 7 năm trước lúc cố chủ tịch tỉnh tới thăm, tự ngày đã giáo huấn chúng ta có quyền có chức luôn phải kiên cố nhưng tảng đá này, quyết không thể để dòng đời cuốn theo. 7 năm trước tần thanh vẫn còn đang du học tại Mỹ, cho nên đương nhiên là nàng không có biết tới điển cố đó, bất quá nàng cũng có nghe nói qua về quá khứ của cố chủ tịch tỉnh, vị này cũng là một vị lãnh đạo ngay thẳng, bất quá dù tại vì nhiều năm như vậy nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề kinh tế của tỉnh Bình Hải. Trương Dương vốn kiến nghị Tần Thanh chụp một bức ảnh lưu niệm cạnh khối cự thạch này nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Tần Thanh Thủy Trung vẫn cho rằng, sự ngay thẳng của bản thân đặt trong lòng chứ không phải là nói ngoài miệng. Phong cảnh dọc đường lên Thanh Vân Phong cũng đẹp không sao tả xiết, Nhìn cảnh vật sơn sơn thủy thủy hữu tình mà tâm tình Tần Thanh không khỏi cất cánh. Thảo nào mà An lão cuối cùng cũng chấp nhận đầu tư tại đây, có thể nói ở đây cùng Hồng Thạch cốc là hai địa phương với hai phong cách bất đồng, có thể dùng từ một ngày một đêm để hình dung sự đối lập đó. Lúc tới gần một ngọn suối, Tần Thanh chấp nhận lời đề nghị của Trương Dương dừng chân lại một lúc để nghỉ ngơi, nàng cởi giày ra bước xuống suối, để lộ đôi bàn chân như bạch ngọc nằm giữa suối. Trương Dương nhìn đôi chân hoàn mỹ đó thầm than đúng là thượng thiện tạo vật chi mỹ. Tần Thanh tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, quay lại nhìn thấy Trương Dương đang nhìn mình với ánh mặt nóng rực. Nàng bất giác sinh ra một cảm giác hơi lo lắng, một chút cảm giác hối hận, không biết vì sao mình lại theo hắn đi tới cái nơi heo nút này. Như vậy chẳng phải là rất mạo hiểm, thằng nhãi này sẽ không có mưu đỏ gây rối gì chứ. Trương Dương ngồi trên bờ, đưa cho nàng một chai nước, nước suối hảo hạng đây. Ngươi thử chút xem. Tần Thanh tiếp nhận chai nước uống một ngụm, một cảm giác mát lạnh thấm thận phế phủ, lông mi chớp chớp nhìn ra phía xa xa, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ đối với suy nghĩ vừa rồi. Nàng phát hiện không hiểu vì sao mà nàng luôn không tự chủ được mà đem Trương Dương nghĩ xấu như vậy, tuy rằng trong tiềm thức nàng biết rõ hắn vị tất đã là loại người đó, có thể nói không phải là người xấu, hắn còn là ân nhân cứu mạng của nàng, đem hắn nghĩ nhớ vậy có thể coi là có chút phong ân quá. Thế nhưng cứ nhìn ánh mắt với điệu cười của tiểu tử này là nàng lại có cảm giác khó chịu, có thể là do tâm lý đề phòng của nàng cao quá. Trương Dương ngồi trên tảng đá đối diện với tần thanh chậm rãi ngâm nga. Thải cúc đông ly hạ. Du nhiên kiến nam sơn. Người ta cứ nói thiên nhiên có thể xóa nhòa cái ranh giới giữa hiện thực và mông tưởng, thật không hiểu đó là cái khái niệm gì. Ngắt cúc đông, ly hè. Khoai thai ngắm núi nam. Tần Thanh mỉm cười nói, thật là nhìn không ra người cũng có chút học thức A. À. Coi thường người khác quá ha, à. tuy ta đây không bằng không si cấp, bất quá rèn luyện hàng ngày chẳng kém ai, những cán bộ phổ thông làm sao có thể so sánh được. Tần Thanh nghe hắn tự biên tự diễn không khỏi mỉm cười, lại lưu ý tới ánh mắt hắn vẫn đang nhìn nhìn hai chân mình, Tần Thanh vội vàng đi giày lại rồi đi tiếp. Sự khôn ngoan của Trương Dương thường làm cho Tần Thanh quên mất tuổi thật của hắn, nhớ lại lần đầu gặp mặt, Nhìn hồ sơ của hắn mà nàng không khỏi kinh ngạc, thật không thể tin một thanh niên 20 tuổi bước chân vào thể chế mới nửa nương lại có những biểu hiện thành thục như vậy. Mặc dù quan trường chính là một nơi tôi luyện bản thân, thế nhưng tu vi chính chỉ cần nhất là thời gian và va chạm mới có thể trưởng thành được. Tần Thanh tự nhận mình thuộc dạng có tính giác ngộ rất cao, nhưng nhìn đến Trương Dương mới biết thực sự là trên đời còn có một loại thiên tài thuộc về trốn quan trường này. Mỗi lần nhìn tiểu tử này xử lý công việc có thể thấy như không được hợp lý cho lắm nhưng sau đó lại đạt được những kết quả có thể nói là bất ngờ ngoài dự đoán tần thanh kết luận rằng nhìn bề ngoách tiểu tử này làm việc trông như rất vì hứng qua loa nhưng thực chất trong lòng hắn đã sớm tính toán thiệt hơn rõ ràng ví dụ điển hình như lần trước hắn động quyền cước với an ngữ thần nhưng là hắn đã sớm rõ tính cách của an ngữ thần và cả cung cách làm việc của an lão tiên sinh rồi nghĩ tới đây trong lòng tần Thanh tự nhiên sinh ra một cảm giác đề phòng với sự nguy hiểm của trương dương tần thanh thể chất cũng có thể coi là tốt bình thường vẫn thường xuyên vận động, tham gia tập luyện thể thuộc thể thao, đi tới tận Thanh Vân Trúc Hải vẫn không thấy nàng có chút huệ hoài mệt mỏi nào. Công trình ngoại cảnh cho công ty điện ảnh Long Thịnh về cơ bản đã hoàn thành, hiện tại đoàn làm phim đang làm phim tại rừng Trúc, quanh đó không ít hương dân tới xem náo nhiệt, nhưng thực sự là như vậy thì rất nhiều phiền phức. Quay cảnh phim thì càng ít người tập trung xem càng tốt, hiện tại tại khu vực cảnh quay có công an phụ trách nên cũng chỉ có vài đứa nhỏ đúng gần đó mà thôi đồn công an xã phụ trách tại đây trực hiện tại là tiểu trần thấy trương dương đến hắn cuống quyết chào trương chủ nhiệm tới trương dương gật đầu đáp chúng ta tùy tiện xem một chút thôi trương dương đối với làm phim cũng có chút hiếu kỳ xa xa nhìn thấy hai gã diễn viên đang bay lượn trong rừng trúc đang quang kiếm ảnh vung lên loang loáng dưới sự chỉ đạo của đạo diễn hai người hết đê nhá từ mặt đất rồi bay lên cành trúc đứng trương dương thầm khen tư thế rất đẹp nếu không phải là có mấy sợi dây thép kéo thì thực sự là hảo khinh công A. À. Tần Thanh đối với điện ảnh cũng có chút lý giải, nàng nhẹ giọng nói, đây là quay thôi, tới hậu kỳ sẽ chỉnh sửa xóa bỏ dây thép đi. Trương Dương nhíu mày, nhưng vẫn là lừa khan giả thôi. Hiện giờ bọn họ cũng vẫn có thể đau thật thương thật để mà quay cơ mà. Tần Thanh cười nói, diễn viên bây giờ người biết võ thuật chân chính được mấy người. Biết khinh công có thể bay lên bay xuống bay tới bay lui thì lại càng không có vậy người bảo phải làm sao đây? Vừa hô cắt, một cái, đạo diễn vương chuẩn quay ra thấy Trương Dương liền vui vẻ tươi cười đi đến chào hỏi. Đúng là đám người làm nghệ thuật này cảm xúc cũng không có như người thường, vương chuẩn đối với Trương Dương cũng không có hảo cảm gì, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tươi cười khách khí Trương chủ nhiệm đã tới. Và ngày không gặp àm xem ra tiếng phổ thông của vị đạo diễn này cũng đã khá lên không ít. Trương Dương gật đầu, vương đạo diễn, tình hình làm phim thế nào, vẫn thuận lợi cả chứ. Vương chuẩn cười nói coi như là thuận lợi, phỏng trừng đến ngày mai là cố thể xong một phân đoạn. Trương chủ nhiệm A, ta có cái kiến nghị này, giao thông lên Thanh Vân Phong thực sự là quá khó khăn A, vận chuyển tất cả đạo cụ, đồ dùng sinh hoạt các thứ đều phải dựa vào phương pháp thủ công. Trương chủ nhiệm xem xét có nên xây dựng một con đường không A. Bằng không với sự khó khăn này, khó có thể thu hút được các đoàn làm phim trong nước tới đây A. Trương Dương cười nói cảnh sắc thanh thai sơn thế nào. Vương chuẩn liên tục gật gù, đẹp, đẹp không sao tả nổi. Chỉ cần bộ phim đầu tiên lấy nơi này làm ngoại cảnh được công chiếu. Lúc ấy Thanh Vân Trúc Hải được mọi người biết đến, ta sợ rằng cả nước sẽ kéo tới đây mất. Trương Dương cười ha hả, hắn thực sự là rất muốn có được kết quả này. Hắn nheo mắt nói, tuy rằng đường xá hơi khó khăn một chút, nhưng huyện chúng ta nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Thanh thai sơn đẹp như vậy, ví dụ làm phim cũng thấp như thế, các người vẫn còn muốn thu lợi nữa sao? Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi để cho người chiếm hết chứ? Vương chuẩn nghe vậy không khỏi cười rộ lên, nhìn tới Tần Thanh ánh âm hắn không khỏi dừng lại quan sát thật kỹ, thầm khen khuôn mặt nàng thật có khí chất, hắn liền vôi xuất ra danh thiếp chủ động đưa cho nàng rồi giới thiệu âm tiểu thư, ta là đạo diễn Hồng Kông Vương chuẩn, chẳng hay tiểu thư đối với điện ảnh có chút hứng thú nào không? Tần Thanh còn chưa kịp trả lời trương dương đã bật cười phải phải tay nói ta nói mấy vị quay phim chụp ảnh các người đúng thật là cứ thấy mỹ nữ là y như rằng bu lại như ruồi vậy chẳng còn để ý tới cái gì cả mặc dù là thế nhưng ta cũng biết thanh tỷ đây hẳn là cũng không có nhiều hứng thú với điện ảnh lắm đâu tần thanh cho dù hãm dưỡng rất tốt cũng không khỏi thức tới nổ bụng cái thằng nhãi này cứ nhiên đem tên đạo diễn kia so sánh là ruồi vậy ta đây sẽ trở thành cái gì vương chuẩn đối với tính cách của trương dương cũng biết chỉ cười cười ngượng ngùng nói chỉ là thử xem một chút ta xem vị tiểu thư này khí chất cùng dung mạo phi thường nếu không làm diễn viên thì thật là một sự đáng tiếc vô cùng trương dương châm chọc lẽ nào mỹ nữ trên đời này không đóng form thì không có tiền đồ sao không ngờ là nghề diễn viên lại có tiền đồ lớn vậy a à? vương chuẩn nói trương chủ nghiêm đối với nghề diễn của chúng ta đúng là có chút hiểu nhầm a à. đây đơn thuần chỉ là một bộ môn nghệ thuật thôi Trương Dương trong lòng thầm mắng nghệ thuật cái chó má gì, lộn mấy vòng mà cũng cần phải treo dây thép mà cũng dám xưng nghệ thuật sao, đại gia đây cái gì mà chưa thấy qua, làm trò thì có. Bất quá những lời này chỉ giữ trong lòng mà không có nói ra. Tần Thanh mỉm cười, cảm tạ Vương đạo diễn đã coi trọng, bất quá ta cũng biết mình không có tố chất diễn viên, chỉ sợ sẽ làm trò cười cho mọi người mà thôi. Nếu tiểu thư không có hứng thú với môn nghệ thuật này thì quên đi vậy. Ha ha bất quá nếu như sau này tiểu thư đổi ý có thể tìm tới ta. Vương chuẩn lại hướng sang nói với Trương Dương, Trương chủ nhiệm, ta làm nghề này cũng hơn 20 năm rồi, chỉ có thời còn trẻ là cũng có chụp ảnh một ít thôi. Người đối với ta đúng là có một chút hiểu nhầm a. À. Tần Thanh không nhịn được nở một nụ cười, Vương chuẩn người này ở Hồng Kông nàng cũng biết qua, trong lĩnh vực diện ảnh đích xác là cũng có chút danh khí, mặc dù không phải thuộc hàng nhất lưu, nhưng cũng coi như được tới hạng 2 trương dương gọi người ta một tiếng đạo diễn cũng là hợp lý trương dương lười chẳng muốn nói mấy lời vô ích cùng tần thanh rời đi xem xét căn cứ ngoại cảnh này một chút bởi vì công trình gấp rút hoàn thành cho nên nhiều hạng mục không được hoàn hảo tần thanh dạo qua một vòng phát hiện vấn đề lớn nhất chính là kiến trúc quá sức lộn xộn không có thiết kế quy hoạch gì cả nếu tương lai an lão muốn phát triển nơi này thành khu du lịch nổi danh cả nước thì cần phải đưa tầm mắt ra xa hơn phải quy hoạch dự tính chung cho tương lai, chứ không phải hứng lên cái gì thì làm cái đó. Ít nhất theo quan điểm của nàng xây dựng căn cứ ngoại cảnh như thế này cũng đã phá hỏng mất cảnh quan tự nhiên của Thanh Vân Trúc Hải rồi. Nửa giờ sau, đoàn phim lại một lần nữa bấm máy, Tần Thanh cùng Trương Dương rời khỏi đó lên trên mấy gian nhà lá tìm Trần Sùng Sơn. Cổng không có khóa, bên trong một cô gái đang giặt chăn đệm, có thể nói vẻ đẹp của nàng rực rỡ như mặt trời chính ngọ vậy. Nàng mặc một chiếc quần jean xanh, một cái áo sơ mi ngắn tay màu vàng, để lộ ra một cánh tay như bạch ngọc. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Tuyết ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trương Dương cùng Tần Thanh, đôi mắt của nàng vẫn điềm nhiên, đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc rồi, nhẹ giọng nói, "Ra ra ở đằng sau." Trương đại quan nhân không khỏi cảm thấy có chút bực mình, nói gì thì nói, bọn họ cũng tính là người quen cũ, vậy mà gặp mặt cư nhiên chẳng có phản ứng chút gì cả, cho dù chỉ là cười một cái cũng có thể tính là chào hỏi chứ đi ra phía sau, tần thanh cười nói, nữ hài tử này rất đặc biệt. Nói xong câu đó nàng dừng lại một chút rồi bổ sung thêm, hình như rất cảnh giác với ngươi. Trương Dương thế nào nghe được lời này rất không được tự nhiên, có chút ủy khuất nhìn tần thanh, thanh tỷ, ngươi đừng có chụp mũ cho ta. Ta đối với các tiểu cô nương này không có hứng thú. Hai người nói sơ qua nghe thì không có gì, nhưng nghĩ lại thì dường như có một cỗ vị đạo khác. Trần Sùng Sơn đang ở phía sau nhà loay hoay gọt đẽo cái rễ cây, thấy Trương Dương cùng Tần Thanh tới, lão tưởng tiểu tử kia đi cùng người của công ty điện ảnh phía Hồng Kông cho nên cũng chẳng đả động gì tới nàng. Lão mỉm cười nói với Trương Dương: Trương Dương, ngươi xem cái bộ rễ này thế nào? Trương Dương đối với mấy thứ đồ gỗ mỹ nghệ các kiểu này trước giờ không có quan tâm, bất quá nhìn tạo hình theo phong cách cổ xưa thật sự là rất tao nhã. Tần Thanh mỉm cười nói: Đây là cửa mộc, trong đó nhiều rễ đã khô. Kiểu này đã gần tiếp cận hóa thạch, là một tài liệu quý của căn nghệ. Trần Sùng Sơn có chút bất ngờ nhìn Tần Thanh, không ngờ nữ tử này cũng hiểu về căn nghệ, lão cười nói cô nương cũng am hiểu về căn nghệ sao. Tần Thanh nhẹ giọng cười đáp, thật không dám nói là am hiểu, chỉ là thường ngày ở nhà cha ta cũng rất thích chạm khắc gỗ các kiểu, cho nên cũng hay được nghe nhiều về căn nghệ một chút. Trần Sùng Sơn nghe vậy rất có hứng thú, vậy có thể nói tiếp cho ta nghe một chút được không? Tần Thanh nói, tạo hình rễ cây có tiêu chuẩn lựa chọn đại khái là hi, kỳ, cổ, quái, tứ chủng loại hình. Loại tư liệu này bình thường trong tự nhiên thập phần khó kiếm, đa phần những rễ cây bình thường sinh trưởng tại bình nguyên hoặc là trong các vùng rừng, nước cùng dinh dưỡng sung túc, sinh trưởng mau, chất lượng gỗ tốt, khó có thể hình thành hình thái lạ. Chỉ có những cây sinh trưởng trong điều kiện và hoàn cảnh ác liệt mới là tài liệu quý của căn nghệ, như cây bối dương sinh trưởng trên vách đá hoặc khe đá, những cây trải qua sét đánh, hỏa thiêu nghĩ thực thạch áp nhân thải đau khảm mà ngoan cường sinh tồn thiếu điều kiện sống khiến cho cây không phát triển được dần dần phát sinh biến dị tỏi càng lớn chất càng tốt tạo hình cũng kiệt suất ngoài dự đoán chính là tài liệu tốt nhất cho căn nghệ về phương pháp sáng tác tạo hình phải làm sao đảm bảo được cái gọi là tự nhiên chi hình để làm sao cho sản phẩm tràn đầy vẻ đẹp tự nhiên mà vẫn hiện được lên vẻ sáng tạo mà trước tiên đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ toàn diện dưới nhiều góc độ suy ngẫm thật kỹ dựa vào hình thế tự nhiên rồi mới định hình nên sự sáng tạo trần sùng sơn cười ha hả theo như lời tần thanh thì nàng hiểu khá rõ về căn nghệ những điều nàng nói đích xác là then chốt trong nghệ thuật tạo hình điêu khắc gỗ lão gật đầu nói cái dễ cây này ta kiếm được từ năm ngoái thế nhưng cho tới bây giờ vẫn suy nghĩ không làm thế nào để có thể bắt đầu thế nên cho đến bây giờ nó vẫn còn nguyên vẻ tự nhiên nói thì dễ dàng nhưng làm được mới thực sự là khó nói những lời này lão liếc mắt đầy thâm ý nhìn trương dương Tần Thanh từ lời nói của Trần Sùng Sơn cũng cảm nhận được ý tứ của lão. Nàng nhẹ giọng nói, những lời này của Trần Lão Tiên sinh hình như đầy thâm ý a. À. Trần Sùng Sơn không khỏi nhìn Tần Thanh một chút, rồi quay sang mỉm cười nói với Trương Dương, Trương Dương, người còn không mau giới thiệu đi. Không đợi Trương Dương giới thiệu, Tần Thanh đã chủ động nói, ta là Tần Thanh, là Tân nhiệm chủ tịch huyện Xuân Dương. Trương Dương có chút ngạc nhiên, vì Tần Thanh trước đó có nhắc nhở phải giấu thân phận của nàng không ngờ chính nàng tự nhiên lại chủ động nói ra. Nhưng hắn cũng lập tức minh bạch, chắc có lẽ bởi Tần Thanh nhất định là nhìn ra Trần Sùng Sơn là thế ngoại cao nhân cho nên mới chủ động nói thật thân phận mình. Trần Sùng Sơn cũng hết sức bất ngờ vì nàng còn trẻ như thế mà lại có thể đảm nhiệm chức chủ tịch huyệt, lão cười nói, khách quý lâm môn, ta đã không đón tiếp chú đáo rồi. Thất lễ, thất lễ, Tần Thanh mỉm cười nói, Trần Lão tiên sinh không cần khách khí ta vừa nghe lão tiên sinh nói hình như còn một hàm ý khác, cho nên muốn thỉnh giáo ngài. Trần Sùng Sơn buông cái rễ cây trong tay ra, đứng dậy bảo Tần Thanh và Trương Dương đi tới phía trước căn nhà của lão, tay chỉ vào khu vực ngoại cảnh đang dựng phía xa xa nói Tần Chủ tịch có ý kiến gì không? Tần Thanh nhẹ giọng nói, ta tuy rằng chưa rõ tình huống cụ thể, nhưng ta cho rằng nó đang phá đi vẻ đẹp tự nhiên của Thanh Vân Trúc Hải. Trương Dương nói, hiện tại đề xuất của sở là xây dựng khu vực du lịch tại đây, Ta nghĩ cái căn cứ ngoại cảnh này cũng không phải là công nghiệp hay lâm nghiệp gì, hẳn là sẽ không ảnh hưởng nhiều tới môi trường tự nhiên." Tần Thanh nói, làm cán bộ là nhất định phải có con mắt nhìn xa trông rộng, đừng có chỉ chú trọng lợi ích trước mắt. "Phía Hồng Kông nếu muốn đem khu vực Thanh Thai Sơn xây dựng thành một khu du lịch lớn thì nhất định phải có kế hoạch chi tiết lâu dài chứ không thể tự phát như thế kia được. Đông một búa, tây một chày chính là các ngươi cũng không thực hiện tốt công tác Trần Sùng Sơn trong lòng đầy tán thưởng nhìn Tần Thanh nói, khai phá thanh thai Sơn là một chuyện tốt, thế nhưng khai phá thì vẫn phải tôn trọng tự nhiên vốn có của nó, quyết không thể phai phá một cách lung tung và quá đà được. Tần Chủ tịch ngay từ đầu đã có thể nhìn được như vậy, thật sự là phúc khí của dân chúng Xuân Dương. Trương Dương biết Trần Sùng Sơn đối với người khác rất ít khi tán thưởng như vậy, mà Tần Thanh là một trong số ít đó. Xem ra nàng với lão đối với vấn đề thanh thai Sơn này quan điểm không bàn mà hợp xa xa bỗng nhiên thấy đoàn người ở giữa chạy đi tựa hồ như xảy ra chuyện gì. Trần Sùng Sơn cùng Trương Dương đồng thời đều để ý thấy sự bất thường đó, lão thấp giọng nói hình như xảy ra chuyện. Lão còn chưa có nói dứt lời, Trương Dương đã hướng về phía phim trường chạy tới. Tại phim trường xảy ra sự cố ngoài ý muốn, dây cắt treo đột ngột đứt, một gã diễn viên bị ngã từ trên độ cao tầng 3 xuống, nằm ngay đơ tại đó chẳng biết sống chết thế nào. Hiện trường chỉ có một gã bác sĩ là từ trạm xá xã được điều tới, nhưng hắn đối với tình huống này cũng khó xử lý, hoảng chân hoảng tay nói, mau, mau đưa tới bệnh viện. Vương chuẩn sắc mặt trắng bệnh nói, ở đây núi cao đường xa, đưa đến bệnh viện liệu có kịp không? Bị tai nạn chính là nam diễn viên Âu Bồi Quốc, hắn cứ kiên trì đòi tự mình diễn cảnh này, không cần đóng thế, thật không ngờ lại xảy sự tình này. Trương Dương đã chạy tới hiện trường, trầm giọng nói, mọi người ai không liên quan thì tránh hết ra. Để ta xem xem nào. Đám người trong đoàn phim quay thành một vòng tròn để một lối vào cho hắn, Trương Dương cầm tay Âu Bồi Quốc lên xem xét mạch môn, sau đó kiểm tra xương khớp, vững tin hắn không có bị trọng thương gì, chỉ có là bị rơi xuống, bế khí nên ngất đi. Liền ấn hai tay xuống ngực Âu Bồi Quốc, sau đó nói với Vương Chuẩn, người hô hấp nhân tạo giúp cho hắn. Ta, Vương Chuẩn vẻ mặt như đưa đám nói. Nhanh lên một chút, Vương Chuẩn chỉ có thể cố gắng tiến tới, mở mồm Âu Bồi Quốc ra thổi một hơi thật mạnh. Trương Dương làm như vậy một là muốn chọc hắn, thứ hai là muốn hoàn toàn che giấu thực sự mình cứu tên nam diễn viên này, tay hắn điểm ba cái xuống ba huyệt tử cung, ngọc đường, thiên trì của Âu Bồi Quốc. Huyệt tử cung ở đây là huyệt ứng với vị trí tạng tâm, ở điểm gặp nhau của đường dọc giữa xương ức và đường ngang qua giữa hai khớp ức sườn bốn. Mọi người xung quanh đều tập trung lên vương chuẩn, tuy rằng biết rằng hắn là cứu người, nhưng thấy một nam nhâm hôn một nam nhân vẫn khiến cho người ta có cảm giác kỳ cục. Âu bồi quốc đang hôn mê, bỗng giật mình một cái rồi tỉnh dậy. Mở hai mắt ra, thấy vương chuẩn kia đang ôm hôn mình, cũng không có biết là hắn đang được hô hấp nhân tạo, sợ tới hét to một tiếng, hai tay vội đẩy vương chuẩn ra, làm cái quái gì thế. Hiện trường vang lên một trận cười vang, bất quá tiếng cười vui vẻ đầy thiện trí. Trương Dương lặng lẽ rời đi ra ngoài, lúc ra thấy Tần Thanh nhìn mình với ánh mắt đầy thâm ý, hắn cười nói, Thanh tỷ làm gì mà nhìn ta gớm vậy làm chuyện tốt không để lại danh nghĩ không ra người còn có tinh thần này tần thanh vẫn lưu ý nhất cử nhất động của trương dương cho nên hắn có thể qua mặt được mọi người ở hiện trường nhưng vẫn không qua nổi con mắt của tần thanh làm sự tốt không nhất định phải đợi người khác hồi báo ta lần trước trần bệnh cho thanh tỷ cũng đâu có muốn người hồi báo a à. tần thanh nghe hắn nhắc tới chuyện này không khỏi có chút ngượng ngùng bất quá có điều nàng không thể phủ nhận là phương thuốc của thằng nhãi này rất hữu hiệu làm chứng bệnh đau bụng kinh niên phức tạp của nàng khỏi hẳn. An ngữ thần cùng ngũ thúc của nàng An Đức Hằng lúc này đã chạy tới, nghe nói đoàn phim xảy ra sự cố họ cũng lo lắng không thôi. Nghe tin diễn viên Quy bị ngất đi, hiện đã tỉnh lại, hiện không có trở ngại gì mới yên lòng. An Đức Hằng đã chú ý tới Trương Dương và Tần Thanh đang đứng bên kia, liền tươi cười hướng phía họ đi tới. Chẳng hiểu thế nào, Trương Dương đối với An Đức Hằng này có chút không ưa cho lắm. Thấy An Đức Hằng đi tới hắn thấp giọng nói sói tới a à. thanh tỷ cẩn thận tần thanh nhỏ giọng mắng nói bậy nói bạ an đức hằng quả nhiên là tới chào hỏi tần thanh ngay hắn mang theo bộ mặt ra vẻ nho nhã lịch sự tươi cười tần tiểu thư thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy hắn đã nghe về thân phận tần thanh biết rõ nàng là chủ tịch huyện xuân dương cơ hội gặp mắt không phải là không còn chỉ là bất quá không ngờ lại gặp nàng tại thanh thai sơn này an đức hằng ra thế phú quý tướng mạo có thể coi là anh tuấn vẫn là mong ước của bao thiên kim tiêu ưu ưu tại Hồng Kông, thế nhưng hắn trước giờ lại cứ thích trò du hí hoa tùng, tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu, mãi cho tới lúc nhìn thấy Tần Thanh mới bắt đầu sinh ra cảm giác ái mộ thực sự trong lòng. Tần Thanh lịch sự cười đáp, xin chào An Tiên Sinh, quả đất này thực sự là tròn mà. An Đức Hằng nói, quả đất đúng là tròn, thế nhưng người có duyên kể cũng không nhiều. Hắn vừa nói vừa chủ động vươn tay ra trương dương thấy thế tiến tới nhiệt tình bắt tay an đức hằng cười nói ta với an tiên sinh cũng thật là có duyên a à. an đức hằng không ngờ thằng nhãi này tiến ra như vậy có chút bất ngờ một chút sau đó cười nói không sai hữu duyên hữu duyên tần thanh minh bạch tính toán trong lòng của trương dương khóe môi không khỏi lộ ra một vẻ cười nhàn nhạt, nhạt càng làm cho nàng thêm vẻ rực rỡ như mặt trời mùa thu như hoa cỏ mùa xuân an đức hằng thấy thế không khỏi ngẩn ngơ cả người sau đó nhẹ giọng nói, tần tiểu thư, khi nào có thời gian rảnh, ta muốn gặp người nói chuyện. An ngữ thần đối với khuôn mặt xinh đẹp và khí chất thanh cao của tần thanh cũng tương đối thưởng thức, hơn nữa ngũ thúc nàng đối với tần thanh cũng có ý thức theo đuổi, nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách đôi bên lại cũng là chuyện tốt. An Đức Hằng nhìn bóng dáng xinh đẹp của tần thanh rời đi mà trên mặt biểu tình ngày dại, Trương Dương cũng để ý thấy ánh mắt của hắn, trong lòng thầm mắng, con mẹ chứ, đúng là một tên hám gái, cư nhiên cả nữ chủ tịch huyện cũng dám tơ tưởng. Tiểu tử này vốn tính tham vọng chiếm hữu rất lớn, hắn nhìn chúng ai thì tuyệt đối không chia sẻ cùng kẻ khác, nguyên bản vì thế nên vài điểm hàm cảm đối với An Đức Hằng lúc đầu gặp nhanh chóng tan thành mây khói. Theo lời mời của An Đức Hằng, Trương Dương cùng Tần Thanh vào đoàn phim cùng đi dùng bữa trưa. Chủ nghệ của Lưu Đại Trụ khiến cho Tần Thanh cùng nhiều vị khách quý ở đây phải khen không ngớt ngồi ở chính giữa nên ai cũng có thể thấy được An Đức Hằng đối với Tần Thanh tương đối là ân cần, điều này khiến cho Trương Đại Quan Nhân cực kỳ khó chịu. Thấy Tần Thanh cùng An Đức Hằng nói chuyện có phần hợp ý, từ tình hình kinh tế trong nước đến thế giới, bọn họ đều có thể coi là nhân sĩ trong nghề, những người khác đa phần không thể chen lọt miệng vào được. Trương Đại Quan Nhân nghe không được, bực mình bỏ ra bên ngoài đứng cho thoáng. An ngữ thần chẳng biết đã đi tới phía sau hắn từ lúc nào, nhà đầu này đối với trương dương thủy chung có một chút ghen ghét thấy trương dương đứng đó suy nghĩ điều gì không chú ý tới xung quanh cho lắm bèn sinh ra ý định đánh lén trong đầu một cước toan đá và khớp sau gối hắn vài lần giao thủ trước không lần nào nàng chiếm được tiện nghi lần nhiều muốn đánh ngã hắn bằng được nhưng còn chưa có đá tới mắt bỗng nhiên hoa một cái không hiểu thế nào trương dương đã xuất hiện phía sau nàng tay nhẹ nhàng điểm một cái lên lưng nàng cả thân thể an ngữ thần mềm oạt vô lực té ngã trên mặt đất nàng cả giận nói người có biết xấu hổ hay không lại khi dễ một nữ nhân trương dương cười khổ nói người cũng tính là nữ nhân sao ta sao lại còn thấy ngươi so với nam nhân còn dã man hơn nhiều đó an ngữ thần chỉ bị hắn điểm huyệt nhẹ một cái tứ chi cùng thân thể nhanh chóng phục hồi nàng cấp tốc đứng dậy hung hăng trừng mắt nhìn trương dương bất quá đối với thân thủ của trương dương nàng hiện tại chỉ có thể chịu phục an ngữ thần nhỏ giọng nói người luyện cái võ thuật gì thế Trương Dương không để ý đến lời nàng nói, ánh mắt lại dõi nhìn xa xa. An ngữ thần theo hướng ánh mắt hắn nhìn lại thì thấy Tần Thanh cùng ngũ thúc mình đã trò chuyện vui vẻ ở trong khu vực trường phim. Nàng không khỏi mỉm cười nói: Này, người có thấy ngũ thúc ta cũng tần tiểu thư rất xứng đôi không? Xứng cái giám. Trương đại quan nhân lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi. An ngữ thần phía sau hắn phẫn nộ nói: Ngươi là một tên không có phong độ nhất là ta từng biết. Nguyên bản An Đức Hằng muốn cùng Tần Thanh xuống núi, bất quá Tần Thanh nhẹ nhàng tìm cách từ chối. Nàng đã nhanh chóng nhận ra sự khang khác trong thái độ nhiệt tình của An Đức Hằng, có một số chuyện tốt hơn hết là phải chặt đứt ngay ý niệm trong đầu đối phương. Hai ngày khảo sát, Tần Thanh đối với khu vực trọng điểm sắp tới của Xuân Dương cũng đại thể có chút lý giải. Trên đường trở về Xuân Dương, Tần Thanh nói, Trương Dương ngầm ta nghe An Tiên Sinh nói An Lão sắp tới có thể sẽ lại trở về Xuân Dương. Trương Dương đã sớm biết chuyện này, gật đầu đáp, lão gia tử là quay lại ký hợp đồng chính thức, nguyên bản chuyện này cũng không nhọc lão tự thân động thủ, nhưng lão lại cứ muốn. Tần Thanh cười nói, an lão hình như cũng không phải là người coi trọng hư danh, đại khái có thể là vì tình cảm với Gia Hương. Nàng dừng một chút rồi lại nói, ta muốn nhìn lại một chút cái hợp đồng khai phá Thanh Thai Sơn. Không thành vấn đề, về sở thương mại đầu tư ta sẽ bảo tiểu đông mang tới. Tần Thanh sở dĩ muốn xem lại hợp đồng là bởi vì nghỉ hôm này tại Thanh Vân Phong đã thấy được rất nhiều ý kiến của người dân địa phương. Quan điểm của lão gia tử Trần Sùng Sơn kia cùng với nàng không bàn mà hợp. Khai thác du lịch cũng là hoạt động kinh tế, nhất định cũng phải giữ trong chừng mực, sao cho phù hợp với quy định. Điều này yêu cầu phải có kế hoạch tỉ mỉ lâu dài. chương 63, hỏa từ trên trời rơi xuống. Trưa chủ nhật, tại cuộc họp thường kỳ, Bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa giới thiệu tân nhiệm chủ tịch huyện Tần Thanh có tất cả các cán bộ trong ban lãnh đạo huyện. Chàng pháo tay nhiệt liệt đi qua, tất cả mọi người mới bắt đầu soi kỹ vị nữ của tịch huyện này. Tần Thanh thực sự là quá trẻ đẹp, một thân bộ vét công sở nữ màu xám làm cho nàng trở nên trầm ổn và lão luyện hơn, nhưng vẫn vô pháp có thể che giấu được vẻ đẹp tranh trọng mà rực rỡ của nàng. Tần Thanh mỉm cười nói, xin chào các vị, theo như sắp xếp của lãnh đạo, ta được tới huyện Xuân Dương đảm nhận công tác làm chủ tịch huyện. Từ sau ta sẽ là đại biểu nhân dân của huyện, cố gắng khai thác và đổi mới trong công tác. Vinh dự của cán bộ là phải dựa vào quần chúng, dựa vào bố trí của huyện ủy, cố gắng dẫn dắt công tác cho các cán bộ, đào tạo nâng cao cho cán bộ trẻ, nghiêm khắc với bản thân. Cố gắng hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, đưa nền kinh tế của huyện Xuân Dương đi lên, cái cuộc họp buồn tẻ này sau khi giọng nói dễ nghe của nàng vang ra trở lên bớt đi rất nhiều mọi người nghe đều rất hưởng thụ, lần đầu tiên đi dự họp mà có được cái cảm giác thoải mái đến như vậy. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần thứ hai vang lên. Dương Thủ Nghĩa trên mặt mang vẻ tươi cười ấm áp, nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng phiền muộn, biết Tần Thanh được tới đây làn chủ tịch huyện là hắn đã không vui rồi. Hắn biết rõ Tần Thanh là cán bộ lãnh đạo trẻ nhưng tiền đồ vô lược, còn mình thì thuộc lại đồng chí Lão Thành sắp về hưu. Một đằng là một trời buổi sớm, còn một là mặt trời sắp lặn hơn nữa bối cảnh của tần thanh dương thủ cũng rõ ràng quá khứ nàng là đoàn thị ủy bí thư giang thanh chủ tịch tỉnh bình hải hiện tại là hứa thường đức chính là người đứng sau lưng nàng điều này khiến cho dương thủ nghĩa cảm thấy một loại áp lực vô hình nhưng rất nặng nề huống chi tần thanh từng là đoàn thị ủy bí thư cấp bậc và thành tích so với mình cũng chẳng kém chút nào tự đáy lòng hắn thực sự mong rằng theo như lời thượng cấp thì nàng tới đây bất quá chỉ là như đi ngang sân khấu hắn không muốn phát sinh mâu thuẫn nào cùng nữ nhân này nhưng đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng cũng đừng có nhúng tay vào chuyện của hắn. Tần Thanh cũng đã định rằng con đường làm quan tại Xuân Dương này sẽ không thuận lợi, hội nghị còn chưa kết thúc, cục trưởng cục an giam Vương Kỳ mặt mày có phần không ổn đi tới sát Dương thủ nghĩa, thì thầm vào tai hắn vài câu gì đó. Sắc mặt Dương thủ nghĩa lập tức thay đổi, hắn thấp giọng nói, "Tan họp, các vị thường ủy lưu lại một chút. Chúng ta tiến hành họp khẩn cấp." Từ biểu hiện nghiêm trọng của Dương thủ nghĩa, Tần Thanh cũng đoán được đã xảy ra sự tình gì đó hẳn là nghiêm trọng. Cuộc họp tiếp theo quả nhiên kiểm chứng điều này, mỏ than ngũ lâu xảy ra chuyện, mỏ than thuộc quyền quản lý của quốc gia xảy ra tai nạn, tử vong cong chưa xác định được. Vài người trong thường ủy huyện nghe tin không khỏi thất kinh, hẳn là chuyện đầu tiên nghĩ tới là trách nhiệm, nhưng then chốt nằm ở chỗ số nạn nhân tử vong, nếu như số lượng lớn, sợ rằng chuyện này sẽ phiền phức lớn. Chuyện này có thật không vậy? Tần Thanh còn có chút khó tin, vừa mới nhậm chức xong thì xảy ngay ra chuyện, dù xưa nay vốn rất trầm ổn nhưng lúc này nàng vẫn không khỏi cảm thấy có chút hoảng loạn. Cục trưởng Vương Kỳ cúi đầu nói, đã tổ chức các biện pháp cứu hộ, thương vong cụ thể thế nào vẫn chưa rõ. Chúng ta tới hiện trường xem xét thế nào đi, Tần Thanh vội vàng nói. Dương Thủ Nghĩa không nói được một lời, cố hút một hơi dài điếu thuốc để chấn định lại. Điếu thuốc cũng rất nhanh chóng tàn tới tận chóp, Dương Thủ Nghĩa nói, phong tỏa hiện trường, toàn lực cứu hộ. Xốc toàn lực cho công tác cứu hộ là điều đương nhiên phải làm, còn phong tỏa hiện trường là hắn để đề phòng một số tác động xấu. Dương bí thư lo lắng nhất chính là cánh ký giả, phóng viên, giả như tai nạn này mà để cánh nhà báo, phóng viên mà biết thì chỉ vài giờ sau là cả tỉnh sẽ sôi sùng sục lên. Hiện tại ánh mắt đám người trong thường ủy nhìn Tần Thanh không còn vẻ hâm mộ như ban nãy nữa mà giờ tràn đầy vẻ thông cảm, căn cứ theo điều lệ vấn trách cán bộ tân nhiệm chủ tịch huyện Tần Thanh hẳn là sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn mỏ than này, vô luận là nàng nhận chức bao lâu, chủ cần là đang tại vị tại cái ghế này, trách nhiệm hẳn là không thể chối bỏ. Đã có người lo lắng cái ghế chủ tịch huyện này là đại hung vị, là cảnh nguyên thì ung thư gan, Tần Thanh ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã xảy ra chuyện, giả như nhân số tử vong cao thì chuyện này hẳn là sẽ vô cùng phiền phức. Tần Thanh vừa mới tới nhận chức đột nhiên đã xảy ra chuyện, Điều này không khỏi khiến cho nàng cảm giác cái ghế chủ tịch huyện này bị cô lập, nhất thời nàng cũng không biết phải làm sao cho thỏa đáng. Huyện ủy bí thư Dương Thủ nghĩa một câu dặn dò cũng không có nói, lập tức lên xe rời đi luôn, các cán bộ khác thì ai lo lấy việc của mình, Tần Thanh cũng cấp tốc tới hiện trường để xem xét, cho dù ngày mai nàng có bị cách chức đi trang nữa thì hiện tại vẫn phải tới đó xem xét một chuyến. Bởi vì rất nhiều công tác vẫn chưa bàn giao xong xuôi, nên Tần Thanh vẫn chưa hoàn toàn có thể ra mặt được nhiều viên cán bộ khác trong huyện ngang qua nàng cũng chỉ gật đầu chào, trong mắt tràn ngập vẻ thông cảm, bất cứ cũng không có ai có ý về cùng phe với nàng cả, ai cũng hiểu được huyện Xuân Dương này bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa mới là đại đương gia. Mà rất có thể vị Mỹ nữ chủ tịch huyện này sẽ là người đương nhiệm trong thời gian ngắn nhất từ trước tới giờ. Tần Thanh trở lại phòng làm việc, lần đầu tiên từ trước tới giờ nàng sinh ra cái cảm giác cô đơn, trơ trọi. Bước vào phòng, thư ký văn phòng chủ tịch huyện Lâm Quyên cẩn thận hỏi, tần chủ tịch có gì cần phân phó? Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao tần chủ tịch lại không tới hiện trường mà lại về phòng làm việc? Nhớ lại lúc xảy ra sự việc, Dương Thủ Nghĩa một câu cũng không nói, vội vàng rời đi ngay, các cán bộ lãnh đạo còn lại cũng vậy, xem chừng toàn bộ huyện Xuân Dương này đang bài xích mình ra rồi. Nàng nguyên bản đang định bảo Lâm Quyên gọi xe, nhưng nghĩ kỹ lại lại bỏ cái ý nghĩ đó đi, nhíu mày nói, người trước tiên cứ ra ngoài đi, Ta muốn yên lặng một chút. Sau khi Lâm Quyên ly khai phòng phòng, Tần Thanh lập tức nhấc điện thoại. Trước khi sự việc rõ ràng nàng cũng không thể báo chuyện này lên trên, tại Xuân Dương huyện này giúp đỡ được nàng cũng chỉ có mỗi Trương Dương. Bên kia có người nghe máy, Tần Thanh mệt mỏi nói, "Trương Dương, lập tức tới ủy ban huyện đón ta. Ta có việc quan trọng." Trương Dương đang họp ở sở thương mại, nhận được điện thoại của Tần Thanh, qua giọng nói của nàng, hắn cảm giác được hẳn là có chuyện lập tức kết thúc cuộc học họp, chạy xe tới thẳng ủy ban huyện đón Tần Thanh. Tần Thanh mang sắc mặt đang tái nhợt bước lên ô tô. Trương Dương thấy thần tình nàng không ổn, liền hỏi, sao thế? Khó chịu à, có phải cái tên Dương thủ nghĩa kia khi dễ ngươi không? Nếu là bình thường hẳn là Tần Thanh sẽ nhắc nhở hắn chú ý ăn nói, nhưng hiện tại nàng đã không còn có tâm trí để ý tới mấy cái vấn đề này nữa. Nàng vô lực tựa vào ghế, thấp giọng nói, đưa ta đi mỏ ngũ lâu, ở đó xảy ra tai nạn. Trương Dương nghe vậy cũng sửng sốt, hắn giờ mới hiểu được vì sao tâm tình này bỗng nhiên lại như vậy. Ra là vì Mỹ nữ chủ tịch huyện này vừa mới nhậm chức xong thì đã xảy ngay ra chuyện. Bất quá Trương Dương cũng chưa có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn vẫn cười nói thoải mái, không có việc gì. Người ngày hôm nay mới nhậm chức, chuyện này đối với người hẳn là không có quan hệ. Nếu có truy cứu thì hẳn là cũng chỉ có bọn Dương Thủ Nghĩa phải chịu trách nhiệm. Tần Thanh cười khổ, đúng là tiểu tử kia không biết về điều lệ vấn trách cán bộ, vô luận là đã tại vị bao lâu, chỉ cần đang ngồi tại cái chức vị đó, nếu xảy ra chuyện thì nhất định phải chịu trách nhiệm, bất luận là ai cũng không có thể cãi được. Nàng nhẹ giọng nói, mau tới hiện trường xem xét. Dương Thủ Nghĩa ngồi trong ô tô, sắc mặt thủy chung cứ âm tình bất định, sau đó lấy di động bấm một dãy số, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Nghe điện thoại của hắn chính là em trai Dương Thủ Thành. Dương Thủ Thành là một trong những đại cổ đông của công ty khai khắc tại Mỏ Ngũ Lâu. Giọng Dương Thủ Thành có phần hốt hoảng ca, lớn chuyện rồi, tai nạn chết 30 người. Nghe được con số thương vong cụ thể, đầu Dương Thủ Nghĩa không khỏi ong lên. 30 người, đừng nói là Tần Thanh sợ rằng ngay cả chính bản thân hắn cũng sẽ bị liên lụy vào. Dương Thủ Nghĩa cảm thấy cổ họng mình khô lại điều khiến hắn sợ nhất chính là giả như chân tướng phía sau mỏ quặng có liên quan đến các cổ đông bị tra ra thì sự phiền phức không chỉ đơn giản dừng lại ở đó. Dương Thủ Thành nói, ca, người tạm thời yên tâm, các thi thể ta đã rời đo rồi, ta dự định tuyên bố là tử vong ba người, đồng thời cấp tiền hỗ trợ cho gia đình và những người bị nạn. Chuyện này, Dương Thủ Thành đương nhiên lo lắng nhất chính là về vấn đề mỏ than, ánh mắt tất nhiên là vẫn chú ý tới lợi ích kinh tế của ban thân. Ta sẽ gọi điện lại cho ngươi. Dương Thủ Nghĩa mó xong lập tức cúp máy, hắn vô lực tựa vào ghế, trong đầu thủy chúng cứ nghĩ tới lời Dương Thủ Thành nói, đem số người tử vong ém đi, đem sự tình ảnh hưởng khốn chế trong khả năng có thể, khiến cho sự tình diễn ra chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Những cán bộ phải chịu trực tiếp trách nhiệm như hắn cũng tương ứng mà giảm thấp, nhưng vấn đề là liệu có thể giấu được bao lâu. Lúc Trương Dương cùng Tần Thanh tới mỏ than ngũ lâu, hầu như mọi cán bộ có trách nhiệm liên quan đều đã có mặt tại hiện trường huyện ủy bí thư dương thủ nghĩa đúng ở chỗ cao cố làm ra vẻ chỉ huy các lực lượng cứu hộ hiện trường thấy tần thanh và trương dương đi cùng nhau dương thủ nghĩa có chút lo lắng thật không ngờ bọn họ là có quen biết cục trưởng cục công an huyện thiệu vệ giang cũng đích thân tới hiện trường lực lượng công an cũng tham gia cứu hộ và đảm bảo công tác phong tỏa trên thực tế 3 giờ sau khi xảy ra tai nạn thì chuyện này đã lên báo, Dương Thủ Thành lập tức đăng báo nói sơ qua về tình hình hiện tại, hắn rõ hậu quả chuyện này hơn bất cứ ai chính vì thế đành giấu diếm đem chuyện khống chế trong phạm vi có thể tần thanh đi tới chỗ cục trưởng vương kỳ thấp giọng hỏi tình huống thế nào dương thủ nghĩa ở phía xa xa thấy tần thanh cũng không có ý tiến lên chào hỏi chẳng nói một lời nào lại rời khỏi đó bước vào ô tô bảo tài xế lái xe đi ngay tâm tình hiện tại của hắn phải nói là cực kém thậm chí ngay cả tới phong độ hàm dưỡng cũng không chú ý tới nữa Điện thoại di động lần thứ hai vang lên, là đệ đệ hắn Dương Thủ Thành gọi tới ca. Ta đã nói chuyện với gia đình một số người bị nạn, bọn họ đồng ý giữ kín chuyện bày, bất quá cái giá là 10 vạn. Dương Thủ nghĩa cắn cắn môi, mỗi nhà 10 vạn đồng tiền phí, 30 nhà chưa kể các khoản khác, như vậy là mất toi mấy trăm vạn rồi. Việc tới nước này cũng chỉ có thể đành vậy thôi, hắn thấp giọng hỏi ổn thỏa chứ? Không thành vấn đề, cứ chi tiền cho họ bọn họ nhất định sẽ giữ kín dương thủ thành hạ giọng nói về phương diện hỏa táng ta đã an bài đâu vào đấy ca ngươi cứ yên tâm chuyện này sẽ không lộ ra được đâu đã chết bao nhiêu người tần thanh đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày hỏi cục trưởng vương kỳ căn cứ hội báo của đội cứu hộ thì là ba người tần thanh gật đầu lúc này trong lòng mới thoáng thấy an ổn được một chút vương kỳ nhỏ giọng nói tần chủ tịch tình huống cụ thể hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng hay là ngài cứ về trước đi ạ. À? Có kết quả chúng tôi sẽ báo lại." Tần Thanh nói, "Những công nhân gặp nạn đâu rồi? Ta muốn gặp họ một lát." Vương Kỳ do dự một chút rồi chỉ chỉ về hướng đông nam, nơi sự tai nạn phát sinh đã bị phong tỏa hoàn toàn, gia quyến những người gặp nạn cũng bị ngăn lại ở bên ngoài. Vương Kỳ nhắc nhở Tần Thanh, "Hiện tại gia quyến của những công nhân gặp nạn đang rất kích động." Ngài có." Nói chưa xong Tần Thanh đã rời đi rồi, Trương Dương sợ nàng gặp phải nguy hiểm nên vội bước theo. Audio điện tử võ tấn bền. Tới khu vực dưới tuyến, nhìn thấy cả một đám người ngồi khóc lóc, cái đầu tiên Trương Dương cảm thấy đó là kỳ quái, chỉ có ba người thủ thương, sao ra quyến lại nhiều đến như vậy. Chỉ tiêng đám tiểu hài tử đang ở chỗ này cũng phải tới hơn hai chục đứa, chả nhẽ ba người kia sinh được tương này sao. Thân là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình một xã, thật là phải lo lắng cho công tác của quốc gia. Tuy rằng nghĩ thế, nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tần Thanh Yên lặng nhìn đám người đang bi thương trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, điều nàng đang nghĩ lúc này không phải là bảo vệ cái chức vị của mình, mà là muốn tận tâm làm một việc gì đó vì những con người đáng thương kia. Trương Dương nhỏ giọng nhắc nhở, hiện tại không phải là lúc nói chuyện, chúng ta mau đi trước. Tần Thanh gật đầu, không gian bi thương tại chỗ này tự nhiên là làm cho tâm tình người ta không thoải mái nàng nhẹ giọng nói, ngươi lấy xe đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dương Thủ Nghĩa ngồi trong xe nhìn Tần Thanh phía xa xa qua cửa kính, trong lòng dâng lên một cỗ nghi vấn, không biệt vị Mỹ nữ tân chủ tịch huyện này định làm gì. Lẽ nào nàng muốn điều tra sự vụ tại mỏ than này? Nghĩ tới điều này Dương Thủ Nghĩa không khỏi cảm thấy một cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời. Hắn lần thứ hai rút ra điện thoại gọi cho Dương Thủ Thành, gia quyến của những người bị nạn có gì nguy hiểm không? Ca, ngươi yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cái vị tần chủ tịch huyện mới tới kia làm cho ta có chút lo lắng. Cái cô mặc bộ áo màu xám kia kia. Ta biết nên phải làm thế nào mà. Tần thanh cắn cắn môi, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một thanh âm thê lương kêu lên, nàng ta là chủ tịch huyện, chính là nàng ta đã hại chết con trai ta. Tần thanh sợ tới ngây người, nàng thật sự không nghĩ có người nhận ra nàng, càng không nghĩ có người lại nói như vậy hơn trăm người đang khóc lóc bi ai nghe vậy quay lại nhìn về phía tần thanh, đã bắt đầu có ngừa tiến lên vọt về phái nàng. Sắc mặt tần thanh tái nhợt đi, diễn biến sự việc đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng, những thân nhân của đám người bị nạn kia tâm tình đã ở sẵn trạng thái kích động như đê trước lũ rồi. Câu nói kia không thể nghi ngờ gì chính là một con sóng mạnh phá vỡ con đê ấy, mọi người tự nhiên là phẫn nộ tột độ đồn lên nữ chủ tịch huyện vô tội này. Giống như đối mặt với một con sóng thần giận dữ, như đứng trước một trận lửa tuyết từ trên núi tần thanh chỉ biết bất lực đúng đó cũng không biết là ai đáp một hòn đá trúng chán của này đầu óc choáng váng một cảm giác đau đớn lưu lại trên chán nàng tần thanh cảm thấy như thế giới quanh mình đang xoay tròn vậy thân thể mềm mại của nàng sau đó như một cái lông vũ nhẹ nhàng bay vòng vòng trong đó tần thanh cắn cắn môi dưới đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có ai đó kêu lên thất thanh chính là nàng ta chính nàng ta là chủ tịch huyện cũng chính nàng ta là hung thủ hại chết con trai ta. Tần Thanh nghe mà sợ tới ngây người, thực sự nàng không ngờ tới có người lại nhận ra nàng, lại càng không ngờ tới người ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Hơn 100 cặp mắt của những người có người thân gặp nạn đều quay lại chừng chừng nhìn nàng. Đã có người không kiềm chế được chạy vò tới chỗ nàng. Sắc mặt Tần Thanh tái nhợt hẳn đi, bây giờ tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Tâm tình oán hận cùng bi phẫn của những người có người thân gặp nạn bị kìm nén từ đầu tới giờ, chỉ một câu nói kia thực như giọt nước tràn ly, tất cả trách nhiệm đều đổ hết lên đầu vị nữ chủ tịch huyện vô tội. Tần Thanh cảm giác như là đang đối mặt với một cơn đại hồng thủy cuồn cuộn sóng chảy, hay như một trận tuyết lở khủng khiếp sắp đổ ập lên đầu. Trước những sức mạnh siêu nhiên đó, Tần Thanh chỉ còn biết đứng im chịu trận, ánh mắt nàng toát lên vẻ bất lực cùng tuyệt vọng tột cùng. Chẳng biết kẻ nào dẫn đầu ném một viên đá vào đầu Tần Thanh, Kiến nàng hơi choáng một chút, trên trán nàng cũng dỉ ra chút máu, sau đó từng trận mưa đá cứ thế ảo ảo chút lên cái thân hình nhỏ bé cô độc kia. Tần thanh cảm thấy như thế giới như đổ ập xuống, mắt nàng hoa lên rồi tất cả mọi thứ trước mắt nàng chỉ còn một màu đen mông lung. Thân hình nàng run lên dữ dội, dường như tất cả sức lực đều như rời bỏ nàng, cảm giác như có thể bị đổ bất cứ lúc nào. Trương Dương vẫn một mực để ý tới bên này, thấy tình trạng đột nhiên thay đổi lạ thường, chẳng hiểu sao tần thanh lại bị vây giữa đám người đang phẫn nộ gào thét chửi rủa liên hồi trương dương không cần nghĩ nhiều giống lên một tiếng rồi vào tới tóm ngay một gã ngoài cùng một quyền ngay mặt kiến gã bay tít ra ngoài xa liền sau đó trương dương dũng mãnh tả sung hữu đột một đường mở thẳng vào tận trong trung tâm đám người nơi tần thanh đang bị hành hung hắn lấy thân thể mình che chắn cho nàng thấy trương dương tới theo bản năng tần thanh liền nắm chặt tay hắn lúc này dòng nước mắt không kiềm chế dược nữa cứ thế trào ra. Lúc này nàng mới có cảm giác chua sót, khổ sở, cùng bất lực mà từ trước nay chưa từng có. Huyện ủy bí thư Dương Thủ Nghĩa vẫn yên lặng ở một chỗ khuất xem từ một màn đầu tới cuối. Lúc này khóe môi hắn lộ ra một nụ cười hung ác, hắn lạnh lùng nói, lái xe. Tuy rằng Trương Dương có thể một mình đánh gục cả 43 người dân thôn Thanh Hà Biêu hãn, thế nhưng đối với hơn 100 người, lại đang trong tình trạng kích động cùng phẫn nộ tới cực điểm như vậy, trương dương cũng đành thúc thủ vô sách. tuy rằng trương dương có thể chọn giải pháp đơn giản nhất là ôm chặt nàng ta rồi mở đường máu xông ra ngoài, thế nhưng hắn lại vẫn cứ ở nguyên chỗ đờ, chỉ dùng quyền cước bảo vệ cho tần thanh khỏi bị thương tổn. tuy rằng trương dương không có tu luyện hộ thể cương khí, nhưng vẫn chút nội lực rồi lợi dụng ám kình cùng thân thể rắn chắc cũng có thể cầm cự lại đám người này. đang lo đối phó với ba tên trước mặt đột nhiên Trương Dương lại thấy đỉnh đầu mình nhói đau. Quay đầu nhìn lại thì thấy một gã vóc người cao giáo, khuôn mặt cũng khá khôi ngô đứng lẫn trong đám người, tay hắn cầm một ống tuyết dài. Trương Dương nhìn thẳng mặt hắn, cố khắc sâu cái khuôn mặt thằng chó chết kia vào đầu, sau này có dịp chắc chắn phải giết thằng nhãi con này mới được. Đam Mỹ hiện đại, mãi một lúc sau Điền Bân cùng hơn 10 gã cảnh sát mới chạy tới nơi. Tuy rằng có cảnh sát chạy tới, nhưng số lượng người vây đánh hai người Trương Dương cùng Tần Thanh vẫn không ngừng giảm đi. Lúc này số lượng vòng ngoài đã là hơn 200 người rồi. Thấy tình huống hỗn loạn như vậy, Điền Bân không ngần ngại rút súng chĩa lên trời bắn một phát. Quả nhiên tiếng súng làm đám người đang điên cuồng kia sợ hãi mà thanh tỉnh lại chút ít. Lúc này Thiệu Vệ Giang cùng hơn 20 gã cảnh sát cũng chạy tới hiện trường, hắn liền điều phối nhân lực chế ngự đám người gây rối kia lại. Mất một lúc lâu sau cả đám người mới bình tĩnh lại không vây đánh hai người ở giữa nữa. Lúc này mọi người người mới giật mình nhận ra, gã thanh niên trẻ tuổi kia vẫn đứng vững ở giữa vòng vây, dùng thân mình che chở cho cô gái phía sau nhưng điều đáng sợ là dường hư hắn không hề mảy may xây sát chút gì. Lúc mọi chuyện bình ổn lại, Trương Dương mới quay lại xem xét tình hình tần thanh ra sao. Thấy khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên tái nhợt đi, cả khuôn mặt đều đầy máu đỏ, dường như nàng ta vì sợ hãi mà ngất đi từ lâu rồi thì phải cả đám người vây đánh hai người cùng Điền Bân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Dương, trong lòng cả đám không rét mà run. Chẳng hiểu thằng nhãi kia là người gì nữa, đánh như vậy mà hắn không bị sứt mẻ một chút gì là sao. Đội xe cấp cứu bây giờ mới chạy tới, bác sĩ cùng cáng vội vàng chạy tới chỗ hai người Trương Dương. Trương Dương nhẹ nhàng bế Tần Thanh đặt lên cáng, thực ra Tần Thanh cũng không hẳn là ngất đi, nhưng dường như sức lực cứ như rời bỏ nàng vậy, Cố gắng mãi nhưng nàng cũng không nhúc nhích được ngón tay, lại càng không thể nói được câu gì. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay Trương Dương truyền tới từ đầu tới giờ, cảm giác như cả thế giới này đều rời bỏ nàng, nhưng chỉ duy nhất mình hắn vẫn còn ở đây, ở bên cạnh nàng. Ánh mắt Trương Dương tràn đầy ấm áp cùng thương tiếc nhìn Tần Thanh, hắn vỗ vỗ nhẹ bàn tay nàng ta rồi đứng thẳng dậy. Lúc này ánh mắt hắn lại tràn ngập phẫn nộ nhìn lướt qua từng người một, hiện trường giờ đây đột nhiên lại lặng im đến đáng sợ. Suốt cuộc Trương Dương cũng tìm ra được thằng nhãi cầm ống tuyếp lúc nãy đánh trộm mình, không kìm được, khóe môi Trương Dương lộ ra một nụ cười nhạt. Tất cả mọi người đều dùng mình bởi vì sát ý nồng đậm trong cái nụ cười kia. Gã thanh niên kia dường như cũng nhận ra được điều gì, hắn vội vàng quay đầu định bỏ chạy. Thế nhưng một màn kế tiếp lại làm cả đám người giật mình sợ hãi. Bây giờ Trương Dương chẳng khác nào mãnh hổ xuống núi, gầm lên một tiếng rồi vọt thẳng tới đám người vừa hành hung hai gã cảnh sát xông ra định ngăn cản trương dương hành hung người nhưng đều bị trương dương cho nằm thẳng cẳng cả đám người thấy trương dương lao tới đều sợ hãi chạy toán loạn chỉ có bốn gã thanh niên trong đó có gã cầm ống tuyếp biết là có chạy cũng không thoát nên đứng lại đón đầu gã cầm ống tuyếp kia lại một lần nữa giơ cao ống tuyếp lên mạnh mẽ giáng xuống đỉnh đầu trương dương một cái nhưng hắn không thể ngờ được ống tuyếp vừa hạ xuống được nửa đường đã bị trương dương đoạt mất trương dương hét lo một tiếng chết rồi nện cả cái ống tuyếp xuống đầu gã thanh niên kia. Một vòi máu từ đầu kia phun ra, hắn ngửa đầu ra phía sau rồi đổ cái rầm. Xuống đất, tuy rằng là tức giận thực sự, nhưng Trương Dương vẫn biết hạ thủ lưu tình, không một đòn kết liễn hắn mà chỉ cho thằng nhãi kia nằm viện vài tháng chơi. Trong nháy mắt bốn gã thanh niên đứng lại định đối đầu với Trương Dương đều nằm thẳng cẳng. Vẫn chưa hết tức giận, Trương Dương đang định bồi thêm mỗi thằng vài phát nữa thì tiếng hét đầy uy nghiêm của Điền Bân vang lên, dừng tay. Trương Dương chậm rãi quay đầu lại đã thấy Điền Bân đang dơ súng lục lên chĩa thẳng vào người mình. Trương Dương lạnh lùng nói, tại sao ngươi lại chĩa súng vào ta? Điền Bân giận dữ hét lên, người thân là cán bộ nhà nước, nhưng trong mắt lại chẳng coi pháp luật ra gì, ngang nhiên hành hung người. Trương Dương lạnh lùng chỉ ống tuyết vào bốn gã thanh niên đang nằm rên rỉ dưới đất nói, ta chắc chắn mấy gã này không phải là người nhà của mấy người gặp nạn kia. Bọn chúng chỉ muốn kích động gây rối mọi người nên trà mới trộn vào đây vừa nói trương dương vừa chậm rãi tiến lại chỗ điền bân thấy ánh mắt lạnh lùng của trương dương nhìn mình nội tâm điền bân xưa nay luôn trầm ổn đột nhiên lại thấy một tia sợ hãi từ trước tới giờ điền bân cũng chỉ gặp qua vài người đồng trang lứa có thể áp đảo hoàn toàn khí thế của mình như tiểu tử trương dương này luận địa vị luận ra thế thì điền bân đều vượt qua thằng nhãi này gấp trăm nghìn lần thế nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt trương dương hắn lại có cảm giác bức bách đến khó thở như vậy trương dương nhìn sâu vào mắt điền bân lạnh lùng gần từng chữ một, ngươi nhớ kỹ cho ta. Lần sau còn dám chĩa súng vào ta như vậy, ta không đảm bảo ngươi giữ được cái mạng nữa đâu. Ở tại cái thành phố Giang Thành này, Trương Dương là người đầu tiên có gan dám trực tiếp đe dọa Điền Bân như vậy. Đột nhiên Điền Bân lại thấy gai gai sống lưng, nhưng thân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lại trước mặt nhiều người như vậy hắn không thể để mất mặt, lớn tiếng đáp trả lại Trương Dương kiểm tra thương tích mấy người kia nhanh thực ra những lời này của Điền Bân là muốn nói với Trương Dương. Hàm ý trong đó muốn nói ngươi là cán bộ nhà nước mà hành hung dân thường như vậy cũng đáng bị xử phạt rồi. Hơn hết bốn gã kia thương thế coi bộ cũng không nhẹ chút nào, nếu như có gì chứng gì thì ngươi cũng nên tử giã sự nghiệp cho sớm đi. Tiểu tử như ngươi muốn đấu lại ta sao, còn non lắm. Một lúc sau, Tần Thanh vừa tỉnh lại là vội vàng nhìn ngó xung quanh muốn tìm Trương Dương. Lúc thấy bóng dáng cao lớn của Trương Dương vẫn đứng bên cạnh mình, đột nhiên trong lòng nàng lại thấy ấm áp cùng vui mừng đến lạ thường tuy rằng gần như rơi vào trạng thái hôn mê nhưng nàng vẫn nhớ rõ từ đầu tới cuối vẫn là trương dương dùng một tay gắt gao ôm chặt nàng lấy thân thể che chắn cho nàng trước những đợt công kích như vũ bão lúc nằm trong vòng tay hắn nàng cảm giác được sự an toàn tuyệt đối phải chăng chính ông trời đã phái hắn xuống bù đắp lại cho nàng sau bao tuổi nhục khổ cực trước đây tuy rằng võ công cái thế nhưng phải chống chọi với vài trăm người một lúc như vậy Trương Dương cũng không tránh khỏi bị xây sát vài chỗ, trên mặt cũng dính bê bết máu. Tuy không bị nội thương nhưng ngoại thương thì cũng kha khá nhiều chỗ. Tuy rằng khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào nhưng ánh mắt tần thanh nhìn Trương Dương lại cực kỳ kiên định vững chắc. Trương Dương nở nụ cười tươi nói, không có việc gì nữa rồi. Tuy rằng chỉ là một câu nói hời hợt nhưng chẳng hiểu sao tần thanh lại cảm thấy vành mắt mình đỏ lên lại sợ bị Trương Dương thấy nên vội vàng cúi đầu xuống thấp giọng nói, mau rời khỏi đây thôi. Dương Thủ Nghĩa đang trầm lặng ngồi hút thuốc trong phòng làm việc. Trong gà tàn đã có sáu đầu mẩu thuốc lá trong đó. Hắn vốn định giáo huấn Tần Thanh một trận, nhưng thật không ngờ tình trạng đột nhiên lại mất kiểm soát như vậy. Mấy gã du côn gây rối kích động đám đông mà em trai hắn là Dương Thủ Thành phái đi đều bị Trương Dương đánh cho trọng thương. Vẻ mặt thiệu vệ giang cũng cực kỳ trầm trọng, hắn nhỏ giọng nói, Dương Bí Thư, Căn cứ vào kết quả chuyển đoán thì cả bốn gã kia đều có dấu hiệu của gãy xương, hơn nữa một gã còn bị hôn mê bất tỉnh, hiện đang được điều trị ở bệnh viện. Dương Thủ Nghĩa giết thêm một hơi dài nữa, trong lòng thầm nghĩ, đây là ngươi cho ta cơ hội trừng trị ngươi. Thanh niên vẫn chỉ là thanh niên, chưa biết kiềm chế cảm xúc thì chưa thành tài được. Thiệu vệ giang lại thấp giọng hỏi, người xem, chuyện này nên xử lý như thế nào? Nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như vậy. Thiệu vệ giang cũng hiểu ý tứ của Dương Bí Thư, hẳn là Dương Bí Thư muốn xử lý tiểu tử Trương Dương kia mới nói như vậy, hắn thậm chí còn nghĩ ra kết cục bi thảm của thằng nhãi Trương Dương kia nữa chứ. Tuy rằng là cán bộ nhà nước, nhưng lại bất chấp luật pháp hành hung gây trọng thương bốn người dân thường, bất kể nguyên nhân ra sao thì kết quả cuối cùng cũng đều gây bất lợi cho Trương Dương. Chẳng kể tới Dương Bí Thư có chủ mưu trả thù hay không, chỉ cần làm theo đúng phép công thì hắn cũng có thể cho tiểu tử kia một phen khốn đốn. Bỗng nhiên giọng điệu của Dương Thủ Nghĩa lại trở nên kích động hơn, không được dung thứ với cái loại cán bộ biến chất đó. Hắn làm như vậy là hành động của đám du côn đầu đường xó chợ, phá hỏng hình tượng cán bộ nhà nước chân chính, đi ngược lại tư tưởng của Đảng. Đất nước chúng ta là đất nước chủ nghĩa xã hội, là đất nước pháp quyền. Thiệu vệ Giang cũng gật đầu đồng ý, nhưng tâm tình hắn lại càng trở nên nặng nề hơn. Thực ra khi chính mắt hắn thấy toàn bộ sự tình hôm nay, hắn lại nghiêng về phía người bị hại là trương dương cùng tần thanh hơn nhưng theo biểu hiện của dương bí thư hắn có thể nhận ra được tất cả sự việc ngày hôm nay đều nhắm vào tần thanh tuy rằng nàng ta mới chỉ nhậm chức được một ngày nhưng lại xử phạt nghiêm minh các cán bộ sai phạm nàng ta cũng chỉ là công tư phân minh cũng không có gì đáng trách còn tiểu tử trương dương lại càng là người vô tội chuyện này vốn dĩ không có can dự gì tới hắn cả hơn hết hắn lại can đảm xông vào giữa vài trăm người như vậy để cứu Tần Thanh, thiệu vệ Giang cũng nhận mình không cái dũng khí đó. Chỉ tiếc một điều tiểu tử đó lại không kiềm chế được mình, ai đời thân là cán bộ nhà nước mà lại đánh trọng thương bốn người như vậy. Thiệu vệ Giang cũng chỉ biết lắc đầu tiếc nuối, e rằng lần này tiểu tử kia cũng chẳng giữ nổi cái danh hiệu đảng viên nữa. Đột nhiên thiệu vệ Giang lại nhớ tới Lý Trường Vũ, không biết vị phó thị trưởng thành phố lần này có suốt đầu lộ diện giúp đỡ Trương Dương không nữa. Tần Thanh một mực từ chối ngồi xe cứu thương về bệnh viện kiểm tra, mà lại leo lên xe giết Trương Dương về khách sạn. Lúc tắm rửa thay xong bộ quần áo dính đầy máu, đầu óc của nàng mới thanh tỉnh lại được một chút. Cẩn thận nghĩ lại sự tình phát sinh tối nay, lại cảm thấy thế nào mà lại có nhiều người thân của người bị hại tới như vậy. Chắc chắn còn nhiều điều ẩn giấu sau chuyện này nữa, nhưng xem ra tất cả trách nhiệm lần này nàng đều phải gánh chịu. Tuy rằng có chút chán trường nhưng trong lòng Tần Thanh lại cảm thấy không phục chút nào. Nàng có thể mặc kệ cái chức chủ tịch huyện này, thế nhưng nàng lại không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Nàng thầm hạ quyết tâm, cho dù chỉ còn một ngày ở huyện Xuân Dương này, nàng cũng quyết phải tìm cho ra chân tướng sự việc, để người chết được nhắm mắt, người sống được an ủi. Bỗng nhiên của phòng lại vang lên, Tần Thanh cảnh giác hỏi, "Ai đó?" "Là ta." Ngoài cửa truyền tới tiếng của Trương Dương. Ánh mắt kiên định sắc xảo của Tần Thanh trong nháy mắt lại trở nên nhu hòa đi rất nhiều nàng đứng dậy chỉnh chu lại quần áo một chút rồi mới ra mở cửa là trương dương tới tìm còn cầm theo một cái bát nhỏ nữa bên trong hình như là một ít thuốc mỡ màu xanh lục thuốc mỡ trong bát tỏa ra mùi thơm của thảo dược tuy rằng trên mặt thằng nhãi này không ít vết thương thế nhưng nhìn lại thì hắn không có vẻ gì nhếch nhác trái lại lại có cảm giác như đó là những chiến tích của một vị tướng quân nơi trận tiền tần thanh nhìn nhìn cái bát trong tay trương dương một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi cái gì vậy trương dương cười nói ta mới điều chế một ít thuốc mỡ có thể tránh lưu lại sẹo nào để ta xem vết thương của ngươi sao rồi phụ nữ coi trọng nhất là dung nhan cho dù là một người cứng cỏi như tần thanh cũng không ngoại lệ chán nàng lúc nãy bị một người cầm gạch ném chúng chảy máu lênh láng tuy rằng không cần khâu lại cũng không để lại sẹo nhưng cũng không tránh được để lại chút vết mờ bởi vậy mà từ nãy tới giờ nàng vẫn giàu dĩ mãi không thôi hơn nữa qua chuyện vừa rồi nàng lại có cảm giác tin tưởng Trương Dương đến lạ thường. Thấy Trương Dương nói vậy nàng liền vui mừng nở nụ cười gật gật đầu đồng ý. Trương Dương nhẹ tháo ra lớp băng gạc trên tráng tần thanh, rồi lấy một ít thuốc mỡ trong bát, thoa đều lên vết thương trên tráng nàng ta. Tần thanh cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ chỗ vết thương lan tỏa ra xung quanh, sự đau buốt cũng giảm đi đáng kể. Tần thanh biết, bề ngoài thì tiểu tử Trương Dương này biểu hiện như một gã thanh niên trẻ tuổi nóng này, nhưng thực ra tâm tính hắn sâu sắc cùng trầm ổn đến đáng sợ. Bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, tần thanh vội quay mặt đi, cắn cắn môi dưới nhỏ giọng nói cảm ơn. Nàng cũng hiểu, Trương Dương không phải vì đơn giản là nịnh bợ chủ tịch huyện nên mới làm như vậy, mà đó là khí phách trưởng nghĩa của đàn ông khi thấy phụ nữ bị khi dễ nên ra tay cứu giúp. Một tiếng cảm ơn như vậy hẳn là không đủ đền đáp. Trương Dương cũng chẳng thèm nhân cơ hội này là chiếm chút tiện nghi nào, chỉ cười cười nói, cố gắng để vết thương không dính nước trong ba ngày, chắc chắn vết thương sẽ lành lại như ban đầu. Trương Dương đột nhiên thay đổi đề tài, thấp giọng nói, bốn gã kia đều không phải là người nhà của những người gặp nạn, bọn họ đều có hung khí bên người, chắc chắn là có chủ định nhắm vào chúng ta từ trước. Tần Thanh cũng ý thức được chuyện này sẽ gây phiền phức không nhỏ cho Trương Dương, suy nghĩ một chút rồi nàng mới thấp giọng nói, ta phải báo chuyện này lại cho cấp trên biết, để xem thái độ của thành phố về việc này như thế nào quả thực nàng cũng không hy vọng vào viễn cảnh sau này của chuyện này chút nào. Tình hình cụ thể của Xuân Dương nàng đều không hiểu rõ ràng cho lắm, thậm chí còn chưa kịp tiếp nhận công tác đã xảy ra chuyện rồi, nàng dự cảm chuyện tình lần này là có người cố ý nhắm vào nàng từ trước. Bỗng nhiên điện thoại di động của Trương Dương kêu lên, là Khương Lượng đánh điện cho hắn. Nghe giọng điệu của hắn có vẻ hơi hoảng hốt, đầu tiên hắn hỏi Trương Dương tình hình cụ thể chuyện gì vừa xảy ra. Trương Dương cũng kể lại sơ lược chuyện phát sinh hôm nay cho hắn nghe một lượt. Khương Lượng nghe xong liền nói, người hành sự cũng quá lỗ mãng rồi. Căn cứ theo báo cáo ta nhận được thì bốn gã kia đều trọng thương không nhẹ. Lần này chỉ sợ ngươi gặp rắc rối to rồi. Theo ta được biết, hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, cấp trên có thể sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ngươi cũng nên chuẩn bị một chút đi. Trương Dương ngắt điện thoại, Tần Thanh ở một bên cũng nghe loáng thoáng thấy điều gì, nhỏ giọng hỏi có chuyện gì vậy có phải là gặp chuyện rắc rối gì rồi không? Trương Dương chỉ mỉm cười lắc đầu nói, bọn họ muốn mượn chuyện này gây khó dễ cho ta. Gã tiểu nhân Dương thủ nghĩa này, hắn tưởng lần này có thể dễ dàng bỏ đá xuống giếng như vậy sao? E rằng hắn đã chọn sai đối tượng rồi. Tần Thanh thấy Trương Dương không kiên nể gì mà gọi thẳng tên của bí thư huyện ủy như vậy cũng thấy có chút không hài lòng cho lắm. Nhưng suy cho cùng nguyên nhân gây ra rắc rối cho hắn cũng chính là nàng, bởi vậy Tần Thanh mới thầm tự nhủ bất kể là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng nhất định phải giúp Trương Dương thoát khỏi chuyện này. Tần Thanh nhỏ giọng nói, người chờ ta tới ủy ban nhân dân huyện. Trương Dương gật gật đầu, hắn đi một lát rồi cầm một chiếc mũ quay trở về. Cũng bởi lẽ vết thương của Tần Thanh không được dính nước, cũng không thể bị gió, thứ hai đội mũ có thể che đi lớp băng gạc trên trán nàng ta. Lúc này Tần Thanh mới kinh ngạc khi phát hiện ra tiểu tử này cũng có chút chu đáo cẩn thận nhìn bóng hình xinh đẹp cao giáo của tần thanh đi vào sân ủy ban nhân dân huyện bỗng nhiên khóe môi trương dương lại nở ra một nụ cười nhạt từ cú điện thoại vừa rồi của khương dược trương dương cũng hiểu ra rằng sắp tới hắn phải hứng chịu một cơn lốc chính trị đáng sợ tuy rằng đối mặt với khó khăn lớn nhất từ trước tới nay nhưng trương dương lại chẳng hề có chút sợ hãi nào trái lại hắn lại cảm thấy có chút hưng phấn cùng kích thích đến khó tả tuy rằng là giao phong chính diện với điền bân nhưng đối thủ thực sự lại là dương thủ nghĩa đằng sau Trương Dương cũng biết, xem ra lão giả này quyết xử lý hắn bằng được mới chịu thôi. Trương Dương móc di động ra, nhớ lại một dãy số trong đầu rồi nhanh chóng bấm gọi. Người hắn gọi tới là Điền Khánh Long Nguyên Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Thành. Điền Khánh Long thấy Trương Dương gọi tới cũng nhiệt tình bắt chuyện. Nhưng vừa nghe xong Trương Dương tóm tắt chuyện tình vừa xảy ra, sắc mặt Điền Khánh Long cũng hơi nghiêm lại. Trong địa phận Giang Thành mà tin tức nghiêm trọng như vậy vẫn chưa được báo lên, Dựa vào trực giác của một cảnh sát hình sự ưu tú, hắn nhận thấy đằng sau chuyện này chắc chắn còn những thứ mở ám gì khác. Tần Thanh vừa đến nhậm chức, người ở Xuân Dương biết đến nàng cũng không nhiều, vì sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng hắn cũng không thể chỉ nghe từ một phía Trương Dương, hắn trầm ngâm trong giây lát rồi nói lại một câu, được rồi, ta nghĩ trước tiên phải điều tra cho rõ tình huống sự việc một chút đã. Trương Dương cũng có chút thất vọng với câu trả lời này của Điền Khánh Long nhưng câu tiếp theo của hắn lại như một liều thuốc an thần cho trương dương hắn nói người yên tâm chuyện này hẳn sẽ không dính dáng gì tới ngươi cả những lời này đã thể hiện đầy đủ khí phách của điền khánh long cũng như thể hiện được năng lực của một cục trưởng cục công an thành phố như hắn điền khánh long hắn đã đáp ứng là sẽ giúp đỡ tận tình hắn không phải là một người thích nợ tình cảm của người khác vừa cúp điện thoại là điền khánh long liền đánh điện cho con trai điền bân đang ở huyện xuân dương Điền Bân vẫn đang ở hiện trường tai nạn, đột nhiên thấy cha gọi điện tới, hắn cũng có chút nao nao. Trước đó Dương bí thư đã đánh điện căn dặn riêng, trước khi thống kê hoàn chỉnh mức thiệt hại cả về người lẫn vật chất thì nhất thiết không được để lộ tin tức ra ngoài. Thế nhưng trước mặt cha mình, Điền Bân cũng không có gan dám giấu giếm nửa điều, hắn thấp giọng kể đầu đuôi sự việc lại một lượt cho Điền Khánh Long nghe. Điền Khánh Long nghe xong cũng nắm được mấy điểm mấu chốt trong sự việc lần này. Đầu tiên vì sao Dương Thủ Nghĩa lại không báo lên cấp trên tình huống sự việc lần này, bởi lẽ hắn thừa biết, nếu như báo lên cấp trên thì chắc chắn tình hình sự việc sẽ được ém nhẹm đi. Điều thứ hai là Tần Thanh vừa tới huyện Xuân Dương, vậy sao lại có người nhận ra nàng ta là chủ tịch huyện? Căn cứ theo lời của Trương Dương lúc nãy, chắc chắn là có người chủ mưu hãm hại hai người bọn họ. Sau khi cẩn thận suy xét lại sự việc, Điền Khánh Long cũng thấy sự việc lần này không hề tầm thường chút nào, hắn thấp giọng nói: "Tiểu Bân, Chuyện này cực kỳ phức tạp, người chỉ cần làm tốt chức phận của mình là được, những chuyện khác tuyệt đối không được tham dự vào. Còn nữa, ta không hy vọng người có thành kiến với Trương Dương. Điền Bân giật mình sửng sốt, tại sao cha lại có thể nói như vậy được chứ? Hắn có chút không cam lòng nói lại, thằng nhãi đó quả thực quá ngông cuồng, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà dám ngang nhiên hành hung người. Điền Khánh Long lạnh lùng nói, căn cứ theo nhận xét của ta với tiểu tử này từ trước tới giờ tuy rằng hắn biểu hiện bên ngoài của hắn phàm phu tục tử, nhưng những điều hắn làm đều được suy nghĩ cùng cân nhắc cực kỳ cẩn thận. Nếu như hắn đã có gan làm chuyện như vậy, hẳn trong đó còn nguyên nhân sâu xa khác. Điền Bân cũng nghe ra ý tứ của cha mình, hắn thấp giọng nói cha. Không phải người muốn bảo trợ hắn đó chứ. Điền Khánh Long ha hả cười lớn, được rồi, không nói nữa. Người còn phải làm việc, đặt điện thoại xuống là Điền Khánh Long rút ra một điếu thuốc, vừa chậm rãi châm lửa hút vừa suy nghĩ một chút tiểu tử trương dương này đột nhiên lại làm như vậy hẳn mục đích muốn làm lớn chuyện này tuy rằng phía sau hắn có phó thị trưởng lý trường vũ nhưng hắn cũng là vừa tới nhậm chức căn cơ còn chưa vững chắc chắc gì đã có thể xử lý được vụ việc nghiêm trọng như lần này nếu như không cẩn thận sợ rằng còn ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn sau này nữa một việc phiêu lưu như vậy há lý trường vũ dám làm hay sao hơn nữa tiểu tử Trương Dương cũng không tìm tới vị cha nuôi này của hắn mà lại tới tìm mình, chắc rằng thằng nhãi này cũng biết không nên kéo Lý Trường Vũ vào cái đống bùn kia. Tuy rằng Điền Khánh Long cũng thực sự yêu thích tiểu tử Trương Dương, nhưng hắn cũng chẳng thể vì chút tình cảm đó mà phiêu lưu bảo trợ cho hắn được. Một điểm quan trọng nhất ở đây đó chính là Tần Thanh, người mà bí thư thành phố danh thành hết mực bồi dưỡng cho dù lần này Tần Thanh có phải gánh chịu trách nhiệm hay không, Điền Khánh Long cũng biết chắc chắn Lê Quốc Chính sẽ làm giảm nhẹ hết mức tình huống lần này. Nhưng chỉ ngại mỗi hứa thường đức, suy nghĩ cặn kẽ sự lợi hại được mất trong đó, lúc này Điền Khánh Long mới thực sự quyết định bảo trợ Trương Dương. Người thứ hai mà Điền Khánh Long gọi tới là Thiệu Vệ Giang. Tuy rằng Thiệu Vệ Giang cũng ở hiện trường từ đầu, thế nhưng đến giờ hắn vẫn chưa biết là chuyện gì vừa xảy ra nữa. Bằng vào con mắt nghiệp vụ của mình, hắn cũng biết chuyện này sẽ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Căn cứ theo báo cáo thì người chết mới chỉ có ba, nhưng hắn thừa biết đây chỉ là con số đã được giảm nhẹ tới mức thấp nhất. Còn nữa, nhìn cả đám người vây đánh tần thanh lúc nãy, nhất định là có kẻ chủ tâm xúi dục, kích động mọi người dẫn tới bạo động như vậy. Hắn cũng hiểu, tuy rằng thân là cảnh sát, nhưng cái vũng bùn kia thì tốt hơn hết là không nên dính dáng tới là hơn. Điền Khánh Long gọi điện tới cho Thiệu Vệ Giang cũng không ngoài mục đích là muốn bảo trợ cho Trương Dương. Thiệu Vệ Giang nghe xong cũng ngây người, chẳng hiểu tại sao mấy người lãnh đạo cấp trên lại có thể yêu ái tiểu tử này tới như vậy được nhỉ. Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn có thể hiểu ra tại sao cấp trên lại có thái độ như vậy, hẳn là vì nhân vật lý phó thị trưởng phía sau Trương Dương. Suy nghĩ cẩn thận xong, Thiệu Vệ Giang cũng hạ quyết tâm, gióng giạc báo cáo lại, Điền Cục trưởng cứ yên tâm, bốn gã bị đánh cũng đều là dân lưu manh đầu đường xó chợ cả bốn người đều từng có tiền án tiền sự chuyện này hẳn là có thể xử lý dễ dàng rồi thái độ nhanh nhạy của thiệu vệ giang cũng là điền khánh long thấy hài lòng hắn thấp giọng nói vệ giang à tiểu bân là thủ hạ ngươi ngươi cũng nên chỉ bảo hắn chút ít dù sao hắn cũng còn khá trẻ có nhiều chuyện còn phải học hỏi thêm thiệu vệ giang vâng dạ gật đầu liên liệ như gà mổ thóc Tuy rằng là thành phố nhưng buổi đêm Giang Thành lại cực kỳ vắng lặng. Cũng đã tàn tầm từ lâu nhưng Lê Quốc Chính vẫn ở lại phòng làm việc, là hắn đang đợi báo cáo cụ thể số thương vong dưới huyện Xuân Dương báo lên. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Lê Quốc Chính chậm rãi nhấc điện thoại lên nghe. Đầu dây truyền đến giọng nói có vẻ khá nặng nề của bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa, "Chủ tịch Lê, sự tình đã điều tra xong, vụ nổ khí ga ở Mỏ Than là do công nhân sơ suất trong khi thao tác thi công." Lê Quốc Chính không nhịn được lớn giọng cắt đứt lời của Dương Thủ Nghĩa nói, ta mặc kệ nguyên nhân vì đâu, ngươi chỉ cần báo cho ta biết số người tử vong là được. Dương Thủ Nghĩa trầm mặt một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, 13 người. Cái gì, Lê Quốc Chính cũng phải giật mình đứng thẳng dậy, một giọt mồ hôi từ cổ hắn chạy dọc theo sống lưng chảy xuống, 13 người. Nói được một câu xong hắn lại vô lực ngồi lại xuống ghế, rồi lâm vào trầm mặc nửa ngày trời cũng không thấy nói lời nào tuy rằng nghe không rõ nhưng Dương Thủ Nghĩa cũng nghe ra được tiếng hít thở dồn rập của Lê Thị Trường. Lê Quốc Chính khẩn trương như vậy cũng không phải là không có nguyên do. Quyền khai thác than ở Xuân Dương cũng là do hắn quyết định, rồi còn hình thức kinh doanh tập thể cũng là chủ ý của hắn. Giờ mỏ than lại xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, hắn thân là thị trưởng cũng không thể miễn trách nhiệm được. Một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại được, thấp giọng hỏi tiếp vì sao các ngươi vẫn chưa tuyên bố chuyện này ra ngoài. Dương Thủ Nghĩa ho khan hai tiếng rồi nhỏ giọng nói, nếu như tiết lộ số người chết thực sự ra bên ngoài, chỉ sợ chuyện này sẽ không cách nào giảm nhẹ được nữa. Lê Quốc Chính cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Dương Thủ Nghĩa, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói lại, ngươi sợ phải gánh chịu trách nhiệm sao? Ta không sợ gánh chịu trách nhiệm, chỉ là chuyện này còn liên lụy tới nhiều người nữa, không nên làm phức tạp tình hình hơn. Lê Quốc Chính gõ nhẹ tay lên mặt bàn, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình. Dương Thủ Nghĩa lại nói tiếp, thi thể đã được chuyển đi, đêm nay cũng sẽ cho lặng lẽ hỏa táng. Người nhà của nạn nhân cũng đều được bố trí ổn thỏa, chỉ cần bồi thường bọn họ thỏa đáng, khẳng định bọn họ sẽ không kiếm chuyện nữa. Lê Thị Trường, người xem. Lê Quốc Chính đột nhiên cắt đứt lời hắn hỏi, Tần Thanh thì sao? Dương Thủ Nghĩa lại nói, chuyện này bắt buộc phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Những lời này của hắn cũng là ám chỉ lần này phải có người đứng ra chịu trận, mà người đó không ai khác chính là Tần Thanh. Hầu như tất cả mọi người đều biết, Lê Thị Trưởng có ân oán với Tần Thanh. Dương Thủ Nghĩa cho rằng, lần này đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nàng ta cũng là trùng ý với Lê Thị Trưởng. Lê Quốc Chính thấp giọng nói, người thấy nên làm thế nào thì cứ làm như vậy đi. Hắn cũng không phải là muốn đùn đẩy trách nhiệm, mà là một loại ngầm thỏa thuận. Dương Thủ Nghĩa buông điện thoại xuống, cũng như chút được gánh nặng trong lòng, hắn thở dài một hơi. Sở dĩ hắn đem toàn bộ chân tướng sự việc báo lại cho Lê thị trưởng biết ngoài việc hắn phải có trách nhiệm báo lên cấp trên, hơn hết là hắn muốn kéo vị thị trưởng thành phố Giang Thành này lên ngồi chung một thuyền. Nếu như chẳng may một ngày kia chuyện bị bại lộ, hắn cũng còn có phao để mà cứu vớt. Sau khi khúc máy, Lê Quốc Chính liền đánh điện cho Hứa Thường Đức, báo lại cho hắn biết chuyện tình vừa xảy ra ở Xuân Dương. Tuy rằng đây chỉ là một việc đơn giản nhưng lại chứa đựng đầy thâm ý của Lê Quốc Chính bởi nhẽ hắn không muốn hứa thường đức trước khi rời đi mà nhân cơ hội này lại giáng cho hắn một đòn nữa nhưng điều trọng yếu nhất lại là chuyện này có liên quan tới tần thanh lê quốc trí biết hứa bí thư sẽ không làm cái chuyện tình giết địch một vạn hao tổn năm nghìn như vậy nếu như làm lớn chuyện này hơn cũng chẳng ai được lợi lộc gì kỳ thực bọn họ leo lên được tới vị trí như ngày hôm nay thế nào lại không biết cân nhắc lợi hại trong từng hành động lời nói cơ chứ thực ra Lê Quốc Chính không phải là người đầu tiên gọi điện báo cáo tình hình cho hứa bí thư biết. Trước khi Lê Quốc Chính gọi điện tới, hắn cũng đã biết sơ lược chuyện xảy ra hôm nay. Chỉ có điều, lần này hai người bọn họ có cùng chung ý nghĩ, tốt nhất là nên giảm thiểu tới mức thấp nhất tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Hứa thương Đức cũng biết chuyện tình lần này quá lớn, không thể che đậy hết được trách nhiệm trong đó, nếu như tận lực điều tra thì người đầu tiên phải hứng chịu là Tần Thanh. Thế nhưng bắt nàng ta gánh chịu trách nhiệm lần này quả thực có chút oan uổng, nàng ta cũng chỉ mới nhậm chức được một ngày, đến cả các cán bộ trong Ủy ban Nhân dân huyện còn chưa gặp mặt hết, nếu như đúng ra thì nàng ta cũng không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Suy nghĩ một chút hắn liền có quyết định, việc đầu tiên là phải xử lý thật tốt công tác khắc phục hậu quả, mà quan trọng nhất là bồi thường cũng như an ủi người nhà có người thân gặp nạn, tránh để bọn họ kiện tụng lung tung. Thứ hai là truy cứu trách nhiệm vấn đề an toàn khu mỏ thứ ba là kiểm tra một lượt công tác bảo vệ cũng như trị an của cảnh sát quanh khu vực mỏ than. Hứa thường Đức cũng có những động thái như Lê Quốc Chính bởi lẽ quyền khai thác than ở Xuân Dương cũng đều phải thông qua sự đồng ý của hắn. Giả như chuyện này còn làm lớn hơn nữa, cũng chẳng có mấy chỗ tốt đối với vị bí thư thành phố như hắn. Kết cục lại là vụ nổ khí ga ở mỏ than cũng chỉ chết có ba người, hiển nhiên sẽ chẳng thể ảnh hưởng tới con đường làm quan của hắn, mà trách nhiệm cấp dưới gánh chịu cũng giảm nhẹ hơn đi rất nhiều. Nếu như chuyện này phanh phui ra ngoài, hắn cũng không đảm bảo không bị truy cứu trách nhiệm liên đới. Cho tới bây giờ Hứa Thường Đức vẫn là một người cứng rắn, hắn sẽ không mạo hiểm cả sự nghiệp của mình vì một chuyện như vậy. Chương 64: Âm mưu giết người. Hứa Thường Đức nói, tính chất sự tình không nghiêm trọng lắm, Tần Thanh, mặc dù ngươi đối với chuyện này không có bất luận trách nhiệm gì, nhưng dưới tình huống như vậy, công tác tại Xuân Dương huyện cũng sẽ khó tiến hành, ta suy nghĩ một chút, dự định cho ngươi rút khỏi Xuân Dương. Hứa thường đức tỏ ra quan tâm tới Tần Thanh, đúng từ góc độ của nàng mà lo lắng mọi vấn đề, nhưng thực tế cũng khuyên Tần Thanh gánh chịu trách nhiệm tai nạn mỏ than, đồng thời hứa thường đức cũng chỉ ra, người yên tâm, công tác đoàn thị ủy sẽ không bị ảnh hưởng gì. Tần Thanh có chút ủy khuất, nhưng mau chóng điều chỉnh là tâm tình rồi nói, hứa bí thư, ta không quan tâm tới việc có phải gánh trách nhiệm hay không mà cũng chẳng quan tâm tới phải chịu như thế nào. Ta tại hiện trường nhìn hơn 100 người là gia quyến của những người bị nạn ấy mà lại nói tử thương chỉ có ba người. Ta thực sự nghi người là có sự giấu giếm số lượng. Làm lãnh đạo Xuân Dương huyện, ta còn tại vị một ngày thì sẽ còn phải đòi lại công đạo cho những người đó. Hứa thường đức nhíu mày, hắn biết tính cách tần thanh quật cường, cũng nghe ra những lời này của nàng là ý không bằng lòng. Hứa thường đức tuy bình thường bên ngoài đều tỏ ra vẻ ôn hòa, nhưng thực tế thì tính cách cũng rất bá đạo, hắn không thích người khác cãi lời mình, hơn nữa quyết định của hắn là để gìn giữ lợi ích của đa số cố gắng không để tình huống phát triển theo chiều hướng xấu nhưng tần thanh không hài lòng với cách làm đó hứa thường đức thấp giọng nói tần thanh người đối với tình huống ở xuân dương huyện hoàn toàn không nắm rõ hứa bí thư giả như ta ở đây chỉ là giả thuyết nếu như vụ việc tai nạn ở mỏ than đó có tồn tại giấu giếm thương vong như vậy thì những người khai báo đó có mục đích gì họ sợ hãi cái gì chỉ là trách nhiệm thôi sao hứa thường đức trầm mặc hẳn xuống, quả một lúc lâu sau mới nói, tổ công tác đã đi Xuân Dương, rất nhanh chóng sẽ có phương án xử lý. Người cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện này cũng đừng nghĩ nữa. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Nhìn trụ ủy sở ban huyện bề ngoài đang yên ả, nhưng kỳ thật bên trong đang diễn ra một cuộc chiến tranh đầy căng thăng, huyện ủy bí thư Dương Thủ Nghĩa không thể nghi ngờ gì là hắn đã chiếm được hết tiên cơ, hắn vững tin cả 30 thợ mỏ gặp nạn đã đều được hỏa táng, các gia đình tương ứng cũng được bồi thường xong xuôi. Dương Thủ Nghĩa thở dài nhẹ nhõm, sự tình này hẳn là sẽ trầm xuống, những gia đình được đền tiền đã rời đi. Phía Giang Thành vẫn bảo trì sự yên lặng, sự tình coi như vẫn nằm trong phạm vi khống chế. Về phần truy cứu trách nhiệm đó chuyện sau này, làm công ty CS quản lý là chủ tịch huyện. Tần Thanh hẳn là không thể nghi ngỡ sẽ trở thành đối tượng phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Từ lúc đội công tác tới huyện Xuân Dương, Tần Thanh cư nhiên thất tung luôn. Hiện tại Tần Thanh cho rằng bản thân mình phải vứt bỏ cái chế độ sang một bên dấu lớn người ngoài nhìn vào, nàng hẳn là phải gánh chịu trách nhiệm, căn cứ theo lời hứa thường Đức nói, sự cố lần này trách nhiệm cũng không quá lớn, chỉ cần Tần Thanh phối hợp tối, hẳn là đối với con đường làm quan của nàng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Ngoài xe bắt đầu tí tách những hạt mưa nhỏ, chiếc xe đứng chống trải trên một khoảng không, cần gạt nước cũng không có bật. Mưa nặng hạt dần khiến cho thế giới bên ngoài trông lại càng mông lung huyền bí, tần thanh thở dài nhìn những chiếc ống khói ở xa xa, nàng cắn cắn môi, nàng đang do dự, đang chờ đợi một điều gì đó. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nàng có cái cảm giác u mê, bàng hoàng đến như vậy, như tính cách quật cường của bản thân vẫn không cho phép nàng được buông xuôi, được gục ngã. Trương Dương bước nặng bước nhẹ đi tới, mở cửa xe ra, một cái mùi vị ẩm ướt, lạnh lẽo của cơn mưa ùa vào xe trương dương thu hồi cái ô ném ra đằng sau tiếp nhận cái khăn mà tần thanh đưa cho lau lau qua mặt rồi nói đã điều tra xong thợ phụ trách đối lò là một lão đầu họ trịnh nhà lão ở phía trước kia tần thanh nhỏ giọng hỏi tình huống hỏa táng thế nào trương dương cười lạnh cửa đều có bảo an ra vào bà y có kiểm tra nhân viên đăng ký đàng hoàng hỏa táng mà cũng giới nghiêm thế này là lần đầu tiên ta trông thấy tần thanh nhíu mày nàng đoán chắc chắn có sự tình mờ ám ẩn giấu ở đây. Trương Dương khởi động ô tô, phía xa là một cái dòng sông khô cạn tới chơi cả lòng sông, phía nam là nhà tang lễ, trong đó gồm có linh đường, nhà hỏa táng, phần phía sau là khu mộ. Hiện tại đã qua giờ làm việc, ngoại trừ khu nhà hỏa táng, tất cả các nơi khác quanh đó đều đã đóng cửa, càng làm cho khu nhà tang lễ trở lên cô đơn, hoang vắng. Xa xa phía bắc bên này con sông có một căn nhà nhỏ, trịnh lão đầu là sống ở đó trương dương cùng tần thanh đợi tới lúc tối mịt mưa oi tiến vào gõ của nhà tịnh lão đầu lão trịnh ra mở cửa nhìn thấy hai người lạ trong mắt có chút bối rối các ngươi là ai tìm ta có việc gì trương dương nghiêm trang nói chúng ta là người của tổ điều tra về mỏ than ngũ lâu hiện tại cần gặp gia đình các người để làm rõ một số vấn đề nghe vậy thần tỉnh của trịnh lão đầu lập tức trở lên hoang mang lão lắc đầu nói vấn đề cái gì ta ngoại trừ biết hỏa táng người ta thì chả biết cái gì hết. Những chuyện khác đối với ta không quan hệ, ta cũng chẳng biết vấn đề gì hết, hai người các ngươi mau đi cho. Lão đang muốn đóng cửa lại thì đã bị Trương Dương đứng chặn lại cửa, hắn cười lạnh nói, Lão Trịnh, người cố ý không hợp tác với tổ điều tra là cư nhiên chống đối lại luật pháp quốc gia đó, chẳng hay Lão có nghĩ tới hậu quả chưa? Thằng nhãi này không nhịn được uy hiếp Trịnh Lão đầu. Lão Trịnh cũng không phải là kẻ nhát gan, trên thực tế cái công việc hàng ngày đều phải tiếp xúc với tử thi khiến cho lão không thể nhát gan cho được. lão khinh thường nhìn trương dương nói, sợ quá ha, ta là lão bách tính phổ thông, ngươi là quan lớn, đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm rồi. tần thanh kéo kéo tay trương dương ra hiệu cho hắn lùi ra sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hòa ái nói, chào bác, chuyện này có quan hệ đến vấn đề bồi thường cho các gia đình có thân nhân gặp tai nạn tại mỏ than, ta tin tưởng bác đây cũng hiểu điều này hẳn là bác cũng không muốn những gia đình của các công nhân kia không được bồi thường xứng đáng đúng không? Lão Trịnh cố sức kéo cửa nhà lại và nói, các ngươi đừng có hỏi ta, ta đã bảo ta không biết gì hết. Mỗi ngày cứ thiêu trả trăm ngươi như vậy, ai mà để ý được? Tần Thanh cố hỏi, bác à, ta chỉ muốn hỏi ngươi lần này bên mỏ than đưa tới đây bao nhiêu thi thể thôi. Lão Trịnh trầm mặc một chút, sau đó gióng giạc nói, ba. Rồi đó, đã nói cho các ngươi rồi đó. Mau đi nhanh đi. Trương Dương đột nhiên buông cánh cửa, lão trịnh bị hụt lực bất ngờ, lão đảo lui về phía sau mấy bước liền. Trương Dương trước tiên vọt lên, một tay túm cổ áo lão, vẻ mặt hung thần ác sát hét lớn, ta xem đúng là ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt rồi. Thành thật nói cho ta, rốt cục có bao nhiêu người. Tần Thanh không nhịn được ăn nước đầu thở dài, cái tên tiểu tử này từ trước tới giờ tính tình vẫn là như thế. Lão Trịnh vẫn ngoan cố, người đừng có giở trò, tự ý xông vào nhà dân là phạm pháp cẩn thận ta tố cáo ngươi trương dương không nhịn được quát một lão đốt xác mà mạnh miệng quá nhỉ tin hay không ta đem ngươi quẳng vào lò đốt tay trương dương điểm lên người lão trịnh một cái tự nhiên lão trịnh cảm thấy cả người mình như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến liên tục cắn đốt cảm giác đau đớn ngứa ngáy nóng rát vô cùng khiến cho lão cực kỳ thống khổ nhìn biểu tình đáng thương của lão trịnh tần thanh biết ngay tiểu tử này đã động chân động tay với lão đầu này rồi vốn nàng định mở miệng ngăn cản hắn, nhưng nghĩ lại nếu không cho lão đầu này ăn quả đắng một lượt, khẳng định là lão sẽ không nói thật. Phương pháp của Trương Dương quả nhiên có hiệu quả, chỉ một phút đồng hồ nằm quằn quại dãy ruộ trên mặt đất, lão đã đành cố gắng chắp tay cầu xin, giọng hữu khí vô lực 30. Nghe con số ấy, cả Trương Dương lẫn Tần Thanh không khỏi kinh ngạc 30. Lão trịnh gật gật đầu, cầu xin nói thật sự. Tha cho ta, cầu xin ngươi. Trương Dương thấp giọng nói tiếp, vậy vì sao ngươi lại nói ba? Có kẻ cho ta hai vạn đồng, bảo ta nhất định chỉ được nói ba. Tần Thanh nhất thời trầm mặc xuống, sự kiện tai nạn mỏ than quả nhiên không đơn giản như mặt ngoài. Đối với cái huyện nhỏ như Xuân Dương này mà nói 30 người tử vong là một sự cố cực kỳ nghiêm trọng, có thể nói không phải chỉ có Xuân Dương mà ngay cả đối với chính trường Giang Thành cũng là một sự kiện ác liệt. Nàng minh bạc vì sao hứa thường đức muốn bản thân nàng đứng ra gánh chịu trách nhiệm, từ dương thủ nghĩa tới hứa thường đức tất cả gian thành từ to tới nhỏ từ cao tới thấp bọn họ đều muốn giàn xếp ổn thỏa bọn họ lo lắng tới các mắt xích có liên quan đến mình cho nên muốn đem sự kiến che giấu trương dương giải huyệt tha cho lão trịnh hắn tin rằng ngoại trừ khối tiền hai vạn kia lão đầu này cái gì cũng chẳng biết ly khai căn nhà nhỏ của lão trịnh tâm tình tần thanh càng xấu đi sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt sự tình phía sau tầm màn đen so với tưởng tượng của nàng còn đáng sợ hơn giả như nếu tiếp tục kiên trì làm tới, như vậy tất lâm vào thế đối nghịch với toàn bộ cán bộ lãnh đạo Giang Thành. Trương Dương cẩn thân che ô cho nàng, mặc dù một nửa thân hắn đã ở bên ngoài ô bị mưa xối ướt đẫm cả. Một trận gió lạnh thổi tới, Tần Thanh ôm chặt hai cánh tay mình, nàng vô ý thức ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt ấm áp của Trương Dương. Nàng bỗng nhiên ý thức được, nếu như không có Trương Dương ở bên cạnh, có thể nàng đã chịu khuất phục, có thể nàng đã sụp đổ trước áp lực cường đại kia từ lúc nào, lúc này tự nhiên nàng cảm thấy Trương Dương đối với mình quan trọng như thế nào. Trương Dương đang dùng thân mình ngăn mưa gió cho nàng, thực ra nếu không phải nguyên nhân là vì tần thanh tia ép hắn cũng sẽ không tham dự vào chuyện này. Trương Đại Quan nhớ mặc dù rất có tinh thần trượng nghĩa, thế nhưng hắn đối với những chuyện không liên quan tới mình thì không có nhiệt tâm cho lắm, trừ phi là có thể đạt được chiến tích để hồi báo, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động chọc vào phiền phức. Thế nhưng trước mắt Tần Thanh Nghiễm Nhiên trở thành con tốt thí của thượng tầng lãnh đạo Giang Thành, Trương Dương có thể sẽ chẳng nhận được hồi báo gì, thế nhưng trong đầu hắn lại phát sinh ý niệm phải bảo vệ che chở cho nàng. Trở lại trong xe, Trương Dương hồn nhiên cởi cái áo sơ mi ra vắt khô nước rồi mặc lại. Hắn bình tĩnh phân tích, 30 người không phải là một con số nhỏ. Trước chúng ta đã có người xử lý giấu giếm vấn đề này, hẳn là lực ảnh hưởng tại Xuân Dương không hề nhỏ. Không nói ra cũng hiểu lời này của Trương Dương hẳn là ám chỉ huyện ủy bí thư Dương Thủ Nghĩa, chỉ có hắn mới có năng lực như thế. Tần Thanh so với Trương Dương còn rõ ràng hơn một ít, Dương Thủ Nghĩa không chỉ chuẩn bị tốt tại Xuân Dương mà ngay cả tại Giang Thanh hắn cũng đã sớm đưa ra đối sách. Vô luận là thị ủy bí thư hứa thường Đức hay thị trưởng Lê Quốc Chính, bọn họ đều đã đồng tình với cách xử lý của Dương Thủ Nghĩa. Nếu như muốn tiếp tục làm rõ chuyện này, chẳng khác này trở thành địch nhân của toàn bộ thượng tầng lãnh đạo Giang Thành. Trương Dương tuy rằng bước vào thể chế chưa lâu, thế nhưng tiểu tử này cũng cảm nhận được áp lực phía sau chuyện này. Hắn thấp giọng nói, việc này nếu làm lớn, sợ rằng sẽ có một nhóm người không may. Tần Thanh khẽ thở dài, hàng lông mày hơi trao lại, nhẹ giọng hỏi Trương Dương, người thấy thế nào? Ta không kiến nghị ngươi tiếp tục điều tra làn rõ nữa. Chuyện này tuy rằng nhiều điểm đáng ngờ, nhưng ta cảm giác nếu tiếp tục sẽ có nguy hiểm trương dương ngừng lại một chút rồi nói những người gặp nạn kia vì sao có thể biết được ngươi đó là vì có kẻ đứng sau xúi dục tần thanh lắc lắc đầu nói ta không sợ nhưng thanh âm của nàng lại có vẻ yếu ớt vô lực trương dương vừa khởi động xe vừa nói vô luận ngươi quyết định thế nào ta cũng sẽ ủng hộ ngươi nghe hắn nói vậy trong lòng tần thanh không khỏi cảm thấy ấm áp giả như không có trương dương nàng không tưởng tượng nổi mình hiện tại thành cái bộ dạng gì nữa Nàng ý thức lại được cảm giác của mình đối với tiểu tử này, lại lần nữa đề phòng với tiểu tử này, từ trước tới giờ chưa bao giờ đối với nam nhân nàng sinh ra một cái cảm giác như thế này, vừa ấm áp, vừa là điểm tựa nhưng là vừa đề phòng. Về vấn đề kia, tuy rằng là nàng không sợ, nhưng chẳng nhẽ lại trở thành địch nhân của toàn bộ lãnh đạo Giang Thành à? Mưa tựa hồ lớn hơn một chút, đường thì chật hẹp lại xấu, mưa to khiến cho đường trở lên lầy lội, Trương Dương phải giảm tốc độ xe xuống 30 km/h phía trước xuất hiện một chiếc xe tải trọng tải lớn y y chạy tới. Chiếc xe này cư nhiên chiếu đèn pha công suất lớn về phía xe Trương Dương đi chay ngược chiều khiến cho cả hắn và Tần Thanh không nhìn nổi về phía trước. Rồi chiếc xe tải đột nhiên tăng tốc lao rát nhanh về phía xe của Trương Dương. Tần Thanh hét lên một tiếng kinh hãi, Trương Dương phản ứng rất nhanh, hắn cấp tốc cài số lùi, đạp chân ga, chiếc ô tô nhanh chóng lùi về phía sau. Tay trái giữ tay lái, người lui về phía ghế sau, tay phải kéo Tần Thanh ôm chặt vào lòng rồi nhảy thật mảnh ra khỏi xe một cách khó có thể tin nổi. Tại khoảng khắc Trương Dương ôm Tần Thanh ra khỏi xe, chiếc xe tải trọng tải lớn kia đã đâm tới sát đầu ô tô của họ, tiếng kim loại va nhau mạnh tới chói tai. Chờ tới khi bọn họ đứng vững trên mặt đất thì phía sau lưng đã thấy quang hỏa cùng một tiếng nổ mạnh kinh hồn. Tần Thanh kinh hồn bạt vía, tới lúc này nàng vẫn không tin nổi mình đã thoát nạn, không hình dung nổi tiểu từ kia đến tột cùng thế nào lại có thể làm được như vậy. Chờ ta, trương dương nói với tần thanh rồi nhanh chóng chạy đuổi theo chiếc xe tải đang nhanh chóng bỏ chạy kia nhưng mới chạy vỉa bước thì hắn chợt nghĩ tới để tần thanh lưu lại đây một mình thực sự là không an toàn nên lại đành dừng bước tần thanh cắn cắn môi sắc mặt tái nhợt đứng tại đó vừa có vẻ bàng hoàng hoảng sợ liệu o vừa có vẻ bất lực mãi tới khi trương dương đi tới bên cạnh vỗ vỗ nhẹ vai nàng nàng rốt cuộc mới từ trong kinh sợ tỉnh táo lại ta không sao chiếc ô tô của hắn theo đà trôi về phía dốc vẫn đang hừng hực cháy. Trương Dương đúng nhìn theo, hình ảnh chiếc xe đang cháy in trong hai mắt hắn, lửa cháy to bao nhiêu thì lửa giận trong lòng hắn bùng lên còn lớn hơn gấp bội. Hắn có thể kết luận lần này khẳng định là mưu sát, có kẻ muốn lợi dụng tai nạn để dồn hắn cùng Tần Thanh vào chỗ chết. Nửa giờ sau Đỗ Vũ Phong cùng Khương Lượng mới phi xe chạy tới nơi xảy ra tai nạn. Trước tiên bọn họ hỏi gã cảnh sát giao thông tình hình cụ thể ra sao, một lúc sau mới tới chỗ Trương Dương cùng Tần Thanh đỗ phú phong cười khổ nói hai người có bị việc gì không ngươi thấy biển số xe kia chứ trương dương đột nhiên lại cả giận mắng căn bản là xe hắn không có cái biển nào mẹ nó chứ đừng để ta bắt được hắn không thì thằng nhãi con đó phải lên viện nằm vài tháng chơi xem ra hôm nay tâm tình trương dương không được tốt cho lắm mở mồm ra cái là nói những lời khó nghe khương lượng đứng một bên thở dài nói khu này thường có xe vận tải lớn chạy qua lại có chiếc thì không biển có chiếc thì biển lại bị bụi bẩn che đi ít nhiều, muốn tra ra cũng không dễ dàng cho lắm. Cũng may người cùng tần chủ tịch không bị thương, thôi thì coi như là trong cái rủi lại có cái may đi. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói, người đừng nói mấy lời vô ích đó nữa. Người tính làm sao thì làm đi, quả thực lần này Trương Dương giận thực sự, nếu như không phải để ý tới tần thanh thì nhất định hắn đã xông lên chặt thằng nhãi tài xế kia làm vài khúc rồi. Đột nhiên Khương Lượng lại nghiêm mặt thấp giọng nói, Trương Dương, người có cho rằng chuyện này là vô tình hay có người giáp tâm hãm hại hai người các ngươi trương dương cũng không trả lời chỉ trầm ngâm suy nghĩ lúc này tần thanh mới mở miệng trả lời chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi gã tài xế xe tải kia sợ bị bắt phạt nên mới bỏ chạy như vậy trương dương có phần kinh ngạc nhìn lại tần thanh chẳng hiểu tại sao nàng ta lại nói như vậy rất nhanh hắn liền hiểu ra chắc rằng nàng ta cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa hay là nàng ta sợ hãi điều gì nên mới cố gắng tránh né như vậy nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà giờ đây đã tái nhợt đi trương dương bỗng nhiên cảm thấy quyết định bỏ qua chuyện này của nàng ta chưa hẳn là tốt chỉ sợ rằng sau này còn nhiều nguy hiểm rình rập hơn chẳng biết đôi vai thon gầy kia của nàng ta còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây khương lượng lại thấp giọng nói để ta đưa các ngươi về trương dương gật đầu đồng ý nếu như tần chủ tịch đã không muốn truy cứu Hắn cũng chẳng có lý do gì phải dây dưa cái chuyện này nữa. Thực ra Trương Dương hay cả Khương Lượng cùng Đỗ Vũ Phong đều không biết, không phải vì vừa suýt chết tần thanh sợ hãi, trái lại, nàng ta lại càng muốn điều tra chân tướng sự việc này, bởi nhẽ đằng sau chuyện này sợ rằng còn có những âm mưu lớn hơn rất nhiều. Nhưng có một điều, đó là việc điều tra phải thật lặng lẽ cùng cẩn thận kín đáo. Lúc trở lại phòng của mình ở khách sạn Minh Châu, Tần Thanh suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định gọi điện báo lại cho hứa bí thư biết sự việc vừa rồi. Hứa thường đức nghe xong cũng thấy nao nao người. Hắn cứ ngỡ rằng sóng gió dưới xuân dương sắp bình ổn trở lại, thế nhưng hắn không ngờ sự tình lại phát triển tới mức này rồi. Trầm ngâm một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng nói, Tần Thanh, người đã gặp tổ công tác điều tra chưa? Ta vẫn chưa thấy bọn họ đâu cả. Vậy thì ngươi lập tức trở về Giang Thành, tất cả mọi chuyện đều dừng ở đây, người không được can dự vào bất kỳ việc gì ở Xuân Dương nữa. Thái độ quyết liệt của hứa bí thư làm Tần Thanh cảm thấy hơi sợ, nhưng nàng vẫn không cam lòng buông xuôi như vậy, nhỏ giọng nói, hứa bí thư. An nguy của cá nhân ta thì có xá gì, thế nhưng theo lời tên hỏa táng thi thể những người thợ mỏ kia nói, hắn rõ ràng đã hỏa táng 13 người công nhân, nhưng tại sao lại chỉ công bố có 3 người? Như vậy 10 người kia chẳng phải là chết oan uổng hay sao? Người nhà của bọn họ phải tính sao bây giờ? Chuyện này ta quả thực không thể bỏ qua được. Hứa Thường nước đột nhiên thấy thất vọng tràn trề, tinh thần công minh chính trực của Tần Thanh thì hắn không hề nghi ngờ, thế nhưng một cán bộ trẻ đầy năng lực như nàng ta, lại được hắn đích thân bồi dưỡng từng chút một cho tới ngày hôm nay, vậy mà đến thời khắc mấu chốt nhất, nàng ta lại để cho cái tinh thần trượng nghĩa kia lấn áp lý trí. Là một người cán bộ thì điều quan trọng nhất đó là phải có con mắt nhìn đại cục, phải nhận định các mặt lợi hại của sự việc tuyệt đối không được để tình cảm riêng tư làm mất đi sự tỉnh táo. Thân là cấp trên, hơn hết, Tần Thanh lại là người hắn kỳ vọng nhất nên hắn cũng phải tận tình khuyên giải nàng ta, hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu sự việc bị phanh phui trước dân chúng thì sẽ không chỉ liên lụy tới một vài người, chỉ sợ rằng xảy ra tình huống xấu nhất thì nguyên một bộ máy chính trị cấp huyện cũng bị trao đảo không ít. Hứa thường Đức vẫn giữ giọng điệu bình thản, không nhanh không chậm, chậm rãi khuyên nhủ Tần Thanh, Tần Thanh à, sự việc lần này thực sự không hề đơn giản chút nào, bởi thế việc này không nên điều tra tận cùng làm gì, lại càng không thể dễ dàng đưa ra được kết luận cuối cùng như hiện giờ. Người thấy đó, mỏ than bị dò dỉ khí ga nên gây nổ, làm chết hơn 10 mạng người, tương quan trách nhiệm lớn như vậy, vậy mà huyện cũng dám làm báo cáo giả sao? Người nghĩ rằng tỉnh, thành phố cùng đoàn kiểm tra không hề hay biết gì sao? Người tưởng rằng các cấp lãnh đạo không dám công khai mà lại lấp liếm che giấu sự việc lần này là vì lý do gì? quả thực là rất khó đưa ra quyết định mà. Và lại ngươi cũng là mới tới Xuân Dương nhậm chức, còn nhiều điều ngươi vẫn chưa nắm rõ được. Nếu cứ dựa vào phán đoán của bản thân mà đưa ra kết luận như vậy thì rất dễ dẫn tới sai lầm. Ta nhắc lại một lần nữa, chuyện này ngươi không nên biết nhiều nữa, tất cả mọi việc đều để tổ công tác điều tra đi, còn ngươi mau chóng trở về Giang Thành, cấp trên sẽ có quyết định điều ngươi về chỗ khác công tác. Nghe hứa bí thư nói xong, vẻ mặt tần thanh toát ra vẻ thất vọng cực độ. Hứa Thường Đức đã biểu hiện rõ thái độ của hắn, vụ việc lần này chắc chắn sẽ dừng ở đây. Nếu như muốn điều tra sâu hơn, thì phải được sự đồng ý của hứa bí thư, thế nhưng Tần Thanh cũng hiểu, đây là chuyện không có một phần nghìn khả năng. Lần đầu tiên gặp mặt, tổ công tác điều tra đã để lại ấn tượng cho Tần Thanh là sự uy áp cùng nghiêm túc đến đáng sợ. Nhưng nàng không nghĩ tới, Trương Dương cũng bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn, người đưa Trương Dương đi lại là Điền Bân. Từ trước tới giờ Trương Dương chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào với thằng nhãi Điền Bân này, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói, "Điền đội trưởng tìm ta có việc gì vậy?" Điền Bân nhìn quanh một chút phòng làm việc của Trương Dương ở sở thương mại, sau đó kéo chiếc ghế ở phía đối diện với bàn làm việc của Trương Dương ra, chậm rãi ngồi xuống. Nữ cảnh sát phụ trách ghi chép lời khai cũng ngồi xuống theo bên cạnh hắn. Trương Dương cũng cảm nhận thấy bầu không khí có chút lạ thường. Tự dưng thằng nhãi Điền Bân lại tìm tới cửa phải chăng là hắn muốn nói chuyện về vụ mình đánh nhau với bốn gã thanh niên nọ? Chẳng phải Điền Khánh Long đã đáp ứng mình chuyện này rồi sao? Với tính cách của hắn hẳn sẽ không lật lọng thất hứa chứ? Điền Bân đột nhiên thấp giọng nói, đêm qua lúc 11 giờ 30 người đang ở đâu? Trương Dương suy nghĩ một chút, lúc đó là hắn đã đưa Tần Thanh về khách sạn Minh Châu rồi. Vậy thì là hắn đang ở phòng riêng rồi, Trương Dương cũng thành thành thật thật trả lời như vậy. Điền Bân vẫn thong thả hỏi tiếp, có phải lúc 8 giờ đến 8 giờ 20 tối qua, là người ở nhà của Trịnh Hưng Vũ? Trương Dương nghe mà cũng ngẩn cả người, quả thực tối qua hắn cũng có ghé qua nhà Lão Trịnh, thế nhưng hắn cũng không biết Lão Trịnh tên thật là Trịnh Hưng Vũ, nhưng thực không ngờ ngay cả chuyện này Điền Bân cũng biết. Trương Dương liền gật đầu thừa nhận, phải, chuyện này Trương Dương cũng chẳng việc gì phải giấu giếm cả. Quả thực tối hôm qua lúc đang trên đường trở về thì xảy ra tai nạn, bọn họ bị một chiếc xe ô tô tải cố tình đâm phải. Chiếc xe Jeep của hắn cũng gần như tan tành hoa lá, tối đó cũng có cảnh sát tới tìm hắn lập hồ sơ chuyên án nữa. Điền Bân lại tiếp tục nói, vào khoảng 9 giờ tối qua có xảy ra một vụ tai nạn. Căn cứ theo hồ sơ vụ án ghi lại thì đó chỉ là một vụ va chạm xe thông thường. Khương Lượng cũng đã đưa các ngươi về lại khách sạn Minh Châu. Tuy rằng Điền Bân cũng không nói rõ tên của Tần Thanh, thế nhưng như vậy mọi người cũng thừa biết là hắn đã biết rõ chân tướng sự tình tối hôm qua, chỉ là cái nên nói thì nói, cái không nên nói thì không nói ra mà thôi. Trương Dương gật đầu đồng ý, sự việc quả đúng như lời Điền Bân vừa nói. Âm điệu giọng nói Điền Bân lại càng trở lên nghiêm nghị hơn, người nói từ 11 giờ người đều ở khách sạn, vậy có ai làm chứng cho người không? Trương Dương có chút khó hiểu nhìn Điền Bân nói, ta cũng chỉ là tắm rửa rồi ngủ một giấc ngon lành tới tận sáng lúc đó ta chỉ ở một mình, không có ai làm chứng cả. Nhưng ta cũng không hề ra ngoài, không tin người có thể đi hỏi lại nhân viên khách sạn. Lúc này Trương Dương cũng cảm thấy khó chịu cực độ cái thằng nhãi thối tha này rồi. Từ trước tới giờ Trương Dương đã không thấy vừa mắt, lần này lại còn tới kiếm chuyện nữa là sao? Đúng là trước khi tới đây Điền Bân cũng đã điều tra một chút mấy người nhân viên khách sạn, thế nhưng hắn là người biết rõ võ công của Trương Dương hơn ai hết. Nếu như thằng nhãi này muốn trốn ra ngoài, căn bản hắn cũng chẳng cần thiết phải đi bằng cửa chính, nếu như hắn muốn thì chắc chắn chẳng có lấy một người biết được là hắn đã rời khách sạn đi từ lúc nào. Hắn lạnh lùng nhìn Trương Dương nói, người nói không có ai làm chứng cho người phải không? Trương Dương cẩn thận suy nghĩ lại một chút, bỗng nhiên nhớ tới Tần Thanh, thực ra cả đêm qua hắn đều ở chỗ Tần Thanh, nhưng Dương cũng không muốn Tần Thanh lộ diện ra ngoài, gần đây nàng ta đã gấp khá nhiều rắc rối rồi, thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện. Trương Dương cũng đành lắc lắc đầu nói, quả thực tối qua ta chỉ ở một mình, cũng không có ai làm chứng cả. Thế nào, có chuyện gì sao? Sòng điện Điền Bân trở nên ngưng trọng hơn, vào khoảng 11 giờ tối qua, nhà của Trịnh Hưng Vũ xảy ra hỏa hoạn, hắn không may bị chết cháy rồi. Có người tố cáo, lúc trước khi xảy ra tai nạn, có thấy một đôi nam nữ tới nhà Trịnh Hưng Vũ. Hơn nữa người đó lại nhận ra hình dạng của ngươi. Mặt khác, hàng xóm xung quanh đó đều nghe thấy tiếng ngươi cùng Trịnh Hưng Vũ cái vã ẩm ý, sau đó người ta lại nghe thấy tiếng Trịnh Hưng Vũ kêu la thảm thiết. Bởi vậy bọn ta mới nghi ngờ chuyện này có liên quan tới ngươi. Tới tận lúc này Trương Dương mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Mẹ nó chứ, người như ta mà lại đi giết một gã trong lò thiêu sao? Hơn nữa Trương Đại quan nhân ta mà phải dùng cái thủ đoạn của bọn trẻ con đó sao? Trương Dương liếc mắt nhìn Điền Bân, cười lạnh nói, Điền Bân, người cứ nói rõ ràng ra đi có phải ngươi nghi ngờ ta giết người phóng hỏa đốt nhà điền bân nhìn trương dương nói trương dương ngươi ăn nói cho cẩn thận ta không phải nghi ngờ ngươi mà là có chứng cứ cụ thể ta thừa nhận chuyện đó cũng không ăn khớp với sự việc lắm ta cũng không làm cái việc vụ oan giáo họa người khác ta chỉ nhắc nhở ngươi một điều hiện giờ ngươi là tình nghi số một tốt nhất ngươi không nên rời khỏi đây thì hơn Trương Dương không kiềm chế được gầm lên, 11 giờ tối qua ngươi ở đâu? Sao ngươi không nghi ngờ chính ngươi đi? Ta có thể chứng minh được mình vô tội, còn ngươi thì sao? Ngươi có thể nói rõ vì sao ngươi lại tới tìm Trịnh Hưng Vũ không? Động cơ mục đích của ngươi là gì? Giọng nói của Điền Bân cũng dần dần lớn hơn, hắn cũng không áp chế được tâm tình kích động nữa. Trương Dương cười lạnh nói, tưởng có thể hất bát nước bẩn lên người ta sao? Được lắm, Ta muốn xem xem cái xã hội này có còn công lý, còn luật pháp nữa hay không. Tần Thanh sau khi kết thúc công việc với tổ điều tra xong là cũng bị bên phái cảnh sát hỏi han một số chuyện. Nghe được tin Trịnh Hương Vũ bị chết cháy, cõi lòng Tần Thanh như rơi vào vực sâu không đáy. Nàng biết, chắc chắn luôn có người theo dõi từng động thái của nàng với Trương Dương, chỉ cần bọn chúng nhận ra được bất kỳ mầm mống tai họa nào là đều thẳng tay loại bỏ. Lòng tin vào chính nghĩa của Tần Thanh vẫn vững vàng như trước. Thế nhưng thực tế lại luôn khó khăn hiểm nguy. Nhân chứng duy nhất của vụ việc giờ lại bị hại chết, đầu mối duy nhất đã không còn, thực sự nàng cũng không biết nên bắt đầu lại từ đâu nữa. Chỉ là việc Trịnh Hưng Vũ bị hại chết cũng không liên quan tới Tần Thanh. Bởi nhẽ tối qua lúc 11 giờ 15 nàng ta có gọi phục vụ khách sạn, hơn nữa điện thoại khách sạn chắc chắn vẫn còn lưu lại thời gian nàng gọi điện thông báo tình hình cho hứa bí thư biết. Có chứng cứ ngoại phạm như vậy, Tần Thanh cũng không lo lắng nhiều lúc trả lời câu hỏi của cảnh sát tần thanh lại nhớ tới trương dương có lẽ nào hắn vì chuyện này mà gặp rắc rối gì chăng hiển nhiên đáp án là có ánh mắt điền bân có chút thông cảm nhìn tần thanh dù sao hắn cũng từng vài lần gặp qua vị nữ bí thư đoàn thị ủy xinh đẹp này như bao người khác hắn cũng phải sinh lòng ngưỡng mộ cùng ao ước ngưỡng một chính là nàng ta chỉ là một nữ nhân tuổi đời còn trẻ như vậy mà có thể một bước lên mây còn khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình cao giáo nóng bỏng như vậy thì bất cứ gã nam nhân chính hiệu nào gặp nàng ta thì đều phải sinh lòng tà ác. Qua tần thanh, Điền Bân cũng nhận ra sự khốc liệt, lãnh huyết vô tình của chốn quan trường. Chỉ mới vài ngày mà nàng ta từ thiên đường sáng chói rơi thẳng xuống địa ngục vạn kiếp bất phục. Lúc này hắn mới nhớ lại những lời cha hắn thường nói, làm chính trị là một nghề có tính phiêu lưu mạo hiểm nhất. Bất kể là ngươi ở vị trí cao đến đâu, chỉ cần một phút sơ ý xảy chân là ngươi sẽ mất tất cả. Theo như những tình hình sơ bộ trước mắt, thì Tần Thanh mới nhậm chức không lâu mà đã gặp nhiều chuyện rắc rối như vậy, hẳn là đã có người sắp đặt từ trước. Sợ rằng cái chức chủ tịch huyện này nàng cũng không giữ được lâu nữa, còn cái danh phận bí thư đoàn thị ủy thành phố kia thì không biết thế nào. Tuy rằng ngộ tính của Điền Bân ở phương diện chính trị không cao cho lắm, thế nhưng dựa vào trực giác của một cảnh sát hình sự lâu năm, hắn cũng nhận ra, sở dĩ nàng ta bị cái cảnh như ngày hôm nay, cũng là do nàng ta mù quáng đi điều tra chân tướng vụ tai nạn ở mỏ than các cấp lãnh đạo đã tận lực ém nhẹm chuyện này đi, cuối cùng cũng chỉ có ba gã thợ mỏ hy sinh vì tổ quốc. Hôm đó Điền Bân cũng có mặt ở hiện trường, hắn cũng thấy ở đó có hơn 10 gia đình có người thân gặp nạn, vậy mà cuối cùng chỉ công bố có ba người chết. Không cần nói cũng biết vì sao sự việc lại trở nên nhẹ nhàng như vậy. Còn về chuyện của Trịnh Hưng Vũ, tuy rằng Điền Bân cũng không mấy thiện cảm với thằng nhãi Trương Dương kia, thế nhưng đứng trên phương diện là một cảnh sát, Hắn cũng biết Trương Dương không phải là hung thủ giết người phóng hỏa đốt nhà, mà đằng sau chuyện này còn có những điểm đáng nghi khác. Dù sao Trương Dương cũng chẳng có động cơ gì để giết Trịnh Hưng Vũ cả. Mà Trịnh Hưng Vũ vừa vặn lại là gã đốt lò hỏa thiêu phụ trách việc hỏa táng hơn 10 người thợ mỏ bị tai nạn. Hắn bị giết chắc hẳn cũng không ngoài nguyên nhân có người giết người bịt đầu mối. Hắn chết rồi thì cũng chẳng còn chứng cứ xác thực số người chết do vụ nổ mỏ than gây ra chỉ trách thằng nhãi trương dương kia đen đuổi lại bị dính vào vụ này. Lúc này Tần Thanh cũng vì lo lắng cho Trương Dương mà gặng hỏi, Điền Bân, người có thể nói cho ta biết tình hình hiện tại của Trương Dương ra sao không? Điền Bân do dự một chút rồi nói, Trương Dương là tình nghi số một của vụ án giết người phóng hỏa đốt nhà này. Hiện giờ bọn ta cũng phải tiến hành tạm giam hắn để điều tra thêm. Hắn không có làm chuyện đó. Điền Bân cười khổ nói, Tần Bí Thư, hẳn người cũng hiểu, Cảnh sát bọn ta làm việc đều dựa trên chứng cứ xác thực. Từ các loại dấu hiệu cho thấy, Trương Dương là nghi can của vụ án này. Hắn nói lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 tối qua hắn ở trong phòng một mình, chuyện này cũng không có ai làm chứng cho hắn được. Điền Bân quay lại đánh mắt ra hiệu cho nữ cảnh sát thư ký kia, ý bảo chuẩn bị rời đi. Tần Thanh cắn cắn môi dưới, suy nghĩ một chút rồi mới đưa ra quyết định, là hắn nói dối. Điền Bân cũng dừng like, quay lại nhìn Tần Thanh. Chuyện xác, giọng điệu tần thanh chậm rãi nhưng cực kỳ chắc chắn kiên định, nàng nói từ lúc 11 giờ tối qua là hắn ở trong phòng của ta, mãi tối tận 2 tiếng sau hắn mới rời đi. Điền bân giật mình sửng sốt, cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoát ở chung phòng lâu như vậy, chỉ nghe thôi người ta đã có thể nghĩ ra được đủ thứ linh tinh. Điền bân vẫn tưởng rằng nàng ta nói dối để bao che cho Trương Dương, thế nhưng thấy điệu bộ ngượng ngùng cùng ánh mắt đầy vẻ xấu hổ của tần thanh, tuy hắn không cam lòng nhưng vẫn phải thừa nhận. Điền Bân chỉ nhỏ giọng nhắc nhở một câu, "Tần bí thư, người biết hậu quả những lời vừa rồi chứ?" Tần Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ kiên định nhìn Điền Bân, nàng gióng giạc nói, "Ta biết. Là hắn sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của ta nên mới nói như vậy, nhưng ta lại không thể không nói ra được." Vị nữ cảnh sát phụ trách ghi chép lời khai đứng một bên nghe mà cũng ngạc nhiên tới ngây người, thiếu chút nữa đánh rơi cả tập hồ sơ trong tay. Điền Bân ho khan hai tiếng rồi nói, "Nhớ kỹ, phải ghi lại đúng từng câu từng chữ Tần Bí Thư vừa nói. Hắn cũng biết, những lời vừa rồi nếu để lộ ra ngoài, khẳng định chẳng khác gì tiếng xét giữa thành phố Giang Thành. chương 65, Một tay che trời. Thực sự như vậy, Bí Thư Thị ủy Giang Thanh hứa thường đứt tay cầm chén trà cô khỏi run rẩy một chút, một ít nước nóng từ chén trà văng ra tay hắn nóng ran. Thư ký Thị ủy Bí Thư Trường Lưu Kính gật đầu nói, Tần Thanh đã thừa nhận, tối qua nàng cùng Trương Dương ở một chỗ, Hứa thường đức chậm rãi đem chén trà đặt lên bàn, lặng lẽ đứng lên đi ra đứng cạnh cửa sổ, chỗ ngồi bàn làm việc của bí thư thành ủy là được một thầy phong thủy cao tay chọn cho, theo như lời hắn nói thì vị trí này là vị trí có thể đứng trên đỉnh Giang Thành, giống cả Giang Thành xuống dưới chân, đây là vị trí của vương giả, chỉ cần ngồi ở đây một ngày, cũng không có kẻ nào có thể lay động đến vị trí của hắn. Tần Thanh là cán bộ một tay hắn để bạt lên, không đơn giản chỉ bơi năng lực công tác của nàng, mà còn bởi nàng là chiêu bài để hắn tạo một áp lực lên thị trường lê quốc chính còn ở giang thanh một ngày thì hắn sẽ còn khiến cho lê quốc chính không được yên ổn một ngày mặc dù tần thanh mới tới xuân dương huyện đã gặp một vấn đề khó khăn như vậy rõ ràng việc này không phải là lỗi của nàng nhưng nàng vẫn phải gánh chịu trách nhiệm điều này chỉ có thể trách là vận khí của nàng quá không may nhưng chuyện tần thanh cùng trương dương như vậy đối với tiền đồ một nữ cán bộ hiển nhiên là cực kỳ bất lợi Trường Lưu Kính thấp giọng nói, hơn nữa lúc trước nàng tới Xuân Dương, nàng và Trương Dương Thủy Trung đều ở tại Minh Châu khách sạn, ngoài mặt là ở hai phòng cạnh nhau, còn Trường Lưu Kính chỉ nói tới đây rồi dừng lại, dù sao tường đổ hẳn là do có người khác đẩy, hắn cũng chẳng cần mất thêm chút sức làm gì. Hứa thường nước trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, ấu trĩ. Vì một tiểu nhân vật mà lại có thể mạo hiểm cả tiền đồ của bản thân. Hắn trở lại bàn làm việc nhấc điện thoại lên, vừa mới bấm được hai số nghỉ thế nào lại cúp máy xuống hướng trường lưu kính nói tạm dừng công việc của nàng ta cho nàng nghỉ dài hạn đi trường lưu kính gật đầu thực sự mà nói điều hứa thường đức quan tâm nhất không phải là tần thanh xảy ra cái gì mà là thị trưởng lê quốc chính nhìn lại thì sẽ như thế nào nếu hắn mà là lê quốc chính khi biết chuyện này sẽ không khỏi cười chết mất chẳng phải hứa bí thư người bước người tốt lắm sao chẳng phải người để bà tần thanh lên là để đấu với ta sao Giờ thì thế nào, chính chân người đá vào tảng đá mình đặt ra. Kỳ thực không đơn giản là Lê Quốc Chính chỉ có nghĩ không như vậy, các cán bộ Giang Thành khác cũng len lén cười thầm hứa bí thư, trong mắt rất nhiều người, vị đoàn thị ủy bí thư kia là một tay hắn để bạt có nhiều quan hệ tới cả nhan sắc của nàng. Vô luận trí tuệ và năng lực của nàng có tới như thế nào, nhưng khi đặt cạnh dung mạo suất chúng ấy, người khác tự nhiên sẽ là coi nhẹ trí tuệ của nàng. Tần Thanh cả ngày đều ở tại khách sạn Minh Châu, Thân là đoàn thị ủy bí thư, nàng đương nhiên biết hậu quả của lời mình nói ra. Lúc hoàng hôn, cửa phòng vang lên tiếng gõ, thanh âm trầm ấm của Trương Dương vang lên, "Tần Thanh, là ta, Trương Dương." Tần Thanh mở cửa phòng, một ngày một đêm nay thôi mà nàng tiểu tụy đi rất nhiều, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tần Thanh, Trương Dương thở dài, thấp giọng nói, "Ngươi cần gì phải làm như vậy?" Tần Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, "Nếu ta đã đứng ra chịu trách nhiệm thì cũng chẳng quan tâm tới hậu quả." nột tâm trương dương nhẹ nhàng cảm động, hắn nhẹ giọng nói ta đưa ngươi đi ăn nhé. Tần thanh lắc đầu nói ta không muốn ra ngoài cùng ngươi, ta không muốn nghe người khác nói nọ nói kia. Cái gì rồi thì cũng đã rồi, cần gì phải quan tâm đến lời nói thiên hạ. Trương Dương vừa nói vừa cầm lấy tay Tần Thanh, ta sẽ không phải để ngươi tự đầy đọa bản thân mình thế đâu. Ngươi cứ yên tâm đi, tất cả đã qua. Tần Thanh nhìn ánh mắt nóng rực của Trương Dương, từ đó tìm được một niềm tin mạnh mẽ, niềm tin ấy khiến cho nàng cảm thấy ấm áp làm cho nàng có một cảm giác tin tưởng rốt cuộc nàng cũng gật đầu lúc ăn cái di động của trương dương cũng vang tiếng chuông tất cả mọi người đều biết trương dương đang dính vào phiền phức cho nên chẳng có ai chủ động tìm hắn trương dương nhìn dãy số một chút thì ra là sở yên nhiên gọi tới hắn đứng lên đi ra cửa nghe máy sở yên nhiên khanh khách cười nói trương dương ta đã trở về có ngạc nhiên không Tâm trạng gần đây của Trương Dương vô pháp dùng hai chữ kinh hỉ để hình dung, rất phiền muộn, rất ức chế, từ lúc tới thời này chưa bao giờ hắn bị như vậy. Hắn thấp giọng trả lời. Sở Yên Nhiên cảm thấy ngay được hắn có vẻ gì không đúng, liền hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì thế? Một điểm hoan nghênh cũng không có, định làm tổn thương ta phải không? Trương Dương cười khổ nói, nhà đầu, ta gần đây hơi nhiều chuyện phiền lòng. Có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói chuyện sau ngươi nói cái gì thế ta đang từ kinh sơn tới hắc sơn từ đây nhớ tới bóng dáng xinh đẹp của sở yên nhiên trong lòng trương dương không khỏi cảm thấy ấm áp đồng thời không khỏi cảm thấy áy náy mình không nên đem chuyện công tác vào cuộc sống mới phải chứ hắn nhẹ giọng nói ta đang ở tại xuân dương nếu tới ngươi tới khách sạn minh châu tìm ta tốt trương dương phát sinh chuyện gì cũng đừng giấu trong lòng đã có ta đây một câu nói chân thành của sở yên nhiên khiến cho trong lòng hắn cảm thấy ấm áp hắn bỗng nhiên ý thức được nữ nhân quan tâm tới hắn nhất chính là nàng chỉ có nàng đối với hắn là luôn quan tâm mà không mảy may quan tâm tới những việc khác cúp điện thoại xong trở lại vào trong nhà hàng thấy tàn thanh vẫn chưa động gì tới bát đúa trương dương đưa cho nàng chén canh mỉm cười nói thanh tỷ ăn nhiều một ít ta tin tưởng trong thiên hạ không có chuyện gì là dễ dàng suôn sẻ cả nhưng dù có khó khăn cũng chỉ là trước mặt thôi tần thanh nhẹ giọng thờ dài một hơi ta đang suy nghĩ không phải là quan chức của mình mà là ta đang suy nghĩ trên đời này rút cuộc có tồn tại công lý với nhân tâm hay không đã chết nhiều người như vậy nhưng những người lãnh đạo lại vì lợi ích cá nhân của mình mà che giấu sự thật không biết bọn họ có nghĩ tới những người đã khuất ở dưới suối vàng thế nào có thể nhắm được mắt bọn họ có nghĩ tới những thân nhân kia đợi chờ mòn mỏi trong thống khổ tần thanh lặng lẽ không nói gì nàng đoán được những thân nhân kia sở dĩ có thể bảo trì trầm mặc, khẳng định là nhận được tiền bồi thường rất lớn. Người chết đã chết, nhưng cho dù chuyện này có làm lớn thì thân nhân của bọn họ cũng không thể sống lại, một khi nghĩ thông suốt chuyện này, cộng thêm khoản tiền bồi thường lớn kia, sẽ không khó khăn để họ im lặng. Tần Thanh cảm thấy một cảm giác thất bại trước giờ chưa từng có, chuyện này từ khi bắt đầu tới khi đạt thành thỏa thuận, tất cả đều vì lợi ích của bản thân mình, cái gì là công lý, cái gì là chính nghĩa, tất cả đều vứt bỏ sang một bên. Tần Thanh nhớ tới lời giáo huấn của hứa thường đức trước kia, trên quan trường phải chống các thế lực xấu, bằng vào bản thân mình bảo vệ lẽ phải, nhưng xem chừng chỉ là người si nói mộng mà thôi. Theo lời khuyên của Trương Dương, Tần Thanh ăn một bát nhỏ, sự tình nếu đã phát triển tới mức bung bét ra như thế này thì cũng chả cần phải lo lắng nhiều làm gì nữa. Bây giờ chỉ cần làm tốt chức vụ của mình, về phần cuối thế nào không phải là trong phạm vi nàng kiểm soát nữa. Sở yên nhiên một giờ sau đã tới khách sạn Minh Châu, Trương Dương cũng vừa mới về tắm rửa xong, cư nhiên mặc một cái quần xịp, trên cổ vắt một cái khăn. Sở Yên Nhiên thấy bộ dạng của hắn không khỏi đỏ mặt lên nói: Phong độ quá nhỉ? Một thời gian không gặp mà trông phong quang quá đó. Vẻ mặt Trương Dương đầy ủy khuất, cái gì mà phong quang? Ta thấy người muốn nhìn thì có, nhìn đủ chưa? Sở Yên Nhiên lúc này mới lưu ý đến những vết thương trên người Trương Dương, lập tức hết vẻ ngượng ngùng, xảy ra chuyện gì vậy? Thế nào trên người lại nhiều vết thương thế? Ai đánh ngươi hà? Trương Dương mời nàng vào phòng, đang muốn mặc quần áo thì sở yên nhiên lấy từ trong cái túi ra một cái áo sơ mi kẻ sọc xanh, mặc cái này đi, ta mua từ thâm quyến đó. Trương Dương không có khách khí đối với nàng, lập tức cầm áo mặc vào, đồng thời lúc đó sở yên nhiên ném tiếp cho hắn một cái quần âu màu xám. Trương Dương vừa mặc quần áo với cười nói, người đối tốt với ta như vập, không bằng theo đuổi ta đi. Sở yên nhiên chừng mắt liếc hắn nói, cái dạng dế chuỗi như ngươi, Bản tiểu thư là thương hại ngươi a. À. Ngoài miệng nói khó nghe như vậy, nhưng là trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu. Trương Dương cười nói, ta tuy rằng dế chú nhưng ngươi cũng chẳng khá hơn là bao a, à, người tám lạng kẻ nửa cân mà thôi. Có lẽ là nên câu thông một chút đi thôi. Biến ngay. Trương Dương tươi cười nói, đi ăn không? Sở Yên Nhiên lắc đầu, không ăn, dạo này béo quá, đang muốn giảm béo đây. Trương Dương đi tới sát nàng, chăm chú quan sát từ đầu tới chân một chút, cười nói, đâu có thấy người béo đâu. Bằng không để ta kiếm tra một cái xem nào. Hắn giang hai tay ra làm ra vẻ ôm nàng vào lòng, sở yên nhiên cười khanh khách đẩy hắn ra, biến ngay đi. Đại sắc lang. Biết rõ ta là đại sắc lang, sao ngươi còn ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây hiến thân? Hiến thân cái đầu ngươi, ta tới đây là để giám sát một phần tử nguy hiểm, đỡ để cho ngươi nhiễu loạn trị an xã hội, làm hại con gái nhà lành cửa phòng bỗng nhiên có tiếng gõ nhẹ, cư nhiên là Tần Thanh gọi cửa, nàng cũng không ngờ trong phòng Trương Dương lại còn có một cô gái, có chút áy náy cười nói, nguyên lai là người có bạn, thật xin lỗi, ta sẽ không làm phiền. Trương Dương cười nói, Thanh tỷ, vào ngồi đi, nàng cũng không phải ngươi ngoài. Để ta giới thiệu các người cho nhau. Tần Thanh cùng sở yên nhiên đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương. Tần Thanh thì vẻ ngoài vẫn biểu hiện ra bình tĩnh như không có gì, thế nhưng sở yên nhiên trong lòng lại có chút dị dạng, tần thanh vô luận là về dung mạo hay khí chất đều là thượng giai, điều này khiến cho nàng không khỏi sinh ra một cảm giác nguy cơ khó hiểu. Nghe xong Trương Dương giới thiệu, tần thanh chủ động vươn tay bắt chuyện với sở yên nhiên, chào. Ta là tần thanh, ta là sở yên nhiên, sở yên nhiên lịch sử bắt tay tần thanh, nhẹ giọng nói tần tiểu thư thật xinh đẹp. Tần thanh mỉm cười, sở tiểu thư khách khí quá rồi người mới thật xứng ép đáng với hai chữ xinh đẹp, nàng ý thức được không phải lúc quấy giày Trương Dương, liền nhẹ giọng nói, Trương Dương, ta chỉ muốn thông báo cho người biết ngày mai ta sẽ về gian Thành, sáng sớm mai khởi hành. Trương Dương gật đầu, để ta đưa người đi. Tần Thanh lắc đầu, không cần, ta đi cùng tổ điều tra. Tần Thanh đi rồi, sở yên nhiên lập tức nhéo lỗ tai Trương Dương, tiểu tử thối này, ta biết ngay ngươi mà, không chịu bắt điện thoại như thế, thì ra là bên cạnh có một đại mỹ nữ rồi. Trương Dương cười khổ cầu xin tha thứ, người có lầm không a? À? Ngoài ta là chủ tịch huyện Xuân Dương đó, là lãnh đạo của ta, ta chỉ là trợ thủ thôi. Sở Yên Nhiên buông tay hắn ra, có chút bực mình không lý giải được vỗ đầu hắn một cái. Chủ tịch huyện thì sao? Chủ tịch huyện cũng là một mỹ nhân đó. Trương Dương nhìn bộ dạng tức giận của Sở Yên Nhiên không khỏi nở nụ cười. Ta hỏi nha đầu nhà ngươi tức giận cái gì thế? Ngươi không phải người yêu cũng chẳng phải lão bà của ta. Sao lại quản mấy chuyện này của ta chứ? Sở Yên Nhiên không thèm suy nghĩ nói luôn, ta lo là lo ngươi hại người ta thôi, đồng chí Trương Dương, thân là một đảng viên, là một cán bộ nhà nước, ngươi cần phải thu hồi lại cái bộ mặt sắc lang của ngươi lại. Chiếu theo lời ngươi nói, như vậy thì ta tự cung luôn cho nó xong, như vậy là xong hết mọi chuyện, đỡ phải ra ngoài thành Họa Thân. Sở Yên Nhiên ra vẻ trầm tư suy nghĩ, đó cũng là một biện pháp tốt. Ta nói tiểu nha đầu Sở Yên Nhiên ngươi, thân thể ta mỗi bộ phận không phải thuộc về một người nào đó, mà thuộc về đảng, thuộc về quốc gia. Ta muốn dùng thân thể hữu hạn của mình để vì dân chúng mà phục vụ, tận dụng thân thể này để tạo ra của cải, tiền tài cho xã hội. Sở yên nhiên trợn mắt nhìn Trương Dương rồi khanh khách cười một hồi, rồi quy kết một câu, người thật là không biết xấu hổ. Trương đại quan nhân trước giờ không phải là một kẻ biết chấp nhận thất bại, hiện thực cục diện mặc dù đã rõ ràng tất cả khả năng đều đã bị đối thủ ở sau màn chặt đứt, thế nhưng Trương Dương biết, vẫn còn có một cơ hội. Lúc 10 giờ tối, Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên lái xe tới Bệnh viện Nhân dân huyện, hắn chưa ước đó đã hỏi thăm rất rõ ràng, ngày đó tại hiện trường bị tai nạn mỏ than, cả bốn người bị hắn đả thương đều đang nằm tại khoa chỉnh hình. Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên đi tới phòng bệnh khoa chỉnh hình, có Sở Yên Nhiên yểm trợ, thừa dịp không ai để ý, hắn lẻn tới phòng thuốc lấy một bộ áo bác sĩ sở yên nhiên đứng ngoài có vẻ không yên tâm, nhưng thấy tiểu tử kia mặc đàng hoàng một bộ đỏ bác sĩ, nghênh ngang đi ra lúc này mới thấy yên tâm được một chút. Thực sự mà nói trong tiểu tử này mặc bộ ái bác sĩ cũng rất ra dáng. Trương Dương đẻ ý thấy một tên cảnh sát đang đúng hút thuốc ngoài cửa phòng, quay sang nói với sở yên nhiên, người thu hút sự chú ý của hắn dùng cho ta. Làm sao để dụ hắn đi được? Đột nhiên Trương Dương nở một nụ cười đầy tả ác, rồi ánh mắt hắn chuyển dần xuống bộ ngực căng tròn của Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên sợ hãi vội vàng vòng tay che trước ngực, giọng điệu đầy oán hận nói là Mỹ nhân kế sao. Người tự đi mà làm đi, ta mặc kệ người đó. Trương Dương cười khổ nói, đến bây giờ ta mới hiểu tại sao người ta thường nói, vòng một của con gái thường tỷ lệ nghịch với chỉ số thông minh của họ, xem ra quả đúng là như thế thật. Người thử nghĩ xem, nếu như không dùng Mỹ nhân kế, người còn phương án nào hay hơn hay không? sở yên nhiên chu mỏ lên giọng nói đầy bất mãn nói có mà đàn ông con trai các ngươi đều là sắc lang là lưu manh thì có trương dương thấp giọng cười nói đàn ông mà không lưu manh thì chắc chắn là hắn không bình thường ta bình thường ta lưu manh ta lưu manh ta kiêu ngạo sở yên nhiên cũng chẳng biết nên nói gì để thằng nhãi này thủng ra nữa đành lắc lắc đầu nói ta thực không biết trên đời còn có kẻ nào lưu manh vô lại mặt dày không biết xấu hổ như ngươi không nữa Tuy miệng nói vậy nhưng nàng cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, ưỡn cao ngực hơn rồi chậm rãi đi tới chỗ gã cảnh sát trong cửa kia. Lúc đi gần tới hắn, sở yên nhiên liền làm bộ dạng sợ hãi cùng lo lắng tột đột, giọng nàng hơi run run nói, đồng chí cảnh sát, người có thể giúp ta một chút được không? Thấy một tiểu mỹ nữ xinh đẹp ngon lành đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, hai mắt gã cảnh sát kia nhất thời sáng rực lên. Bất kể là gã đàn ông nào có chút khí phách nam nhân, nếu thấy bộ dạng ướt át run sợ kia của sở yên nhiên thì đều nóng máu lên ngay. Huống chi gã kia lại là cảnh sát, bảo vệ người dân, bảo vệ gái đẹp là chức vụ của hắn. Gã cảnh sát nó nghe thấy vậy liền vỗ vỗ ngực gióng giặc nói, đừng lo, rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói đi. Có người theo dõi ta, ta sợ, ngón tay thon nhỏ trắng múp của sở yên nhiên chỉ chỉ xuống lầu. Được, dẫn ta đi. Lúc hai người bọn họ đi ngang qua Trương Dương. Sở yên nhiên đắc ý vênh mặt liếc nhìn Trương Dương. Bản cô nương đây đã nói là làm được. Trương đại quan nhân cũng chỉ còn biết lắc đầu cảm thán, quả thực hồng nào chẳng có gai, hoa càng đẹp càng khó hái. Trương Dương cũng không suy nghĩ nhiều nữa liền nhanh chóng lẻn vào phòng bệnh. Trong phòng chính là gã tối đó ở mỏ than trà trộn vào đám người nhà có người thân bị tai nạn, lợi dụng lúc hỗn loạn ra tay ám hại Trương Dương, tên hắn là Hàn Trí Cương. Lúc vào phòng bệnh, Trương Dương thấy hắn vẫn còn đang ngủ liền lặng lẽ tiến đến đầu giường, một tay túm chặt cổ áo hắn tay kia bà tai hắn một cái thật mạnh. Hàn Chí Cương đang ngủ ngon đột nhiên bị người khác bà tai liền giật mình tỉnh dậy. Đang định kêu cứu thì bị Trương Dương một tay tóm chặt miệng, một lời cũng không thốt ra được. Trương Dương một tay che miệng hắn, một tay cầm con dao nhỏ kề vào yết hầu hắn, lạnh lùng nói, sao? Đã nhận ra ta là ai chưa? Hàn Chí Cương trợn to mắt nhìn Trương Dương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng ngạc nhiên không tin vào mắt mình hắn vội vã gật gật đầu liên liệ hắn sao có thể quên được một người dễ dàng bẻ gãy cả hai chân hắn như gã ác ma trương dương kia trương dương cười lạnh nói tiếp ta cho ngươi một cơ hội mau nói ra kẻ chủ mưu sai ngươi đánh lén ta ta sẽ nắn lại xương cho ngươi còn không vừa nói trương dương vừa động thủ mũi dao chậm chậm đâm vào ngực hàn trí cương hàn chí cương rõ ràng cảm nhận thấy đầu mũi dao đang chậm rãi tiến sâu vào trong da thịt hắn hắn sợ hãi mồ hôi lạnh toát ra như tắm trương dương vẫn không ngừng tay cười cười nói có nói hay không hàn chí cương miệng kêu ư ứ cùng gật gật đầu lia lịa hắn thực sự không thể ngờ được một gã cán bộ nhà nước tuổi còn trẻ mà sao lại có thể ra tay tàn độc lại mưu mô thủ đoạn đến vậy cái tràn cảnh hai chân hắn bị trương dương bẻ gãy chỉ sợ rằng sẽ ám ảnh hắn tới cuối đời hắn dám chắc trương dương là một người không từ thủ đoạn nếu như chọc giận thằng nhãi này dám chắc hắn xuống tay giết mình không chừng trương dương thả tay buông miệng hắn ra dương trí cương vừa thở hổn hển vừa vội vàng nói dương thủ thành là dương thủ thành sai ta làm trương dương nhíu nhíu mày nói dương thủ thành đang ở đâu hàn trí cương suy nghĩ một chút rồi nói ta chỉ biết hắn có một tình nhân ở tiểu khu đông thái bình thường đa số thời gian là hắn đều ở đó anh trai hắn là bí thư huyện Ủy Dương Thủ Nghĩa. Trương Dương nghe xong cũng lập tức hiểu ra được những sự tình bí ẩn trước đây. Lúc này những điểm nghi ngờ bấy lâu nay dần dần được hé mở. Hành động điều tra nguyên nhân của vụ nổ mỏ than đã bứt dây động rừng, chắc chắn rằng bọn họ đã làm những việc không nên làm, động tới lợi ích của các cấp lãnh đạo cấp trên, bởi vậy tần thanh mới rơi vào tình cảnh hiện giờ. Thực ra Trương Đại Quan Nhân cũng chẳng phải là người có tinh thần trượng nghĩa vì việc công bất chấp tình thâm như vậy nếu như không phải vì tần thanh trương dương cũng chẳng cần phải nhọc công đi tìm hiểu với điều tra làm gì cho mệt người hơn nữa tất cả người nhà của nạn nhân đều lặng im không nói vậy thì việc gì phải bới móc ra nữa điều làm trương dương thấy không hài lòng nhất là cái đám lãnh đạo kia đã có thể khống chế được sự việc tới mức thấp nhất như hiện nay rồi vậy mà vẫn còn bắt tần thanh phải đứng mũi chịu xào nhận trách nhiệm về phía mình nàng ta cũng chỉ là nhận cái chức chủ tịch huyện này được một ngày chứ mấy làm vậy phải chăng là có quá đáng quá không? Lại nhớ tới lúc nàng ta dũng cảm không màng tới danh dự bản thân đứng ra chứng minh mình vô tội trong vụ lưu chính nghĩa bị giết hại, chuyện này làm Trương Dương cảm động mãi không thôi. Đối với một người phụ nữ mà nói, danh tiết còn quan trọng hơn tính mạng rất nhiều, hơn nữa nàng ta lại là quả phụ, danh tiết lại càng quan trọng hơn. Trương đại quan nhân không phải là người thích nợ tình cảm người khác, lại càng không thích nợ ân tình của phụ nữ. Lúc rời khỏi khoa chỉnh hình, Trương Dương thấy thằng nhãi cảnh sát kia đang đứng đối diện với sở yên nhiên, vừa cười cái kiểu đều giả vừa nói, tiểu thư, người tên gì vậy? Làm sao để liên lạc được vậy? Trương Dương cởi cái áo bác sĩ ra, tiện tay ném vào một góc rồi tiến tới, vòng tay ôm eo sở yên nhiên làm điệu bộ hung dữ nói, người tính làm gì vậy? Định câu dẫn bạn gái ta sao? Gã cảnh sát nó cũng không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một tên trình rào kim, đành gượng cười nói, người hiểu lầm rồi. Ta không có, Sở yên nhiên hung hăng chừng mắt nhìn Trương Dương, mặc hắn ôm eo đi tận ra ngoài cửa bệnh viện, lúc khuất tầm mắt gã cả cảnh sát kia mới vội vàng dẫy ra khỏi vòng tay hắn, giọng điệu hơn dỗi mắng, lưu manh, vô sỉ. Ai là bạn gái của ngươi, ngươi là đồ tiểu nhân, nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Trương Dương vẫn làm cái bộ dạng như không biết gì, cười cười nói chẳng phải ngươi vẫn nói là muốn bù đắp cho ta sao. Ta liền cho ngươi cơ hội đó thôi. Không thèm hai người cười đùa nói chuyện tới tận lúc ra xe ô tô của sở yên nhiên. Trương Dương suy nghĩ một chút rồi nói, tới tiểu khu Đông Thái. Dương Thủ Thành có hẳn hai ngôi nhà ở tiểu khu Đông Thái, hai nhà nằm cạnh nhau số 301 và 302. Vừa hay tối nay hắn cùng tình nhân ngủ lại chỗ này. Trương Dương ngửa đầu nhìn bao quát ngôi nhà một lúc rồi quay sang thấp giọng nói với sở yên nhiên, người ở bên ngoài chờ ta, ta vào một chút rồi sẽ quay trở lại ta cũng vào, sở yên nhiên cũng là một người thích mấy chuyện phiêu lưu mạo hiểm như vậy. không được, mấy chuyện này ngươi không có dành, nhớ bại lộ thì sao? thôi không nói nữa, mau cởi tất chân ra đi. khuôn mặt xinh đẹp của sở yên nhiên cũng đỏ lượng lên, hắn giọng nói, ngươi tính làm gì? trương dương chỉ chỉ đầu mình thấp giọng nói, ta muốn ngụy trang một chút. biến thái, tuy rằng sở yên nhiên nói vậy, nhưng vẫn xoay người lại cởi tất chân ra đưa cho hắn. Trương Dương vui tươi hớn hở cầm chiếc tắt chân nói, người có bị bệnh hôi chân không đó. Sở yên nhiên tức giận giơ cái chân nõn nà của mình lên đạp hắn một cái. Đâu ngờ lại bị Trương Dương một tay tóm gọn cái chân mập mạp trắng nõn kia. Trương Dương nhẹ nhàng nhéo nhéo sờ sờ vuốt vuốt chân của nàng ta, một cảm giác mềm mại săn chắc đàn hồi sướng đến khó tả. Sở yên nhiên thì đỏ mặt quay đầu đi, không dám đối diện với thằng nhãi vô sỉ kia nữa. Trương Dương đẩy cửa xe bước xuống nghe thấy tiếng cửa xe ô tô đóng lại, sở yên nhiên mới phục hồi lại tinh thần, thò đầu ra nhẹ giọng nói, nhớ cẩn thận đó. Trương Dương quay đầu rời đi, để cho ánh trăng sáng trắng soi dọi khuôn mặt xinh đẹp sở yên nhiên. Hai ngày nay tâm tình Dương Thủ Thành cũng bồn chồn không yên. Tuy rằng sự việc ở mỏ than đã được anh trai hắn khống chế giảm thiểu thiệt hại tới mức tối thiểu, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an làm sao ấy. Những bánh mỏ than huyện Xuân Dương này liên quan tới lợi ích của không ít người thực ra Dương Thủ Thành cũng có dự định, cho dù chuyện mỏ than xảy ra tai nạn có được giải trừ đi hay không, thì hắn vẫn phải nên tránh mặt đi một thời gian, đây cũng là ý tứ của anh trai hắn, hay của một số người giấu tên khác. Đối với một người thương nhân như hắn mà nói, tính mạo hiểm càng cao thì lợi nhuận lại càng lớn. Nhưng đối với mấy người làm chính trị như anh trai hắn, bọn họ không thể chấp nhận mấy chuyện phiệu lưu mạo hiểm như vậy. Dương Thủ Nghĩa bây giờ mới hiểu thế nào là gần vua như gần cọp nếu như sự việc lần này vỡ lở ra thì người đầu tiên phải làm tốt thí là dương thủ thành hắn không sai dương thủ thành vắt tay lên trán nhắm hai mắt lại cố gắng ngủ để quên đi mọi chuyện cố quên đi cái cảm giác chán nản của một kẻ không được nắm trong tay số phận của mình hắn biết giờ đây hắn chỉ như cá nằm trong chậu thế nhưng hắn vẫn có một niềm tin rằng nếu như người ta không động đến hắn thì hắn vẫn sẽ hưởng thụ cái cuộc sống này cho thật tốt đột nhiên một trận gió lạnh lùa vào phòng dương thủ thành cũng phải con người rụt cổ mình vào trong trong chăn ấm thế nhưng liền đó hắn lại cảm nhận thấy từng đợt khí lạnh bốt từ một lưỡi dao sáng loáng đang kề sát ngay cổ hắn dương thủ thành dùng mình một cái những cơn khí lạnh cứ thế từ cổ hắn lan dần ra toàn cơ thể dương thủ thành cũng không dám động đậy cũng không đủ cam đảm quay ra nhìn xem đối phương là ai chỉ hơi run run hỏi ngươi là ai trương dương điểm khẩu huyệt của hắn rồi ghé đít ngồi xuống đầu giường cạnh hắn trên đầu đối phương đội một chiếc tắt chân con gái nên Dương Thủ Thành cũng không nhìn rõ mặt mũi đối phương ra sao. Dù rằng đang bị người khác kề giao khống chế nhưng Dương Thủ Thành cũng là một người từng trải, qua đợt hoảng hốt lúc đầu, hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Suy nghĩ một chút rồi Dương Thủ Thành mói thấp giọng nói, người muốn bao nhiêu. Trương Dương cười lạnh một tiếng rồi hờ hững nói, Dương Thủ Thành ơi là Dương Thủ Thành. Người đã làm vô số chuyện ác, giấu giếm số người tử vong thực sự của vụ nổ mỏ than, hơn nữa lại còn tuyệt tình tuyệt nghĩa, đuổi tận giết tuyệt người khác hòng bịt đầu mối. Người làm vậy không sợ có ngày bị báo ứng hay sao? Dương Thủ Thành giật mình sợ hãi, hiện giờ hắn mới hiểu ra là người ta đến tận cửa tìm hắn báo thù chứ không phải vì của cải tiền bạc. Dương Thủ Thành cũng không trả lời câu hỏi của Trương Dương mà đánh mắt nhìn xung quanh một chút. Trương Dương nhếch mép cười nhạt nói, đừng hy vọng có người tới cứu, người dám kêu lên một tiếng, ta chỉ cần đưa tay nhẹ một cái là cái đầu ngươi cũng nứt lìa khỏi cổ rồi. Chắc ngươi cũng thấy qua người ta cắt tiết gà rồi chứ. Một đao hạ xuống là máu me tung tóe đó. Trên chán dương thủ thành cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, run run giọng nói, người anh em, chúng ta không thù không oán, người hà tất phải. Trương Dương nhàn nhã dùng con dao nhỏ gọt gọt móng tay thản nhiên nói, ta cho ngươi một cơ hội, mau chóng nói lại một lượt cho ta nghe đầu đuôi sự việc vụ nổ khí ga ở mỏ than. Chẳng phải việc đó do đoàn công tác từ thành phố xuống điều tra hay sao? Bọn họ cũng đã rời đi được ít lâu, lại nắm giữ toàn bộ hồ sơ sự việc lần này, quả thực ta cũng không biết gì để mà nói cả. Dương thủ thành vẫn còn khá tỉnh táo, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói ra. Trương Dương gật gật đầu cười lạnh một tiếng rồi tóm lấy cổ tay Dương thủ thành, nhẹ vận sức một chút. Chỉ mới nhẹ nhàng thế thôi mà Dương thủ thành lại cảm giác như xương tay hắn sắp vỡ vụn ra từng mảnh vậy từng trận đau bút từ tay truyền tới tận óc. Dương Thủ Thành miệng thở hồng hộc, vội vàng cầu xin nói, rốt cuộc là ngươi muốn gì? Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngươi. Những người nhà có người thân là thợ mỏ bị chết oan uổng cũng đều bị ngươi dùng tiền này mua chuộc phải không? Dương Thủ Thành cũng không phủ nhận mà lớn tiếng đáp trả lại Trương Dương, sự việc cũng đã xảy ra, người thì cũng đã chết, nếu như cứ cố truy cứu trách nhiệm thì thế nào nữa? Làm vậy cũng khiến người chết sống lại được sao? Ngươi cũng đừng có nằm mơ nữa, tiền bồi thường của chính phủ cũng chẳng bằng một nửa tiền bồi thường của bọn ta đâu. Đây cũng là chuyện tốt của họ mà thôi, việc gì ngươi phải can dự vào. Trương Dương ha hà cười lớn nói, thế nhưng những kẻ đáng bị trừng phạt lại không bị mảy may gì. Hơn nữa, ngươi thậm chí để che giấu sự thực mà không ngần ngại giết người diệt khẩu. Ngươi trả lời ta thế nào đây? Ta không có làm mấy chuyện đó, ta cũng chỉ là một cổ đông nho nhỏ của cả khu mỏ than đó mà thôi ta không có quyền hành gì, cũng không muốn phải gánh chịu trách nhiệm. Người nói ta vì bảo vệ mình mà giết người diệt khẩu sao. Môi dương thủ thành đã khô cứng lại nhưng hắn vẫn gân cổ lên cái, trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối cả, không có trắng đen rõ ràng, không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có lợi ích, chỉ có tham vọng là vĩnh hằng. Người giết một mình ta thì thế nào nữa? Người cho rằng có thể đòi lại công đạo cho mấy người thợ mỏ bị chết sao? Người có thể đòi lại công đạo cho người nhà của bọn họ sao? Ha ha ha, chỉ là nằm mơ mà thôi. Trương Dương thấp giọng nói, là ngươi đang nhắc nhở ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sợ rằng nếu như chuyện này phanh phui sẽ động chạm tới lợi ích của mấy gã đứng đằng sau mỏ than sao? Dương Thủ Thành vẫn cứng giọng nói, nếu như người bỏ qua cho ta, ta sẽ cho ngươi tiền. Từ trước tới giờ ta cũng chẳng hề dính dáng gì tới vụ việc lần này, ta thậm chí, ta muốn ngươi không được động đến Tần Thanh nữa. Hơn hết ngươi còn phải giúp nàng ta thoát khỏi mớ rắc rối của các ngươi nàng ta không có tội dương thủ thành nghe xong mà giật mình sửng sốt hắn không ngờ đối phương lại đưa ra loại yêu cầu này ý nghĩ thoáng qua đầu hắn mở to mắt ra nhìn trương dương lớn tiếng nói ngươi là trương dương thấy dương thủ thành nhận ra mình trương dương cũng thấy có chút phiền muộn mẹ nó chứ ta đã lồng cả hai cái tất chân đeo vào rồi thế mà vẫn bị hắn nhận ra xem ra trình độ cải trang phải hoàn thiện hơn một chút mới được thực ra trương dương không biết chứ chuyện xấu của hắn với tần chủ tịch giờ đã đồn khắp cả xuân dương mọi người đều coi bọn họ như một đôi giờ có người tới tận cửa đòi lại công bằng cho tần thanh hiển nhiên người đầu tiên dương thủ thành nghĩ đến là trương dương lúc nói ra mấy lời kia xong dương thủ thành lại cảm thấy hối hận không thôi hắn cũng biết trương dương thân là cán bộ nhà nước hiển nhiên sẽ không làm mấy cái chuyện cắt cổ giết người kia thế nhưng giờ đây lại buột miệng vạch trần thân phận hắn dám chừng thằng nhãi con này có gan giết người diệt khẩu lắm. Trong ánh mắt Dương Thủ Thành lộ ra vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng tột độ. Bị đối phương nhận ra, Trương Dương cũng chẳng thèm giấu giếm thân phận nữa, đơn giản gỡ tất chân ra khỏi đầu, rồi dùng bản dao vỗ vỗ mặt Dương Thủ Thành mấy cái, lạnh lùng nói, được lắm. Nếu như người đã nhận ra ta, chúng ta liền thẳng thắn nói chuyện đi. Ta có thể không truy cứu chuyện của mỏ than nữa, thế nhưng ngươi phải kêu lão anh trai ngươi mau chóng tìm người thế thân gánh chịu trách nhiệm, đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu tần thanh như thế nữa. Dương Thủ Thành gượng cười khổ nói, người không biết đó thôi, trong vụ này ta cũng chỉ như một con tốt thí chẳng có quyền hạn gì ở đây cả. Hơn hết, tính tình nàng ta lại quá cương trực, tự mua dây buộc mình, một mực tìm hiểu chân tướng vụ mỏ than nổ khí ga, bởi vậy mới lâm vào tình cảnh như bây giờ. Nếu như các người có thể hại nàng ta, tức là cũng có thể minh oan cho nàng. Trương Dương hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thủ Thành, sau đó lấy từ trong áo ra một cây ngân châm rồi điểm nhẹ lên ngực dương thủ thành dương thủ thành có chút sợ hãi nhìn lại ngực mình đã thấy một điểm đen chỗ đầu mũi châm của trương dương to dần lên điểm đen đó to đến một mức nhất định thì bắt đầu phân nhánh thành mấy sợi đen lan ra khắp ngực hắn nhìn qua giống như một con nhện đen to đùng đang nằm giữa ngực châm cứu có thể cứu người cũng có thể hại người trương dương nhìn dương thủ thành cười tủm tỉm nói mạng sống của ngươi giờ chỉ còn ba ngày cố gắng giúp ta giải quyết chuyện này ta liền cứu ngươi. Bằng không, qua ba ngày, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt Dương Thủ Thành tái nhợt đi, giọng run run nói, ngươi, ngươi. Trương Dương lạnh lùng cắt đứt lời hắn nói, đừng nên nghi ngờ, cũng đừng tự tìm cách cứu mình làm gì, đều vô ích cả thôi. Hơn nữa, nếu như ta muốn giết ngươi cùng gã anh trai thối tha của ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay, việc gì phải phiền phức như vậy. Ngươi yên tâm, ta đã hứa không truy cứu chuyện của mỏ than nữa, thì chắc chắn sẽ giữ lời. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cho ta, trước tiên, ngươi phải tìm cách minh oan cho Tần Thanh, tránh để nàng ta phải chịu bất cứ ủy khuất gì. Bằng không, ta với các ngươi cá chết lưới rách. Trương Dương đi được một lúc rồi nhưng Dương Thủ Thành vẫn chưa tỉnh táo hẳn lại, vẫn cứ chơ mắt ngồi nhìn chiếc cửa sổ mở toang. Một lúc sau hắn mới giật mình tỉnh lại, và việc đầu tiên hắn làm là quay người lại vạch áo ra soi mình vào chiếc gương ở đầu giường lúc này dấu ấn hình con nhện đen lại càng nổi rõ hơn lúc nãy, lại nhớ tới câu cuối trước khi rời đi, Dương Thủ Thành không nhịn được phải dùng mình một cái. Hắn biết, Trương Dương không phải là cái loại công chức nhà nước vâng vâng dạ dạ như bình thường, cứ như hắn xuất thân từ lưu manh đầu đường xó chợ vậy, không hề coi luật pháp ra gì. Dương Thủ Thành cũng không dám nghĩ nhiều nữa, liền vội vàng lấy điện bấm số gọi cho anh trai hắn dương thủ nghĩa đang ngủ ngon lại bị người khác gọi điện phá dối lúc nửa đêm nên cũng có chút bực mình dù sao tâm tình hắn mấy hôm nay cũng căng như sợi dây đàn tuy rằng vụ việc liên quan đến mỏ than đã được cấp trên ém nhẹm đi nhưng thân kẻ trung gian đứng mũi chịu sao, hắn vẫn chưa thấy yên tâm lắm nhớ đâu lại phát sinh dị biến gì thì sao đang ngủ ngon đột nhiên điện thoại lại réo ầm lên làm dương thủ nghĩa cũng hết hồn đầu dây bên kia truyền đến tiếng em trai hắn dương thủ thành nhưng lạ một điều là giọng hắn lại có vẻ run run sau khi nghe em trai kể đầu đuôi sự việc vừa rồi một lượt dương thủ nghĩa phẫn nộ gào ầm lên bị một thằng nhãi con hù dọa một chút đã sợ vãi đái ra rồi thử hỏi sao ngươi còn làm nên trò trống gì nữa không không cần để ý tới hắn việc gì phải sợ thằng nhãi lưu manh đó dương thủ thành vẫn không chịu thôi giọng điệu van xin nói anh trai ta thấy hắn không giống đùa chút nào cả không cần nhắc tới bối cảnh đằng sau của hắn chỉ riêng việc hắn nửa đêm nửa hôm vô thanh vô thức tiến tận đến đầu giường ta kè dao vào cổ uy hiếp ta, chỉ vậy thôi cũng đã không thể coi hắn như người bình thường được rồi. Hơn nữa trước khi rời đi hắn còn châm ta một châm tạo thành một dấu ấn hình con nhện đen xì. Hắn nói ta không thể sống được quá ba ngày nữa. Anh à, chuyện này anh nhất định phải giúp em. Dương Thủ Nghĩa chẳng muốn nghe thằng em vô dụng lại nhảy nhiều nữa, bực mình chẳng thèm nói câu nào, cục điện thoại cái rụp. Nhưng rất nhanh điện thoại lại kêu lên hiển nhiên là dương thủ thành lại gọi tới dương thủ thành vừa khóc nức nở vừa nói anh à hắn đã hứa là sẽ không đả động gì tới vụ mỏ than nổ khí ga nữa hắn nói chuyện đó căn bản không có liên quan gì tới tần thanh nàng ta vô tội nếu như muốn tìm người chết thay thì cứ đổ hết tội lỗi lên đầu la cảnh nguyên còn tần thanh thì nàng ta cũng chỉ là mới nhậm chức được một ngày dương thủ nghĩa nghe đến đó cũng giận dữ ném điện thoại xuống không cần nghe đoạn sau nữa đêm nay cũng giống như bao đêm khác yên tĩnh, lạnh lẽo. Lại một đêm nữa Dương Thủ Nghĩa mất ngủ, hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói của em trai hắn. Thực ra cái việc đổ hết tội lỗi lên đầu La Cảnh Nguyên, trước đây hắn đã từng nghĩ đến. Bác sĩ đã chuẩn đoán La Cảnh Nguyên bị ung thư gan, là một kẻ sắp chết không sai, để hắn gánh chịu mọi trách nhiệm thì cũng không khác gì mấy. Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận lại, Dương Thủ Nghĩa đột nhiên giật mình, hóa ra từ đầu tới giờ là hắn đã chọn sai đối tượng nếu như ban đầu hắn không có lựa chọn tần thanh làm kẻ chết thay thì cũng sẽ không phát sinh ra thêm bao nhiêu chuyện rắc rối như vậy dương thủ nghĩa châm một điếu thuốc rồi chậm rãi lên sân thượng hóng gió gió đêm mát lạnh làm hắn tỉnh táo hơn cũng làm hắn nhận định ra được nhiều điều mà trước giờ hắn vẫn u u mê mê đâm đầu vào làm nội tâm hối hận của hắn giờ đây cũng càng lúc càng nặng nề hơn chẳng khác gì màn đêm đen khịt xung quanh dương thủ nghĩa cũng chẳng biết mình ngủ từ bao giờ lúc tỉnh lại đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân ươn ướt xinh dính, lúc sốc chăn lên nhìn, cảnh tượng trước mắt làm hắn giật mình sợ hãi hết hồn hết vía. Trên giường đoạn ngay dưới chỗ hắn nằm là một vũng máu to tướng, bên trên còn một con gà trống bị cắt tiết đang trợn mắt nhìn hắn. Dương thủ nghĩa sợ hãi hét lớn một tiếng, thế nhưng cũng chẳng có ai chạy đến. Mấy năm gần đây hắn với vợ hắn ly thân, mỗi người ở một nhà không ai đụng chạm nhau. Giờ đây cả ngôi nhà to đùng cũng chỉ có mỗi mình hắn ở. Dương Thủ Nghĩa vội vàng chạy đi lấy điện thoại, hai tay cũng không tự chủ được mà run lên bần bật, có bấm số 110 mà cũng phải mất một lúc cũng chưa xong. Thế nhưng lúc ngẩng mặt lên nhìn thì thấy trên tường có một hàng chữ viết bằng máu đỏ tươi, người đầu tiên là ngươi. Hàng chữ to đùng bằng máu tươi đỏ chót đã phá tan mọi phòng tuyến của Dương Thủ Nghĩa, hai mắt hắn trợn lên nhìn hàng chữ, ống nghe điện thoại trong tay cũng tuột xuống giờ đây hắn cảm thấy như trong cổ họng đang mắc một cục gì to đùng làm hắn hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiều hai chân hắn cũng không tự chủ được mà run lên bần bật tựa như sắp không thể trụ được nữa bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ mới hai ngày trước hắn đọc qua một bộ chuyện găng tơ băng phái thanh toán lẫn nhau của mỹ cũng có một đoạn y hệt như thế này nhưng hắn thực nghĩ không ra chỉ chớp mắt một cái mà mọi chuyện lại xảy ra với hắn như vậy hai tay dương thủ nghĩa run run kéo ngăn kéo ra cố gắng lục tìm bao thuốc lá Mãi một lúc lâu sau mới lần ra bao thuốc, vừa rút ra một điếu đưa lên tới tận miệng rồi nhưng lại để rơi mất. Dương Thủ Nghĩa cũng không nhặt điếu thuốc lên nữa mà nhắm chặt hai mắt lại, suy nghĩ một lúc lâu rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 65.